Chương 3291 lời vừa nói ra, thần sắc Loan Phượng cứng lại, có ý tứ gì? Dương Khai thản nhiên nói, phu nhân vừa rồi cũng đã nói, phía sau bản tọa có thiên hình hậu nhân, a năm đó thiên hình đã làm nên sự tình gì chắc hẳn không cần ta lặp lại, mà bên trong thiên hình cung kia, chỉ sợ thánh linh bản nguyên cũng nhiều vô số kể, nếu không có như vậy, tại sao các yêu vương cổ địa lại cung kính với ta như vậy, thậm chí hữu cầu tất ứng, không phải là trông cậy vào ngày sau có cơ hội thành thánh linh? ăn bám cũng không cảm thấy ngại gióng trống khua chiêng loan phượng một mặt vẻ khinh thường dương khai ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục chậm rãi nói bản tọa cũng là người có đại khí vận năm đó trong lúc vô tình chứa chấp một thiếu nữ lại là hậu nhân của thiên hình đại danh đỉnh đỉnh mà huyết mạch cũng thần kỳ thức tỉnh không phải ta cùng phu nhân khoác láp nàng đối với ta cũng coi là nói gì nghe nấy đợi nàng xuất quan nếu là ta có lời muốn nói chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt cái này mắc mớ gì đến thiên lung loan phượng mi mắt nhíu chặt Dương Khai mỉm cười, phu nhân chính là Loan Phượng Chi Thân, mặc dù cũng thuộc về Phượng tộc, nhưng theo ta được biết, cũng chỉ là chi phụ a. À. So với Phượng tộc chính thống vẫn còn có chút chênh lệch, năm đó thiên hình chém giết vô số thánh linh, Long Phượng cũng ở trong đó, bên trong thiên hình cung kia chẳng lẽ còn không có bản nguyên Phượng tộc. Nói tới đó, Dương Khai không nói thêm, nâng chung trà lên nhấp một ngụ, lặng lẽ dò xét thần sắc Loan Phượng, quả nhiên thấy sắc mặt nàng có biến hóa, trong lòng vui lên biết nàng vô luận như thế nào cũng không cự tuyệt được dạng dụ hoặc này quả nhiên sau một lát loan phượng mới nói ngươi có nắm chắc để thiên lung tiến vào thiên hình cung một chuyến dương khai liền nói ngay khẳng định sẽ đáp ứng loan phượng hít sâu một hơi nhẹ nhàng vuốt cằm nói tiểu tử bản cung sở dĩ không muốn cho ngươi mượn yêu vương cũng không phải chỉ là tâm tư ngươi dù sao cũng là nhân loại thủ hạ nếu có quá nhiều yêu vương làm không tốt sẽ bị chụp mũ kết tội cấu kết yêu tộc đối với bản thân ngươi cũng bất lợi Dương Khai ào ào nói, hảo ý của phu nhân, bản tọa tâm lĩnh, nhưng không có thực lực cường đại, cái khác đều là nói suông. Loan Phượng ánh mắt lóe lên một cái, cũng chưa chắc Phạm Ngô cùng thương cầu bên kia sẽ đồng ý. Dương Khai nhách miệng cười một tiếng, có phu nhân, bọn hắn làm sao lại không nể mặt mũi. Ta biết, mấy vị thánh tôn cổ địa, mặc dù một mực là Phạm Ngô đương ra làm chủ, nhưng vòng thực lực mạnh yếu, lại là phu nhân cầm đầu. Bớt vuốt mông ngựa. Loan Phượng nói chuyện liền đứng lên, quay người hướng ra ngoài bước đi phu nhân đi đâu?" Dương Khai nhìn qua bóng lưng uyển chuyển hỏi, "Chờ đi, được hay không được, trong vòng 5 ngày ta cho ngươi đáp án." Có câu nói này của nàng, Dương Khai liền biết sự tình không thành vấn đề, chắp tay cười nói, "Đa tạ phu nhân thành toàn." Cuối cùng cũng không có uổng phí một phen nước bọt, mà Dương Khai cũng biết, lần này gặp Loan Phượng nếu có thể thành công, sau này nếu như hắn lại có yêu cầu gì đối với cổ địa, bên này cũng sẽ không cự tuyệt. Trái lại, nếu như lần này không thể đạt được về sau liền mơ tưởng có được chỗ tốt gì từ cổ địa này. Trong lúc nhất thời tâm tình sảng khoái vô cùng, quay người trở về trong phòng của mình chờ đợi. Bên trong hành cung của Phạm Ngô, nhận được tin tức Thương Cẩu vội vã chạy đến, Tam đại thánh tôn hội tụ một chuyến, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. khi người quá đáng, lần trước chúng ta còn đi giúp hắn một tay, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu tử này lại có ý đồ với chúng ta, muốn ba vị yêu vương, hắn tại sao không đi chết đi? Thương Cẩu nổi giận đùng đùng có tư thế như muốn liền chạy qua cùng Dương Khai tử chiến. Phạm Ngô thở dài, chúng ta ở tại cổ địa nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại nằm trên tay một tên tiểu tử, mặc hắn nhào nạn, thiên đạo bất công. Thương Cẩu trong mắt lấp lóe hàn quang, nếu không hiện tại liền đem hắn làm thịt đi, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố. Loan Phượng liếc hắn một cái nói, ngươi không sợ hậu nhân thiên hình sau khi xuất quan tìm ngươi gây phiền phức. Khí thế Thương Cẩu liền xỉu xuống, lúng túng vài câu, biểu lộ hậm hực thân là thánh linh, nhắc lên hai chữ thiên hình, đơn giản tựa như là một dạng chuột nghe được mèo tiếng kêu, đó là e ngại thực sự phát ra từ bên trong. Phạm Ngô nghiêm nghị nói, mà lại, bây giờ chỉ sợ hắn cũng không phải có thể tùy tiện bị xử lý. Năm đó lần đầu tiên Dương Khai tới cổ địa, liền cho thấy sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, lúc đó bất quá hắn mới là đế tôn nhất trọng mà thôi, một cái chớp mắt qua mấy thập niên, lấy thiên tư của hắn, khẳng định lợi hại hơn so với trước kia, chớ đừng nói chi là hắn tinh thông pháp tắc không gian, nếu không thể giam cầm Thiên Địa trước đó, phòng bị hắn phá vây đào tẩu, Phạm Ngô cũng không có lòng tin có thể bắt được hắn. Mà một khi cùng hắn làm ác, hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Thương Cẩu nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền để hắn ăn chắc chúng ta như thế? Phạm Ngô quay đầu nhìn lại hướng Loan Phượng, mở miệng hỏi, phượng phu nhân nói với hắn như thế nào? Loan Phượng rủ xuống mắt nói, ta cũng là cực lực cự tuyệt, nhưng hắn lại vô sỉ đem cái thạch khôi luyện hóa thạch hỏa bản nguyên ra nói muốn để Thạch Khôi kia vào ở Man Hoang Bắc Địa, kế thừa vị trí Bắc Thánh Tôn, hơn nữa còn tuyên bố muốn đem tin tức nói cho các yêu vương, thiếp thân cũng bị ép không có biện pháp. Hèn hạ, Thương Cẩu vô cùng phẫn nộ, ánh mắt Phạm Ngô lại lóe lên một cái, nhạy bén cảm giác Loan Phượng tự hồ có cái gì giấu giếm, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, bởi vì biết coi như hỏi cũng không có được đáp án, im lặng một trận, thở dài, xem bộ dáng là không ngăn cản được hắn. Loan Phượng chần chờ một chút nói, mặc dù không ngăn cản được nhưng chưa chắc là không thể cho hắn một điểm ngáng chân phạm ngô nhìn qua nàng nói chỉ giáo cho loan phượng hé miệng cười một tiếng hai vị cũng biết hắn có một vị phu nhân gọi là phiến khinh la kế thừa một loại thánh linh bản nguyên hóa thành yêu bây giờ đang ở trong cổ địa tu luyện phạm ngô cùng thương cầu đều nhẹ nhàng gật đầu việc này bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói phiến khinh la kia là do ưng phi tự mình đưa đến đều đã truyền ra toàn bộ cổ địa cho nên bên trong cổ địa ngược lại là không có gì nguy hiểm với nàng, chỉ vì hoàn cảnh bên trong cổ địa thích hợp với nàng, mới có thể lựa chọn nơi này tiềm tu. Thương cẩu hai mắt tỏa sáng, phu nhân ý là, để cho chúng ta ra tay với phiến khinh la. Loan Phượng lắc đầu nói, này cũng không cần, ta gặp qua qua nữ tử kia, coi như không tệ, tựa hồ là kế thừa thiên nguyệt ma chu bản nguyên tri lực, đợi một thời gian, cũng là một thành viên yêu tộc ta, đã là người một nhà, cần gì phải đi đối phó nàng thương cẩu nói nếu không đối phó nàng vậy đề cập đến nàng làm cái gì loan phượng hé miệng cười một tiếng tiểu tử kia dáng dấp là dạng chó hình người lại là phong lưu thành tính các ngươi có biết hắn tổng cộng có bốn vị phu nhân hơn nữa còn cùng một nữ tử băng tâm cốc qua lại mặt khác còn cùng một cái long nữ quan hệ mập mờ còn có cả hậu nhân thiên hình kia nữa nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thương cẩu nghe một mặt sùng bái chật chật diễm phúc vô biên con ngươi phạm ngô đảo một vòng mở miệng nói, nữ nhân nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Loan Phượng vuốt cầm nói, không sai, bốn vị phu nhân kia, đều là đã quen biết nhau, thực lực cũng không tính là quá mạnh, băng tầm cốc nữ tử kia tựa hồ cũng chỉ là đế tôn hai tầng cảnh, năm đó chúng ta cũng đã gặp, chính là nữ nhân điên điên khùng khùng kia, nghe nói hiện tại cũng không điên nữa. Mà còn lại hai người, một là long nữ, một là hậu nhân thiên hình, vô luận là ai, đều không phải là dạng yếu ớt. Thương cẩu nói, nếu là để hai người bọn họ đụng nhau, ngẫm lại đều có chút không rét mà run, long nữ, hậu nhân thiên hình, trời sinh quan hệ thù địch, cái này có thể có cảnh náo nhiệt để xem. Chỉ là ai cũng không biết hậu nhân thiên hình đến cùng lúc nào mới xuất quan. Loan Phượng mỉm cười nói, trước đó, chúng ta có thể châm lửa thêm củi, nếu hắn bị một đám nữ nhân quấy cho sứt đầu mẻ chán, chỉ sợ cũng không có công phu để ý tới cổ địa. Thương cầu nói, làm sao châm lửa thêm củi. Loan Phượng hé miệng cười một tiếng, lần này không phải là cái cơ hội rất tốt a. À hắn muốn ba vị yêu vương chúng ta liền cho hắn ba vị yêu vương chỉ là không biết hắn có khẩu vị tốt như vậy hay không thương cẩu nghe một mặt mê mang ngược lại là phạm ngô bừng tỉnh đại ngộ mỉm cười vuốt dâu không sai lời của phượng phu nhân có lý các ngươi đang nói cái gì có thể nói rõ ra không thương cẩu gãi đầu phạm ngô cùng loan phượng nhìn nhau cười một tiếng ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé ba vị yêu vương rất nhanh bàn luận tam đại thánh tôn mỗi người cử ra một vị. Bên trong Phượng La cung, Dương Khai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tam đại yêu vương đứng trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không phải là tam đại yêu vương này không mạnh, cổ địa 32 yêu vương, mỗi một người đều là tồn tại cực kỳ cường đại, để cho Dương Khai im lặng như vậy, chỉ vì tam đại yêu vương này đều là nữ nhân, mà mỗi người đều là vũ mị yêu diễm. Một người trong đó không lạ lẫm lắm, chính là Hoa Yêu Đỗ Mật Nhi lần trước gặp trong Tẩm Cung Loan Phượng nữ nhân này phục vụ người ta cực kỳ lợi hại lần trước dương khai liền hào hào hưởng thụ một phen giờ phút này chính là nháy mắt đưa tình nhìn qua hắn bên cạnh đỗ mật nhi một nữ tử quốc sắc thiên hương tư thái xinh đẹp thần sắc vũ mị ngay cả phiến khinh la cũng không thể bằng được một đôi mắt đẹp ngập nước tựa như hai cái lỗ đen có thể đem thần hồn người ta nuốt vào trong đó làm cho không người nào có thể tự kiềm chế nàng mặc dù bình tĩnh đứng ở nơi đó nhưng lại có một loại phong tình khó nói nên lời quanh quẩn để cho người ta nhìn không nỡ chuyển rời ánh mắt hồ phỉ dương khai thăm dò hỏi một câu nữ yêu vương nghe vậy ngơ ngác một chút sau đó cười tươi môi son khẽ mở không nghĩ tới đại nhân nhận ra nô ra thanh âm tiêu hồn để dương khai nghe dùng mình một cái chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ đi một hai không hồ là có huyết mạch thiên hồ cửu vĩ nhất cử nhất động đều là mị hoặc làm cho người ta sao có thể tự kiềm chế dương khai liền tinh tường cảm giác được một dòng nước nóng nơi bụng phun trào lập tức có chút giở khóc giở cười, vài ngày trước mới cùng Tê Lôi nghiên cứu thảo luận qua các yêu vương, Tê Lôi trọng điểm nói tới Hồ phỉ này, không nghĩ tới bọn người Loan Phượng thế mà đem nàng đưa đến bên cạnh mình. Quay đầu liếc mắt nhìn Loan Phượng, dường như nhìn ra thâm ý trong mắt nàng, Dương Khai gật đầu nói, đại danh của yêu vương như sấm bên tai. Hồ phỉ cười lên một tiếng, một chút ô danh, ô uế lỗ tai đại nhân. Dương Khai lại quay đầu nhìn về phía một nữ yêu vương khác chỉ thấy khí chất của nữ nhân này cùng Đỗ Mật Nhi và Hồ Phỉ rất khác biệt, không như Đỗ Mật Nhi yếu đuối, Hồ Phỉ mị hoặc, lại nhiều một tia âm lãnh tuyệt diễm, con ngươi của nàng dựng thẳng, để Dương Khai không khỏi nhớ tới hai chữ rắn độc, nhưng loại cảm giác âm độc này không những không khiến người ta có ý sợ hãi, ngược lại là kích thích người ta thiêu thân lao đầu vào lửa dục vọng, tựa hồ coi như cho nàng nuốt sống, cũng cam tâm tình nguyện. Tâm tư Dương Khai khẽ động, xích luyện. Xích luyện liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, trong đồng tử thẳng đứng nở rộ tia sáng kỳ dị đại nhân quả nhiên kiến thức uyên bác, lại cũng nhận ra thiếp thân. Ha ha. Dương Khai cười khan một tiếng, theo thứ tự mà quét qua tam đại nữ yêu vương một chút. Ba người trước mặt, một cái quyến rũ động lòng người, một cái ăn mặc bại lộ, da thịt tuyết trắng, ngạo nhân song phong, chân ngọc thon dài tròn trịa, mảng lớn mảng lớn da thịt bại lộ ra ngoài, nhưng biểu lộ nhìn qua Dương Khai đều không khác nhau, đều tự hồ hận không thể một ngụm nuốt hắn vào. Dương Khai bỗng nhiên có chút không rét mà run, quay đầu sông Loan Phượng còn ở một bên cười mỉm xem trò hay nói, phu nhân, ta muốn nói chuyện riêng một chút. Loan Phượng lườm hắn một cái, cùng hắn đi đến một bên, tức giận nói, làm sao? Dương Khai khổ não nói, phu nhân, các ngươi là đang chơi ta sao? Loan Phượng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chỉ giáo cho. Dương Khai hướng bên cạnh nháy mắt ra dấu nói, ta tìm các ngươi muốn ba vị yêu vương không sai, thế nhưng là các ngươi đưa tới cho ta ba vị này là có ý gì? Loan Phượng biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ ngươi không hài lòng với các nàng? Thực lực mấy người các nàng trong 32 đường yêu vương cổ địa ta cũng không tính yếu, năng lực chính diện chém giết có lẽ không cường đại như Tê Lôi, nhưng ngươi tin hay không nếu để Tê Lôi đối đầu với các nàng, thua thiệt nhất định là Tê Lôi. Tin, nhưng mà đây cũng quá không được bình thường. Loan Phượng sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có ý gì, người ta cũng đã gọi tới cho ngươi, ngươi có phải không muốn hay không? Ngươi nếu không muốn, tự mình nói với các nàng đi, ngươi xem xem các nàng có bỏ qua cho ngươi hay không. Trong lòng thoải mái không chịu được, ai bảo ngươi cái tên tiểu tử này ý thế hiếp người, thật sự cho rằng lão nương không có cách nào thu thập ngươi sao. Đừng! Dương Khai chắp tay thở dài, phu nhân người tốt làm đến cùng, đổi cho ta ba yêu vương khác được chứ. Đổi ba vị phổ thông yêu vương, ba vị này thật sự là quá. Chói mắt! Chớ nói người khác, chính hắn đối mặt ba vị nữ yêu vương này đều có chút chịu không nổi. Cần thời thời khắc khắc tỉ mỉ ngưng thần mới có thể ngăn được dụ hoặc, nếu thật là đem các nàng về không chừng lăng tiêu cung sẽ náo loạn không ra cái gì để những nam đệ tử kia nhìn thấy đâu còn có tâm tư tu luyện loan phượng liếc xéo lấy hắn nói ngươi muốn ba vị yêu vương ta cũng đã tìm tới cho ngươi hiện tại ngươi lại muốn đổi ba vị khác ngươi không cảm thấy mình có phần quá mức rồi hả dương khai nghiêm túc suy nghĩ một chút gật đầu nói là có một chút muốn hay không không muốn thì xéo đi loan phượng hử lạnh một tiếng dương khai há to miệng cuối cùng vẫn không nói gì thêm nữa quay đầu liếc mắt nhìn ba cái nữ yêu vương bên kia còn đang trông mong nhìn lấy mình, nặng nề mà thở dài một tiếng, thôi, kệ, cứ các nàng đi. Loan Phượng khẽ nói, nói như vẻ ngươi chịu nhiều thiệt thòi lắm vậy. Dừng một chút nói, yêu cầu của ngươi ta đã thỏa mãn cho ngươi, tranh thủ thời gian mang người cút đi, sau này không có việc gì đừng có đến đây, thiên hình hậu nhân xuất quan, ta tự sẽ phái người thông chi ngươi. Nàng một bộ không kịp chờ đợi muốn đuổi người, thật sự là sợ dương khai, cho nên đưa tiễn sớm một chút mới có thể sớm mà an tâm. Dương Khai cũng không dài dòng thêm gì, chắp tay nói, phu nhân ta tại cổ địa, còn muốn nhờ mấy vị thánh tôn chiếu khán nhiều hơn. Hắn tới lần này cũng không đi tìm phiến khinh la, bởi vì hắn biết phiến khinh la nàng bây giờ cũng đang tu luyện, quấy dày nàng đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt gì, biết rồi, cam đoan sẽ không để cho nàng mất một sợi lông nào. Loan Phượng không kiên nhẫn phất phất tay. Từ biệt Loan Phượng, dẫn ba cái nữ yêu vương bay tới hướng nơi ở của Thạch Khôi, trên đường đi, Dương Khai cuối cùng được lĩnh giáo mỹ nhân khó tiêu thụ nhất, tam đại nữ yêu vương một cái nhiệt tình như lừa vô luận là ngôn từ cử động đều là hàm ẩn trêu chọc trí nhất là cái nữ yêu có cử vĩ thiên hồ huyết mạch hồ phỉ nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười đều có vô tận mị hoặc như khiến người ta có chút cầm giữ mơ hồ đỗ mật nhi cùng xích luyện cũng không phải đèn đã cạn dầu một cái nhu tình mật ý một cái âm độc tuyệt lãnh ba nữ yêu vương ba loại khí chàng dây dưa quanh quẩn để dương khai có một loại cảm giác dục hỏa phần thân nếu không phải một mực cầm giữ bản tâm chỉ sợ muốn ngay tại chỗ tìm một nơi khoái hoạt một trận rồi tính sau trở lại nơi ở thạch khôi một đám thạch khôi đều trợn to trong mắt nhìn qua ba cái nữ yêu tinh lại ngó ngó dương khai sau đó lộ ra một bộ thần sắc nam nhân đều hiểu dương khai bị nhìn như vậy cũng thật khó xử cục diện bây giờ thực sự không phải là hắn muốn lần này hắn đến cổ điện chỉ là vì muốn ba cái yêu vương đi trấn thủ cơ nghiệp vô hoa điện mà thôi không nghĩ tới lại có thể mang ra ba cái yêu nữ này Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Loan Phượng Tiện Tỷ kia rõ ràng không có lòng tốt, không chừng còn muốn để ba cái yêu nữ này đem mình cầm xuống, sau đó coi đây là cái lý rồi muốn làm gì thì làm đâu. Chật vật trở về vô hoa điện, lại đến lượt Hoa Thanh Ti trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, dẫn ba cái nữ yêu vương tới cho nàng, để nàng xem mà an bài. Trước khi rời đi, Dương Khai thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt dạo qua một vòng từng nữ yêu vương, trầm giọng nói, sau khi ta đi, tất cả các ngươi nghe theo Hoa tổng quản an bài. Thế giới nhân loại không thể như ở cổ địa, cũng không thể tự tại như ở cổ địa các ngươi, nếu đã tới địa bàn của ta, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ, nếu có chỗ phạm sai lầm, đừng trách bản tọa ra tay ác độc vô tình." Hồ Phỉ cười mỉm, "Đại nhân nói gì vậy, ba người chúng ta đều là rất ngoan đây." Lúc nói, mỹ y như có như không nở rộ, nếu là nam nhân khác, chỉ sợ lập tức liền phải sắc thụ hồn bay, một câu nặng lời cũng không lỡ nói ra. Dương Khai lại là sớm có phòng bị, cũng cố ý muốn lập uy chỗ mắt trái biến thành màu vàng, thần niệm như thủy triều hóa thành lực xoắn, đem mỹ ý vô ảnh vô hình của hồ phỉ rào sát sạch sẽ. hồ phỉ khuôn mặt lập tức trắng bệch, rên khẽ một tiếng, càng trở nên tái nhợt. đỗ mật nhi cùng xích luyện cũng gấp gáp né ánh mắt sang một bên, trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngoài ý muốn. cùng lúc đó, dương khai lặng lẽ thôi động kim thánh long bản nguyên chi lực, long uy như có như không tràn ngập ra, bảo phủ lại toàn bộ ba nữ yêu vương, duỗi ra một tay hướng trên mặt hồ phỉ sờ soạng. Hồ phì trong mắt lập tức trừng lớn, tầm mắt xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ khó tin, rõ ràng là Dương Khai đứng trước mặt nàng, nhưng nàng dường như lại thấy được một đầu cự long, long chảo nhô ra tới mình như có thể xé rách thiên địa, tại trước mặt long chảo kia, mình bất luận phòng ngự như nào cũng yếu ớt không chịu nổi, nó lúc nào cũng có thể đem mình xé thành mảnh nhỏ. Thân thể mềm mại cũng nhịn không được run lẩy bẩy, trên mặt không còn chút huyết sắc. Cảm nhận được khí tức chuyển biến trên thân Dương Khai, Đỗ Mật Nhi cùng Sích Luyện cũng như Lâm Đại Địch, thần sắc sợ hãi như chỉ là trong nháy mắt lại như qua thật lâu khí thức để ba yêu nữ đều cảm giác một ngạt thản nhiên biến mất dương khai cười hít mắt nhéo nhéo khuôn mặt hồ phỉ vào tay là một mảnh non mềm đều ngoan ngoãn cho ta sau này không thiếu chỗ tốt cho các ngươi ba cái yêu nữ đều ngây ra như phỗng thành thật gật đầu dương khai đặt ngón tay ở giữa chóp mũi hít hà sông hồ phỉ nháy nháy mắt cười lớn một tiếng quay người rời đi thẳng đến lúc bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất bọn người hồ phỉ mới nặng nề mà thở ra một hơi hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra khiếp sợ cùng hoảng hốt trong mắt nhau lúc trước trên đường theo dương khai tới đây phát hiện hắn cũng chỉ như thế cho nên không khỏi làm càn một chút nhưng cho tới giờ khắc này mới rõ ràng nam nhân này là một tên thật sự kinh khủng nếu là chọc cho hắn nổi giận chỉ sợ thật sẽ không thương hoa tiết ngọc mà hạ thủ loại cảm giác làm cho người ta hít thở không thông vừa rồi chính là điều chưa từng được cảm thụ qua trên người các thánh tôn hoa thanh ti thờ ơ lạnh nhạt cũng để hết một màn vừa rồi vào trong mắt giờ mới mở miệng nói bản cung chính là lăng tiêu cung đại tổng quản hoa thanh ti mấy vị xưng hô như thế nào thanh âm truyền đến mới để đám người hồ phỉ thu suy nghĩ lại đỗ mật nhi mở miệng trước tiên báo ra tên của mình cũng không có bởi vì thực lực mạnh hơn hoa thanh ti mà có chỗ khinh thị ngược lại biểu hiện rất dịu dàng ngoan ngoãn hoa thanh ti ghi lại từng cái biết là vừa rồi dương khai lập uy hiệu quả nếu không đối mặt ba cái nữ yêu vương này nàng cũng phải đau đầu trong lăng tiêu cung bây giờ duy nhất có thể cùng các nàng bình khởi bình tọa cũng chỉ có đám người ưng phi nhưng mấy người ưng phi cũng là yêu vương đến từ cổ địa cùng ba cái trước mắt này tuyệt đối là người quen hoa thanh ti cũng vô pháp cầm bọn người ưng phi ra uy hiếp hồ phỉ các nàng bây giờ tốt rồi có dương khai dư uy trấn nhiếp nàng đứng lên chỉ huy cũng nhẹ nhàng vô cùng âm thầm hạ quyết tâm nếu là các nàng không nghe lời liền gọi lưu viêm xuất thủ đối phó các nàng lưu viêm bây giờ ngoài dương khai xem như người mạnh nhất trong lăng tiêu cung chính là yêu vương cũng khó có thể là đối thủ của nàng giờ lại có thêm ba vị yêu vương gia nhập liên minh vô hoa điện cuối cùng cũng có đầy đủ nhân thủ tọa trấn chỉ chờ nam môn đại quân bố trí tốt hộ tông đại trận liền có thể chuẩn bị di chuyển các đệ tử mà sau khi dương khai rời khỏi vô hoa điện lại một lần nữa trở về cổ địa đi ra khỏi nơi ở của bộ tộc thạch khôi đầu tiên là đi một chuyến tới huyết môn nơi này hắn cũng không lạ lẫm năm đó hắn từng cùng thạch hòa tử chiến trong này kém chút bị đánh chết cuối cùng may có thức tỉnh huyết mạch lấy đi bản nguyên thánh linh thạch hỏa mới hóa giải nguy cơ sau đó Trương Nhược Tích mang theo Tiểu Tiểu Tiến vào trong huyết môn, huyết môn cũng biến mất theo, cho đến nay vẫn không có chút tin tức nào. Phụ cận huyết môn quanh năm đều có yêu soái chấn giữ điều tra bảo vệ, lúc Dương Khai tới đây gặp không ít yêu soái như này để ra nghi vấn, nhưng sau khi nghe hắn báo tên họ đều trở nên cúi đầu khom lưng, a du định nọt. Điều tra một hồi lâu trong hư không, không cảm giác được bất luận khí tức gì của huyết môn, Dương Khai cũng chỉ có thể coi như thôi. Huyết môn liên thông một thế giới khác, đó là thế giới thiên hình mở ra, nội thiết thiên hình cung chứa đựng rất nhiều bản nguyên thượng cổ thánh linh thời đại đó bây giờ thánh linh thưa thớt nhưng ở thời kỳ thượng cổ lại là nhiều vô số kể những thánh linh cường đại này vừa ra đời liền có thực lực cực mạnh làm việc càng là không kiêng nể gì cả độc hại sinh linh theo điển tịch ghi chép thiên hình hoành không xuất thế trinh chiến tứ phương một thanh thiên hình kiếm giết hết thánh linh thiên hạ chính là long phượng cũng không thể thoát khỏi cái này tựa hồ tuân theo thiên địa khí vận mà thành trở thành là khắc tinh của các thánh linh thiên hình tại thế niên đại đó, thánh linh trong thiên hạ ẩn núp không ra, lúc này mới cho nhân tộc không gian an ổn phát triển. Mà thánh linh bị thiên hình chém giết đều bị lấy đi bản nguyên chi lực, phong ấn bên trong thiên hình cung, kể từ đó, số lượng thánh linh cũng càng ngày càng ít, cho đến nay cơ hồ có thể nói là lác đác không có mấy, rất nhiều yêu tộc mặc dù đều kế thừa thượng cổ huyết mạch, nhưng không có bản nguyên, nên là không có cách thức tỉnh huy hoàng tổ tiên. Ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ trong cổ địa đi ra, cũng là mười mấy ngày. Bên ngoài cổ địa có một cái hoang thành cũ nát, không ít võ giả lưu lại ở đây. Man Hoang cổ địa mặc dù hung danh hiển hách, nhưng bởi vì bên trong chứa đựng vô số thiên tài địa bảo, lại thêm hoàn cảnh đặc thù, nên có không ít võ giả ưa thích lịch lãm bên trong. Qua năm này tháng nọ, bên ngoài cổ địa liền xuất hiện một địa phương có thể cung cấp cho võ giả lui tới nghỉ ngơi trung chuyển, đó là hoang thành. Năm đó Dương Khai cũng tới nơi này, chính là trong này tìm một người dẫn đường là Ban lão nhờ ban lão dẫn đầu mới có thể bình yên tiến vào cổ địa, cũng chính bởi vì chuyện của ban lão, nên đã cùng hào lâm nữ nhi của u hồn đại đế phát sinh một chút xung đột. Hào lâm kia có lẽ không phải ác nhân, nhưng được nuông chiều từ bé, tính tình ương ngạnh phách lối, tự cao có cường giả thủ hộ, khăng khăng tự tiện xông vào cổ địa, bức bách ban lão dẫn đường, kết quả lại bị dương khai giáo huấn một trận. Trong nội tâm nàng không phục, về sau không biết tại sao lại cùng doãn nhạc sinh hoàng tuyển tông liên thủ, tại thông đạo lối ra trước cổ địa chặn giết hắn, cuối cùng lại bị hắn giết hết một cách hoa rơi nước chảy trong lúc nguy cấp u hồn đại đế hồn dáng mà đến dương khai kinh sợ thối lui đi vào hoang thành cũ nát dương khai liền nghĩ tới ban lão năm đó dương khai biết ơn công dẫn đường của ban lão lại thấy hắn túng quẫn lẻ loi một mình mang theo tôn nữ liền dẫn hắn đi bóc vực an bài cháu gái của hắn tiến vào băng tâm cốc mà bản thân ban lão thì ở lại bên trong thành trì mà băng tâm cốc quản lý tìm một nghề nghiệp qua nhiều năm như vậy cũng một mực chưa từng gặp lại bất quá nghĩ đến tôn nữ của Ban lão bây giờ cũng hẳn là đã trưởng thành, tu luyện bên trong Băng Tâm Cốc, tiền đồ tương lai hẳn là sẽ không quá kém. Đi qua hoang thành cũng không có dừng lại, chỉ là tùy ý nhớ lại một cái liền trực tiếp rời đi. Đích đến chuyến này của Dương Khai là Long Đảo. Một phen vụ việc Thanh Vũ trúc đề cập để hắn cảm nhận được bức thiết, tuy nói bây giờ 10 vị đại đế khỏe mạnh, nhưng không ai có thể nói chính xác lúc nào liền có thể tranh thủ cái vị trí đại đế kia, nếu là thật sự thời cơ đến, mà tu vi mình không đủ, như vậy chắc chắn không có chỗ để khóc. Cho nên Dương Khai muốn sớm mau tăng lên thực lực của bản thân, phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn so với Lâm Thời ôm chân Phật. Hắn mới tấn thăng đế tôn hai tầng cảnh không lâu, mặc dù bế quan khổ tu, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể tấn thăng tam tầng cảnh, nhưng để tăng thực lực lên cũng không phải là chỉ có tấn thăng cảnh giới, với hắn mà nói, Hóa Long quyết đột phá, rèn luyện long mạch chi thân, có lẽ so với đột phá cảnh giới đơn thuần chắc chắn hữu hiệu hơn mà muốn làm điểm này, không thể nghi ngờ tiến về Long Đảo là lựa chọn tốt nhất. Huống chi, Trúc Tình còn ở trên Long Đảo, lần trước hắn thông qua ô quảng, ở bên trong Long Điện cưỡng ép mở ra thông đạo đi tới tinh vực hạ vị diện, cũng không biết về sau Trúc Tình thế nào, càng không biết phương diện Long Đảo còn có làm khó Trúc Tình hay không, không tới xem xét mà dựa trên lời nói không quá yên tâm. Nếu là có thể, tốt nhất đem Trúc Tình rời đi, dầu gì, cũng phải là một cái pháp trận không gian liên thông lăng tiêu cung trên Long Đảo nếu không, vừa đi vừa về như này cũng quá phiền toái. Bất quá trước khi đi Long đảo, hắn còn muốn đi Linh thú đảo một chuyến. Trước đó hắn rất muốn cùng Lý Vô Y nghiên cứu thảo luận về pháp tắc không gian, trên đời này khó có người nào tinh thông dạng sức mạnh huyền diệu này, mà Lý Vô Y này danh xưng đệ nhất nhân dưới đại đế, tại không gian pháp tắc tạo nghệ chắc chắn mạnh hơn mình, chỉ là trước kia mình căn bản không có tư cách này. Về việc tu luyện pháp tắc không gian, mình một mực là vừa đi vừa mò. Nếu là có thể cùng Lý Vô Y cẩn thận thảo luận nghiên cứu một hai, chắc chắn sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. May mà vô luận là Long đảo hay là Linh thú đảo, đều tại trên biển lớn Đông vực, nếu tính cả U hồn cung, nội tình cùng thực lực toàn bộ Đông vực, tuyệt đối là đứng đầu bốn vực bên trong tinh giới. Tuy nhiên, tam đại thế lực này cũng không phải bền chắc như thép, tỉ như nói thú võ đại đế cùng Long tộc, gặp nhau là liền đánh nhau, nào có khả năng liên thủ. Bên trong hoang thành, một người nam tử nhìn qua Dương Khai Phương hướng rời đi, mặt lộ ra một tia kinh dị một lát sau lấy ra một khối ngọc giản tâm thần đắm chìm trong đó cẩn thận điều tra một phen sắc mặt vui mừng quả nhiên là hắn vội vàng thu ngọc giản lấy ra la bàn đưa tin rót thần niệm vào trong cùng ai đó trao đổi một trận một lát sau giống như là đạt được chỉ thị cắn răng đi theo phương hướng dương khai rời đi nhưng bất quá hắn chỉ có thực lực đạo nguyên cảnh sao có thể theo được dương khai ra khỏi hoang thành liền không biết dương khai đi nơi nào một dạng giống con ruồi không đầu loạn chuyển một trận lộ ra thần sắc ảo não một lát sau một đám người chạy như bay tới dẫn đầu là một thanh niên sắc mặt nham hiểm hung ác nhìn qua người này mở miệng hỏi người đâu nam tử kia bất an nói hồi bẩm bảo chủ thuộc hạ cũng không biết hắn đi nơi nào người kia tu vi quá cao chớp mắt đã không thấy tung tích thanh niên hung ác nham hiểm được gọi là bảo chủ nghe vậy lạnh lùng nước qua hắn khiến cho nam tử kia cái chán ứa ra mồ hôi lạnh sợ hãi nói thuộc hạ vô năng bảo chủ thứ tội một cái lão giả bên cạnh nói bảo chủ người kia năm đó chính là tu vi đế tôn nhất trọng tạ tam tài đạo nguyên hai tầng cảnh theo không kịp cũng là tốt thật nếu là bị hắn phát hiện có người theo dõi chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ thanh niên hung ác nham hiểm nghe vậy sắc mặt hơi chậm vuốt cằm nói tộc lão nói đúng lắm quay đầu nhìn qua nam tử báo tin nói người thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia rồi có thể xác định chính là hắn hay không nam tử kia thần sắc kiên định nói thấy rõ ràng tuyệt đối chính là hắn Năm đó bảo chủ cho ta ngọc giản chứa hình ảnh của người kia, thuộc hạ một mực mang ở trên người, lúc trước cũng không có lưu ý, chợt phát hiện người kia có chút quen mắt mới nhớ tới, bảo chủ nếu không tin, đại khái có thể hỏi những người khác ở trong thành, chắc hẳn không chỉ một mình ta nhìn thấy hắn. Bảo chủ thản nhiên nói, tin rằng ngươi cũng không dám nói lung tung, theo ngươi quan sát, người kia tu vi như thế nào? Nam tử trầm ngâm một chút, thận trọng nói, so với bảo chủ hẳn là mạnh hơn. Bảo chủ hé mắt so với ta mạnh hơn chẳng phải tối thiểu là nhất đế tôn hai tầng cảnh đáng hận hắn một mặt thần sắc quán độc phảng phất một dạng cùng dương khai có thâm cừu đại hận lão giả lúc trước mở miệng nói chuyện hơi kinh hãi nếu như lão phu nhớ không lầm năm đó người kia tấn thăng đế tôn cảnh bên trong toái tinh hải a lúc này mới bao nhiêu năm thế mà liền đã là đế tôn hai tầng cảnh thiên tư phần này dừng một chút chắp tay nói bảo chủ việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn nếu thật tiểu tử kia là đế tôn hai tầng cảnh tề thiên bảo ta chưa hẳn có thể trêu chọc nếu dương khai ở đây nghe nói như thế tất nhiên sẽ nhớ tới cái tên tề thiên bảo này tề thiên bảo tại đông vực cũng không tính là thế lực quá cường đại có thể là nhị lưu hoặc tam lưu bên trong mạnh nhất cũng bất quá là đế tôn nhất trọng mà thôi cùng với la sát môn không kém bao nhiêu bất quá so với la sát môn muốn tốt hơn một chút bởi vì thực lực không tính là quá mạnh cho nên tề thiên bảo có được đất vùng biên cương ở đông vực cũng là không có người cùng tranh phong để cho tề thiên bảo có không gian phát triển an ổn bây giờ bảo chủ chính là cái kia thanh niên hung ác nham hiểm kia tên là tề Tê hải dương khai cũng đã gặp qua mấy lần bên trong toái tinh hải dương khai lộ ra mánh khóe đạt được sơn hà trung cùng phượng hoàng trân hòa bị tề hải biết được sau đó tề hải cực lực mời hắn tiến về tề thiên bảo đông vực làm khách chỉ vì năm đó nữ nhân của tề hải tự tiện xông vào man hoang cổ địa chúng phải thiên xương địa lâm một trong thập đại tuyệt độc không thể sống lâu nữa nhu cầu cấp bách cần phượng hoàng trân hòa chủ động kéo dài tính mạng mà sở dĩ tề hải mạo hiểm xâm nhập toái tinh hải chính là vì đi tìm phượng hoàng trân hòa chỉ tiếc bị dương khai nhanh chân đến trước hắn tự nhiên chỉ có thể đem chú ý đánh tới trên thân dương khai nhưng đối với dương khai ngay lúc đó đông vực quá xa xôi hắn làm sao không có việc gì mà chạy tới tề thiên bảo chỉ là thuận miệng ứng phó sau đó cơ duyên xảo hợp tới đông vực tiến vào hoang thành bên ngoài thông đạo cổ địa Tề Hải đạt được tin tức, dù sao bên này là địa phương Tề Thiên Bảo tọa chấn, toàn bộ hoang thành đều do Tề Thiên Bảo chú ý cùng âm thầm quản hạt, Tề Hải lúc ấy làm thiếu bảo chủ có thể nói là tai mắt linh thông. Sau đó Tề Hải bố trí mật thám các nơi tại thông đạo cổ địa, yên lặng chờ Dương Khai đến, thời gian không phụ lòng người, một cái đệ tử bên trong Tề Thiên Bảo thật gặp được Dương Khai, đem ý tứ của Tề Hải truyền đạt. Nếu như lúc ấy thật có Phượng Hoàng chân hỏa trên người, Dương Khai có lẽ cũng không để ý mà đi giúp Tề Hải một tay. Dù sao cũng là tiện tay mà thôi, cũng không uổng phí chuyện gì. Nhưng lúc đó Phượng Hoàng Chân Hỏa đã bị Lưu Viêm thôn phệ, hóa thành chứng phượng, mà bản thân Lưu Viêm lại là bị Cửu Phượng mang đến Linh Thú đảo, truyền thụ truyền thừa phượng tộc, Dương Khai sao có thể giúp Tề Hải? Tâm tình Dương Khai khó chịu khi cảm thấy hành tung của mình bị người ta giám thị, lúc này liền cự tuyệt. Hắn nghĩ, Chúng độc thì giải độc, nhìn chăm chăm Phượng Hoàng Chân Hỏa của mình làm gì? Bất quá sự tình năm đó thoảng qua như mây khói, Dương Khai sớm đã quên nhưng đối với Tề Hải, lại là vĩnh viễn cùng vô pháp tiêu tan. Hắn có thể xác định Phượng Hoàng chân hỏa bị Dương Khai đạt được, giải trừ Thiên Sương Địa Lâm chi độc cũng không uổng phí khí lực gì, nhưng Dương Khai lại nhẫn tâm cự tuyệt, dẫn đến người yêu của hắn cuối cùng không địch lại tuyệt độc, từ biệt thế gian. Từ đó về sau, Tề Hải liền giống như biến thành người khác, nguyên bản hình tượng thiếu bảo chủ ôn nhuận như ngọc thay đổi lớn, càng không tiếc hao phí món tiền khổng lồ bái nhập một trong những tông môn đỉnh tiêm của Đông vực, chỉ mong một ngày kia tu hành có thành tựu tự tay giết Dương Khai báo thù rửa hận cho người yêu đã chết. Trong quan niệm của hắn, hại chết người yêu của hắn là một thập đại tuyệt độc kia, nhưng Dương Khai cũng khó từ tội lỗi. Lần này biết được Dương Khai lần nữa hiện thân bên trong hoang thành, Tề Hải liền ngựa không dừng vó chạy tới, thứ nhất là muốn báo thù, thứ hai cũng là muốn chính miệng hỏi Dương Khai một chút năm đó, vì sao lãnh huyết vô tình như vậy. Năm đó thiếu bảo chủ, bây giờ đã là Tề Thiên bảo bảo chủ, tu vi cũng đã đến đế tôn nhất trọng hắn vốn cho là mình có vốn liếng cùng dương khai so sánh hơn thua nhưng bây giờ nghe thủ hạ hồi báo mới biết được dương khai không ngờ một lần nữa đi ở trước mặt của hắn một cái đế tôn hai tầng cảnh mình chỉ sợ không phải là đối thủ tề thiên bảo trêu chọc không được không có nghĩa là người khác trêu chọc không được tề hải lạnh lùng chăm chú nhìn phương xa tại bên trong đông vực này muốn tính mạng hắn cũng không chỉ có mình tề hải ta hắn dám đến cũng đừng nghĩ còn sống trở về hắn cười lạnh lấy ra một khối ngọc giản đưa tay bóp nát một đạo lưu quang hiện lên trong giây lát hướng phương xa bay đi lão giả kia bên cạnh nhìn thấy nhịn không được thở dài một tiếng năm đó thiếu bảo chủ cùng bảo chủ trước mắt như hai người sau khi nữ nhân kia chết sau khi thiếu bảo chủ bái nhập tông môn kia tất cả cũng thay đổi nhưng hắn lại không thể nói thêm cái gì chỉ vì báo thù cho người yêu đã chết là nguyện vọng sau cùng của tề hải nếu là ngay cả việc này cũng không thành chỉ sợ tề hải sống không bằng chết đông hải có hai đảo long đảo cùng linh thú đảo đều mờ mịt không rõ, người bình thường nếu không có được cơ duyên, dù cho loanh quanh cả đời trên biển lớn cũng đừng hòng tìm ra đầu mối. Người đời chỉ cho rằng hai nơi này đúng là hai tòa hải đảo, nhưng Dương Khai lại biết, Long đảo thật ra là một tiểu thế giới, mà lối vào thì ẩn giấu phía dưới một vùng biển biển rộng, lần trước nếu không có lệ giao dẫn đường, hắn cũng chưa chắc đã tìm được đường vào. Long đảo nguy cơ trùng trùng, Dương Khai cũng không biết khi mình vào Long đảo sẽ được dạng đãi ngộ gì, không chừng còn bị xem là kẻ thù mà đối xử. Vì lẽ đó, trước tiên hắn cần phải đi một chuyến tới Linh Thú đảo. Để hắn phải im lặng là, một đường đi qua mấy cái thành trấn, vài lần tìm hiểu, nhưng lại không một người biết được Linh Thú đảo đến cùng ở phương nào. Một đường đi về phía đông, đi mãi đến tận biển rộng cũng không chút thu hoạch. Cạnh biển có thành trì, cố thủ vạn dặm biên cương, nguy nga đổ sộ, võ giả trong thành lui tới không ngừng, lưu chuyển như dệt cửi. Bên trong thành, trong một tử lâu, Dương Khai ngồi một mình bên cửa sổ tầng 3, tự uống một mình, không khỏi có chút phát sầu không biết nên đi tìm ai để mà thăm dò vị trí linh thú đảo. Bỗng nhiên một làn gió thơm kéo tới, một người ngồi nơi dối diện. Dương Khai nhíu mày lại, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười khắc sâu vào mắt, nét mặt tươi cười như hoa, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp xuất chúng, rõ ràng là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nữ tử người mặc một bộ xiêm y màu xanh lam, đem tư thái nâng đỡ lên, linh lung uyển chuyển, no đủ rung động lòng người. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai sáng mắt lên, mỉm cười, ngươi là Dương huynh, ngươi thật là khó tìm." Nữ tử cười yếu ớt ngâm ngâm, "Lam Hòa cô nương." Dương Khai cuối cùng cũng nhớ lại tên cô gái đối diện, càng chợt mừng rỡ, lại phát sinh ra một loại tha hương ngộ cố chi, bật thốt lên, "Ngươi sao lại ở đây?" Lời mới vừa nói ra, lại là ảo não vỗ đầu một cái, "Đúng rồi, ngươi vốn là ở Đông vực." "Lam Hòa, nếu không phải nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, Dương Khai kém chút quên đi nữ nhân này." Ở Đông vực, người hắn quen biết không nhiều. Những năm gần đây, hắn chủ yếu đều là hoạt động ở Nam vực cùng Bắc vực, chỉ ở trong Toái Tinh Hải, cùng với những thanh niên tuấn ngạn vực khác đánh qua một ít liên quan. Lam Hòa tự nhiên cũng là quen biết ở trong Toái Tinh Hải. Nữ tử này xuất thân Đông vực Thiên Lang cốc, năm đó ở trong Toái Tinh Hải chịu Dương Khai một ít ân huệ, hai người cũng đồng thời lưu lạc vào trong một vết nứt không gian, là Dương Khai đưa nàng ra, bằng không lấy tu vi lúc đó của nàng, tuyệt đối phải lạc lối trong vết nứt không gian kia, vĩnh viễn cũng không tìm được lối thoát sau đó Dương Khai còn ủy thác nàng hỗ trợ tìm hiểu tin tức một nữ tử khác, nếu là có thể kính xin hỗ trợ trong năm 1, 2. Mà cô gái kia, gọi là Lăng Âm Cầm, đi ra cùng Dương Khai từ trong tịch hư hải bí cảnh. Tịch hư hải bí cảnh, chính là cái địa phương quỷ quái mà băng vân bị nhốt nhiều năm, Lăng Âm Cầm kia cùng một nam tử khác ở trong đó gặp gỡ hiểu nhau, cùng yêu nhau, đáng tiếc Lăng Quân trong một lần không may mà tử vong, nam tử kia cũng xuất thân từ đông vực thiên lang cốc, cùng một thế lực với Lâm Hòa. Lăng Âm Cầm sau khi thoát vây từ trong tịch hư hải, cũng không đi cùng Dương Khai với Băng Vân, mà là muốn đi Đông vực Thiên Lăng cốc, để cho cốt phu quân mình được mồ yên mà đẹp. Một loạt các chuyện cũ, loáng một cái đã rất nhiều năm, rất nhiều chi tiết nhỏ Dương Khai cũng có phần mơ hồ, nhưng Lăng Âm Cầm Lăng đại tỷ kia lại là cái người chân thực nhiệt tình, Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân lưu lạc tiến vào tịch hư bí cảnh, đụng tới người thứ nhất chính là Lăng Âm Cầm, lúc đó Lăng Âm Cầm còn đưa hắn một bộ Tịnh Linh trận cao cấp, này đối với Lăng Âm Cầm lúc đó có thể nói là ra tay cực kỳ hào phóng. Từ sau khi ra khỏi tịch hư hải, Dương Khai cũng chưa dừng gặp lại Lăng Âm Cầm, dù sao cách nhau rất xa. Sau đó bên trong Toái Tinh Hải gặp được Lam Hòa đến từ Thiên Lang Cốc, liền thuận miệng dặn dò nàng một câu, bây giờ cũng không biết Lăng Âm Cầm có đi Thiên Lang Cốc hay không. Dương Khai càng không có nghĩ tới, thiên hạ rộng lớn, lại còn có cơ hội gặp lại Lam Hòa này, khẽ mỉm cười nói, thực sự là hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ, lam cô nương, đã lâu không gặp nhưng không ngờ lam hòa lại chậm rãi lắc đầu nói là ta cố ý tới tình ngươi cố ý dương khai nhíu mày chợt ngạc nhiên sao ngươi biết ta ở đông vực lam hòa nói ta thỉnh thoảng nghe được một ít tin tức nghe được người ta nhắc qua tên của ngươi lại nghe người ta nói ngươi đang một mực tìm hiểu linh thú đảo nên đoán ngươi sẽ đến cạnh biển cho nên liền chờ ở chỗ này có vẻ ta đoán không sai ngươi thật sự tới nơi này dương khai nháy mắt mấy cái thỉnh thoảng nghe được một chút tin tức còn có tên của ta thật là thú vị, không biết Lam cô nương nghe được từ chỗ nào. Trong lời nói của Lam hòa lộ ra tin tức để Dương Khai không thể không để ý, tự mình đến Đông vực lại có thể có người đang theo dõi mình. Lam Hòa tức giận nhìn hắn, ngươi là thật không biết hay là giả vờ không biết? Dương Khai cười nói, như ta biết, làm gì còn phải hỏi ngươi? Lam Hòa trên dưới đánh giá hắn một chút, gật đầu nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm hay không? Dương Khai ngạc nhiên nói, tình cảnh của ta rất nguy hiểm. Lời ấy nghĩa là sao? Lam Hòa thở dài nói, biết ngay ngươi không biết chút nào, còn nhớ Phạm Thiên Thánh Địa chứ. Sau khi nói xong thấy Dương Khai lộ ra vẻ mờ mịt, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười nói, ngươi ở bên trong toái tinh hải giết hai thánh tử nhà người ta, ngươi đừng nói là ngươi đã quên, hai tên này một người tên Trường Hạo, một người tên Trường Hiền, chính là hai sư huynh đệ, cũng là hai người mà Phạm Thiên Thánh Địa mang nhiều kỳ vọng. Dương Khai sờ lên cầm, ngươi nói kiểu này, ta thật có một chút ấn tượng. Lam Hòa khóe miệng giật một cái, mình giết người nào chẳng lẽ cũng không nhớ được. Lời này nếu để cho Trường Hạo Trường Hiền biết, còn không phải bị tức chết thêm một lần. Dương Khai nhếch miệng cười, trong Toái Tinh Hải ta giết người quá nhiều, ai quản bọn chúng là ai. Lời này cũng là thật, trong Toái Tinh Hải, thanh niên tuấn ngạn chết trên tay hắn không ít, mỗi người đều lai lịch không nhỏ, làm gì còn phải một mực nhớ kỹ tên người chết. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói, làm cô nương tâm ý, là Phạm Thiên Thánh địa kia muốn tìm ta tính sổ a. Lam Hòa nghiêm mặt nói, cũng không chỉ một nhà phạm thiên thánh địa, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Hoàng Tuyền Tông lại có quan hệ gì? Bọn họ lần này cũng ra tay rồi. Hoàng Tuyền Tông? Ách! Dương Khai nghe được ba chữ này cũng có chút chán ngấy, chuyện liên quan tới Hoàng Tuyền Tông cũng không thể nói trong thời gian ngắn được. Đầu tiên là chuyện nhiều năm trước, doãn nhạc sinh kia ở tinh quang thông đạo phục kích mình và đám người xích nguyện, sau đó cái tên này còn khó dễ mình khắp nơi, trong toái tinh hải. Mình vì tìm hiểu tung tích tiểu tiểu mới làm cái giao dịch với hắn, tha hắn một cái mạng chó, chính là từ trong miệng Doãn Nhạc Sinh mới dò xét được tung tích của Tiểu Tiểu, Dương Khai mới có thể đi man hoang cổ địa, sau đó Doãn Nhạc Sinh còn tính chính xác thời cơ, mời ra một vị cường giả đế tôn nhị tầng cảnh trong Hoàng Tuyền Tông, bố trí mai phục ở thông đạo ngoài cổ địa, trong đó còn có con gái Hào Lâm của U Hồn Đại Đế, nhưng lại bị mình dốc hết sức phá đi, Doãn Nhạc Sinh cũng bị giết ngay lúc đó. Doãn Nhạc Sinh là tông chủ tiền nhiệm Hoàng Tuyền Tông trong Đại Hoang Tinh vực, dựa vào năng lực tự thân, đột phá giằng buộc, tiến vào tinh giới, cùng Hoàng Tuyền Tông trong tinh giới là một mạch tương xứng, được ký thác kỳ vọng cực lớn, thậm chí còn được Hoàng Tuyền Tông tông chủ phục ba tự mình thu làm đệ tử, mình giết Doãn Nhạc Sinh với một cường giả đế tôn nhị tầng cảnh của Hoàng Tuyền Tông, sao chúng có thể dễ dàng bỏ qua? Hơn nữa Hoàng Tuyền Tông trong Đại Hoang Tinh vực cũng bị mình diệt môn, thù này cơ hồ có thể nói là không thể giải, không phải ngươi chết chính là ta vong. Lam Hòa cười khổ liên tục, Dương huynh ngươi cũng thật là, đông vực ba đại thế lực đỉnh tiêm, ngươi lại đi trêu chọc tận hai nhà. Nếu là người bình thường trêu chọc kẻ địch như vậy, nào còn dám lộ diện ở đông vực, mà Dương Khai cũng không phải người ở đông vực, nên dù Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông, vẫn luôn muốn tìm Dương Khai báo thù rửa hận, nhưng khổ nỗi lại không có cơ hội, lần này hắn chủ động tới đông vực, hai thế lực này đâu còn phải nhị nữa. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này muốn tìm hắn nhất định rất khó khăn. Vì lẽ đó vừa nhận được chút phong phanh tin tức, hai thế lực lớn này cơ hội chính là ra hết nhân mã thế phải đem Dương Khai chém giết ở Đông vực, giữ gìn uy danh của mình. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng nói, người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người, Đông vực ba đại thế lực đỉnh tiêm, không biết một nhà khác là ai. Thiên Lăng Cốc. Lam Hỏa lắc lắc đầu, Thiên Lăng Cốc ta chỉ có hai vị đế tôn nhị tầng cảnh tọa trấn, sao có thể xưng tụng hàng đầu, một nhà khác là A Hàm Điện. Sau khi nói xong sợ hãi mà nhìn Dương Khai, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi cũng có cửu oán với A Hàm Điện ta nghe nói tên xích quỷ kia cũng đang tìm kiếm ngươi khắp nơi. Dương Khai nhìn nàng nói, ngươi thấy ta giống người ưa thích gây chuyện sao? Mà xích quỷ lại là cái quỷ gì? Lam Hòa bật cười nói, xích quỷ không phải quỷ, là nhân tài lợi hại nhất mới xuất hiện của A Hàm Điện, tấn cấp đế tôn cảnh trong toái tinh hải. Ngươi có lẽ cũng thấy qua hắn, gia hỏa này đầu đầy tóc đỏ, tính cách rất thô bạo. Dương Khai suy nghĩ một chút, nhớ mang máng hình như là có gặp qua một người như vậy, tóc đỏ như lửa, đặc thù này quá rõ ràng, lắc đầu nói, ta không có ân oán với hắn. Lam Hỏa nói, vậy có thể là hắn muốn tìm ngươi luận bàn, cái tên này hiếu chiến thành tính, trước đây thường xuyên tìm Doãn Nhạc Sinh cùng Trường Hạo Trường Hiền đánh nhau, ba người này bị ngươi giết, trong đông vực hắn không còn đối thủ, hẳn là muốn chứng minh gì đó trên người ngươi. Dương Khai xỉ một tiếng, vậy hắn đánh sai chủ ý rồi. Lam Hỏa nói, không nói nhiều nữa, Dương huynh, nơi đây không thích hợp ở lâu, hai đại tông môn hàng đầu Đông vực liên thủ, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ngươi, may mà tốc độ ngươi không chậm, không hề dừng lại lâu ở bất kỳ chỗ nào, nhưng tin tức ngươi vào thành này khẳng định cũng sẽ sớm truyền ra ngoài, giờ nếu không đi, chờ những người kia tới đây, muốn đi cũng không đi được. Dương Khai bùi ngùi thở dài nói, thế gian vốn vô sự, lo sợ không đâu. Lam Hòa cả giận, đến lúc nào rồi, mau mau đi theo ta đi. Dương Khai ngạc nhiên nói, đi theo ngươi. Đi đâu? Lam Hòa chuyện đương nhiên nói, Thiên Lang cốc, còn có thể đi đâu? Ta trước tiên mang ngươi đi tránh né khó khăn, dương khai ngạc nhiên một hồi sau đó mỉm cười nói lam cô nương hảo ý dương mỗ tâm lĩnh nhưng thiên lang cốc ngươi kiếm sống ở đông vực tốt nhất là đừng bởi vì ta mà tự tìm phiền toái kia dù sao cũng là hai đại thế lực hàng đầu thiên lang cốc tuyệt đối không thể chống lại vừa nói xong nhíu mày một cái quay đầu nhìn tới một bên ánh mắt đối đầu một cái phụ nhân vừa đi lên lầu ba phụ nhân kia cuống quýt bỏ tầm mắt qua một bên đi thẳng tới một cái bàn khác mà ngồi xuống đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu tìm mòn gót giày mà không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu Dương Khai hít một tiếng Lam cô nương ở Đông Vực danh vọng làm sao Lam Hòa nói danh vọng cái gì có nhiều người nhận biết ngươi hay không Lam Hòa rụt rè nở nụ cười không coi là nhiều nhưng cũng không thiếu đi nàng ở bên trong Đông Vực cũng là có danh tiếng tuy rằng không so được với tên xích quỷ kia nhưng cũng là nhân tài mới xuất hiện là một trong những nhân vật thủ lĩnh bằng không năm đó cũng không tư cách tiến vào Toái Tinh Hải. Hơn nữa doãn nhạc sinh Hoàng Tuyền Tông, cùng hai vị thánh tử Phạm Thiên Thánh Địa đều bị Dương Khai giết, thì nàng càng thêm bộc lộ tài năng. Bây giờ có tu vi đế tôn một tầng cảnh, tự nhiên là có không ít người biết đến. Vậy thì phiền toái rồi." Dương Khai khóe miệng giật một cái. "Phiền toái gì?" Lam Hòa nghe vậy liền không rõ. Dương Khai lắc đầu nói, "Không có gì. Hoàng Tuyền Tông hay Phạm Thiên Thánh Địa căn bản hắn đều không sợ." không tìm đến hắn gây phiền phức thì cũng thôi đi, nếu thật là dám đến gây phiền phức liền cho bọn họ biết cái gì là, lấy trứng trọi đá. Nhưng bây giờ Lam Hòa lại có hảo ý lại đây nhắc nhở mình, lại đang trước mặt mọi người, khó tránh khỏi bị người ta nhìn thấy. Bản thân mình tất nhiên có thể trực tiếp rời đi, nhưng hành động lần này của Lam Hòa, đã để thiên lang cốc có chút tự rước họa vào thân. Người bên ngoài nếu là không tìm được tung tích của hắn, chỉ sợ muốn đi thiên lang cốc hỏi, đến thời điểm đấy chỉ sợ Lam Hòa sẽ không được tốt. Người ta có ý tốt, Dương Khai nào có thể bỏ mặc, nhưng lòng tốt này Dương Khai lại không thể nhận, chỉ có thể âm thầm tính toán, nên dùng phương pháp này để thiên lang cốc bước ra khỏi sự tình này, miễn cho bị liên lụy. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, Lam Hòa mở miệng nói, "Dương huynh ngươi không phải đang thăm dò linh thú đảo tin tức, ngươi là muốn đi linh thú đảo?" Dương Khai nghe vậy sáng mắt lên, lam cô nương biết làm có thể đi linh thú đảo. Lam Hòa hé miệng nở nụ cười, "Việc này là cơ mật, ta không rõ lắm, nhưng cốc chủ hẳn phải biết." Thiên Lang Cốc các ngươi cùng linh thú đảo có liên hệ." Lam Hỏa nói, "Truyền thừa của Thiên Lang Cốc ta cùng Thánh Linh Khiếu Nguyệt Thiên Lang có quan hệ, từ nhỏ từng lấy bí pháp nuôi dưỡng ra một hậu duệ Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đáng tiếc huyết thống không thuần, không có cách nào tái hiện huy hoàng của tổ tiên, linh thú đảo bên kia không biết làm thế nào biết được tin tức, phái ra một vị tầm thú sứ, đem hậu duệ Khiếu Nguyệt Thiên Lang kia đi, đồng thời lưu lại một kiện tín vật, báo cho Thiên Lang Cốc ta, nếu như gặp nạn không qua được, có thể cầm tín vật đi Đông Hải Linh thú đảo tìm kiếm trợ giúp." tín vật. Dương Khai mặt mày hớn hở, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hắn một mực không biết như thế nào mới có thể đi linh thú đảo một chuyến, không nghĩ tới có thể thăm dò tin tức từ Lam Hòa. Người gọi là tầm thú sứ trong miệng nàng, Dương Khai phỏng chừng chính là như lần trước ở bên trong Di Thiên Tông nhìn thấy Đào lão, phụ mệnh ở bên ngoài tìm kiếm các loại kỳ chân dị thú, mang về linh thú đảo bồi dưỡng. Hậu duệ khiếu nguyệt thiên lang, dù cho có vấn đề, cũng được linh thú đảo thu nạp thiên lang cốc đào tạo không được, không có nghĩa là linh thú đảo không được. Thế nhưng hiển nhiên linh thú đảo cũng không muốn lấy không đồ vật của người khác, tầm thú sứ kia lưu lại tín vật làm bồi thường như thế. Đối với thiên lang cốc mà nói, tín vật của linh thú đảo này chỉ sợ là gốc gác mạnh mẽ nhất, có tín vật này ở trong cốc, cho dù là ba đại đỉnh tiêm thế lực bên trong đông vực chỉ sợ, cũng không dám tùy ý quấy dày, bằng không liên lụy đến linh thú đảo, phạm thiên thánh, hoàng tuyền tông gì gì đó, hết thảy đều chịu không nổi. Lam Hòa khẽ mỉm cười nói, hiện tại dương huynh biết vì sao ta mời ngươi đi thiên lang cốc tránh né khó khăn chưa ta biết dương huynh là lo lắng ta sẽ rước họa về cho tông môn nhưng bên trong đông vực người nào không biết thiên lang cốc ta cùng linh thú đảo có một ít liên quan cho dù bọn họ biết được ngươi đi thiên lang cốc cũng là không thể làm gì dương khai vuốt cảm nói là ta lo xa rồi đã như vậy cái kia dương mỗ trước hết cảm ơn lam hòa liếc hắn một cái nói dương huynh lại nói lời khách khí này năm đó nếu không phải có ngươi ta sớm đã chết ở toái tinh hải, đâu còn có hôm nay. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, chớ đừng nói chi là ân cứu mạng. Dương khai nghiêm mặt nói, tấm lòng của Lam cô nương, Dương mỗi nhớ kỹ. Nói thật, bất quá chuyện năm đó là dễ như ăn cháo, Lam hòa cũng là bởi vì mình mới bị lưu lạc vào vết nứt hư không, mà mình đưa nàng ra cũng không uổng phí khí lực gì. Cách nhiều năm như vậy, người ta cố ý chạy tới tìm kiếm mình, cung cấp cho mình một cái địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, thậm chí không tiếc đem phiền phức dẫn tới bên trong Thiên Lang cốc, phần nhân tình này xác thực không nhỏ. Việc năm đó đối với Dương Khai dễ như ăn cháo nhưng đối với Lâm Hòa, xác thực lại là ân cứu mạng, ân tình này lấy hay bỏ thật là có chút nói không rõ ràng. Không chần chừ nữa, Dương Khai lúc này bỏ lại mấy khối nguyên tinh, cùng Lâm Hòa đi ra khỏi tửu lâu. Sau khi hắn đứng dậy, phụ nhân vừa nãy đi tới lặng lẽ lấy la bàn đưa tin ra, rót thần niệm vào cùng người nào đó trao đổi. Bên trong thành, Dương Khai cùng Lâm Hòa sóng vai mà đi hướng ra khỏi thành. Lam Hòa bỗng nhiên cao mày nói, Dương Huynh, hành tung của người đã bại lộ, bây giờ có người đang theo dõi chúng ta. Dương Khai khẽ mỉm cười nói, vậy cũng muốn xem hắn có thể theo được hay không. Giây lát, hai người ra khỏi cửa thành, Dương Khai nói một tiếng đắc tội, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Lam Hòa, tứ chi chạm nhau, thân thể Lam Hòa hơi hơi run lên một cái, trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng. Chớp mắt một cái, chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt hoa một cái, sau đó trời đất quay cuồng, thời gian hiện thân trở lại đã đi tới một nơi khác. Đây vẫn chưa xong, cảm giác tương tự lại tới nữa rồi thêm mấy lần. Mãi đến tận sau mười mấy lần, Dương Khai mới buông cánh tay Lam Hòa ra, mỉm cười nói, trước mắt liền xin mời Lam cô nương dẫn đường. Lam Hòa đang còn ngẩn ra, quay đầu nhìn bốn phía, lại quay đầu nhìn hắn, đâu còn có hình bóng thanh trì kia. Liên tưởng đến trình độ lực lượng không gian của Dương Khai, một ý nghĩ hiện ra đầu óc làm nàng kinh sợ. Không gian thần thông, thuấn di bởi vì có Lý Vô Y, người đông vực đối với lực lượng không gian dù sao cũng hơi hiểu rõ, biết Lý Vô Y này có thể bỏ qua cách trở không gian, di động trong nháy mắt từ một chỗ đến một nơi khác, thần thông không gian thần kỳ này, chính là thuấn di. Nhưng chuyện như vậy tất cả mọi người chỉ là nghe nói, cũng cũng chưa từng thấy tận mắt, chớ đừng nói chi là tự mình đã trải qua. Nhưng vào giờ phút này, Lam Hòa thật sự trải nghiệm cảm giác thuấn di, trong lúc hoảng hốt đó, tựa hồ cả người đều xuyên qua ở trong hư không, thần kỳ rồi lại để người không rét mà run thủ đoạn như thế cõi đời này sao có ai có thể giữ lại được hắn không trách một mình dám lang bạt đông vực như đi bộ nhàn nhã bỗng cả kinh kinh ngạc nói dương huynh ngươi đã là đế tôn hai tầng cảnh lúc trước dương khai không có sử dụng sức mạnh nàng còn không có cảm giác được dương khai vừa khởi động đế nguyên nàng lập tức cảm thấy cảnh giới cao thấp của dương khai bây giờ dương khai gật đầu nói mới lên cấp không lâu lam hòa hơi có chút thất thần run lên hồi lâu mới nói dương huynh quả nhiên là kỳ tài ngút trời năm đó lần thứ nhất gặp mặt ở bên trong toái tinh hải tất cả mọi người chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh đủ loại biểu hiện để lam hòa đem kinh vì là thiên nhân sau đó nghe nói dương khai ở bên trong toái tinh hải lên cấp đế tôn cảnh liền biết tiền đồ tương lai của hắn không thể đo lường nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm qua đi hắn lại có đột phá bản thân lam hòa bây giờ cũng là đế tôn một tầng cảnh may mắn tương tự trong chuyến đi toái tinh hải mới thu được cơ duyên lên cấp nhưng đối với đột phá hai tầng cảnh một chút sức mạnh đều không có đế tôn cảnh trở lên mỗi một lần lên cấp đều vô cùng gian nan mỗi một tầng cửa ải đều làm khổ vô số anh hùng hào kiệt nếu không có như vậy thế lực hàng đầu trên cõi đời này sẽ không ít ỏi như vậy bên trong một cái thế lực chỉ cần có một vị đế tôn tam tầng cảnh tọa chấn có thể liền xưng là hàng đầu thiên lang cốc có chiến lực mạnh nhất cũng bất quá là có đế tôn hai tầng cảnh mà thôi Đem khiếp sợ trong lòng ấn xuống, thu liễm tâm thần, phân biệt phương hướng, sau đó vẫy tay với Dương Khai, chỉ vị trí của Thiên Lang cốc rồi phi đi. Trong thành trì cạnh biển, vị trí trận pháp không gian ở trong đại điện, hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Từng cái bóng người cường đại từ các nơi truyền tống đến, hiện thân ở bên trong cung điện, để võ giả thủ hộ trận pháp nhìn trợn mắt ngoác mồm, không biết hôm nay là ngày gì, sao lại có nhiều cường giả tới đây như vậy. Chỉ một lúc sau, trong đại điện liền hội tụ tối thiểu hơn 30 vị đế tôn cảnh hơn 30 người này vừa nhìn chính là hai làn sóng nhân mã, trong đó một làn sóng trên thân tử khí um tùm, tựa như từ bên trong hoàng tuyển luyện ngục trở về, cho người cảm giác không thoải mái, mặt khác làn sóng còn lại đúng là bình thường một ít, nhưng cũng đều là sát khí đằng đằng, trong lúc nhất thời để cho không khí trong đại điện ngột ngạt cực kỳ. Là người hoàng tuyển tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa, bọn thủ vệ tụ tập cùng nhau, có người nhận ra lai lịch hai làn sóng nhân mã này. Tại sao bọn họ lại tới nơi này? chẳng lẽ nơi này lại có dị bảo gì sắp xuất thế? nếu không có như vậy, sao có thể làm cho nhiều nhiều cường giả hiện thân như vậy? tất cả đều là đế tôn cảnh, đại nhân vật bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. dị bảo sợ là không có, xem bộ dáng là tới giết người. giết người, giết người nào mà phải điều động nhiều đế tôn cảnh như vậy? ai dám trêu chọc bọn hắn a? À, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? việc này thông báo cho thành chủ đại nhân hay chưa? đã thông chi, thành chủ đại nhân đang chạy tới thành chủ của thành này bất quá cũng là đế tôn một tầng cảnh mà thôi, bỗng nhiên nhiều người lợi hại đến như vậy, mà lại là nhân mã hai đại thế lực hàng đầu, thành chủ như hắn tự nhiên không thể không tới hỏi một hồi. Tin tức truyền ra, một lúc không lâu lắm, một cái lão già mập lùn chảy mồ hôi ròng ròng đi vào, đem mắt quét qua, bắp chân mềm nhũn, kém chút hôn mê bất tỉnh. Vừa nãy thời điểm nhận được tin tức hắn còn không thể nào tin được, dù sao bên trong thành cũng không có đồ vật gì đáng giá để ý, làm sao có thể điều động đưa tới một đám đế tôn cảnh hung hăng của Hoàng Tuyền Tông, cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Vừa nhìn qua, đúng như dự đoán, đế tôn cảnh ở đây tối thiểu cũng có 30, 40, hơn nữa hai người cầm đầu khí tức hùng hồn, để hắn đều không dám nhìn thẳng. Hai người kia là ai? Thành chủ đúng là có chỗ suy đoán, một người khẳng định là Hoàng Tuyền Tông tông chủ Phục Ba, một người khác hẳn là Thánh chủ Phạm Thiên Thánh Địa từ Trường Phong. Hai vị này đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở toàn bộ Đông vực. Giờ khắc này lại dắt tay nhau mà tới. Ục ịch mồ hôi lạnh trên trán thành chủ bốc lên lợi hại hơn, trong lòng biết lần này nếu là ứng phó không được, người thành chủ như mình này sợ sẽ không giữ được đầu, không dám thất lễ, vội vã đi lên làm lễ. Ai có thể nghĩ, bất kể là Phục Ba hay là Từ Trường Phong đều không có phản ứng lời của hắn, chỉ là hỏi dò một vị phụ nhân gần đó một vài vấn đề. Một lát sau, Phục Ba gầm lên một tiếng, rác rưởi. Phù phù một tiếng phụ nhân quỷ xuống, sợ hãi nói, thuộc hạ vô năng. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ai để ý tới mình, cái tên thành chủ ục ịch kia cũng không dám có chút biểu hiện không cam lòng. Nơm nớp lo sợ chờ tại chỗ, nghe được bên kia một đám người to nhỏ nói chuyện một trận, dường như nhắc lên tên mấy người nào đó, lại nhắc tới thiên lang cốc. Một lát sau, một đám người phần phật rời đi, từ đầu tới cuối đều không có ai nhìn hắn lấy một cái cho tới bây giờ vị thành chủ này mới thở phào một hơi cảm giác sau lưng của mình mồ hôi như tắm không duyên cớ có một loại cảm giác vui mừng trở về từ cõi chết đến lúc này hắn sao còn không biết một đám cường già này đến cũng không phải là bởi vì mình cũng không phải vì thành trì của mình đều chỉ là đi ngang qua mà thôi thật không biết đến cùng là cái tên khốn khiếp nào trêu chọc hai thế lực lớn này để nhiều cường già đồng thời xuất động như vậy còn hại mình phải lo lắng đề phòng trong lòng mạnh mẽ mắng vài câu lúc này mới thoải mái không ít thiên lang cốc là một cái thung lũng to lớn vô cùng bốn bề toàn núi nguy nga cao vót lối vào cốc cũng chỉ có một lam hòa thân là nhân tài xuất sắc nhất mới xuất hiện của thiên lang cốc địa vị trong cốc tự nhiên cao thượng cực kỳ dẫn dương khai tiến vào thiên lang cốc lập tức có đệ tử thủ vệ cốc khẩu lên trước làm lễ lam trưởng lão đang khi nói chuyện còn hiếu kỳ đánh giá dương khai trong lòng suy đoán hắn cùng lam hòa là có quan hệ như thế nào này là lần đầu bọn hắn thấy lam hòa mang một nam tử về cốc đây là khiếu nguyệt thiên lang dương khai ngẩng đầu nhìn hai tượng đá to lớn hai bên nơi lối vào thung lũng hai tượng đá kia rõ ràng đã tồn tại nhiều năm rồi cao vài chục trượng có thừa đều bày ra tư thái trăng rằm thét dài loang lổ rực rỡ chảy xuôi dấu vết năm tháng ăn mòn nếu là trước dương khai còn chưa chắc chắn biết tượng đá này đến cùng là sinh linh gì nhưng sau khi được nghe lam hòa nói qua tự nhiên có thể đoán ra hai tượng đá này chính là khiếu nguyệt thiên lang lam hòa mỉm cười nói không sai căn nguyên khai sáng thiên lang cốc ta chính là thánh linh thời kỳ thượng cổ khiếu nguyệt thiên lang đây là thứ đệ nhất đại tổ sư lưu lại cho tới nay đã có hai ba vạn năm uy phong bất phàm dương khai vui lòng cảm thán thánh linh đều là không thể khinh thường chớ nhìn hắn ở trong cổ địa kêu gào lợi hại cùng loan phượng một bộ ăn chắc nàng nhưng thật nếu là làm loan phượng phát bực để nàng đánh với hắn một trận đoán chừng khả năng cao hắn không phải là đối thủ khiếu nguyệt thiên lang cũng là thánh linh đương nhiên sẽ không yếu dương huynh mời lam hòa khẽ mỉm cười đưa tay ra hiệu Dương Khai gật đầu, cùng nàng hướng đi tới trong cốc. Lam Hòa một bên phía trước dẫn đường, vừa nói, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp cốc chủ, ngươi muốn đi linh thú đảo, còn phải mời người hỗ trợ mới được. Dương Khai trần chờ nói, việc này sẽ không làm khó dễ cho quý cốc chủ chứ. Lam Hòa hé miệng nở nụ cười, yên tâm đi, cốc chủ sẽ đáp ứng. Mở trừng hai mắt nói, quên nói với Dương Huynh, cốc chủ là sư phụ của ta, chuyện đồ đệ đáp ứng, vậy sư phụ cũng sẽ đáp ứng rồi. Dương Khai bật cười, thiên lang cốc số lượng đệ tử không ít, ước chừng khoảng 3, 4 ngàn người, phân bố đều ở bên trong toàn bộ thung lũng, trong cốc cũng chỉ có một vài linh phong, so với mấy tòa bên ngoài thung lũng lại nhỏ hơn một chút, thiên địa linh khí trong cốc nồng nặc, mùi hoa thoải mái, có thể xưng là nơi đất thiêng sinh hiền tài. Hơn nữa Dương Khai nhìn thấy trong sơn cốc rất nhiều hình bóng yêu sói, có túm năm tụng ba, có cô đơn một chỉ, càng có kết bè kết lũ thỏa thích chạy trốn, đệ tử thiên lang cốc cũng không sợ chúng nó chút nào có mấy người thậm chí còn cùng yêu sói làm bạn, tông môn này đặc sắc rõ ràng, Dương Khai âm thầm cảm khái một tiếng, không hổ là Thiên Lang cốc, đây là muốn cùng lang làm bạn. Chính lúc tiến lên, một luồng khí tức hung lệ nhào tới trước mặt, một cự lang màu xám bỗng nhiên ngăn ở phía trước, Dương Khai nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ vì yêu sói này rõ ràng là một con yêu thú cấp 12, nói cách khác, này tương đương với cường giả đế tôn cảnh trong nhân loại. Nhưng nhìn hơi thở của nó không tính rất mạnh, hẳn là cấp 12 sơ kỳ, Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc là, hắn càng cảm nhận từ trên thân yêu sói này được một tia khí tức thuộc về Lam Hòa, hồi tưởng những thứ vừa nhìn thấy, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Đúng như dự đoán, Lam Hòa sau khi nhìn thấy cự lang kia liền lộ ra nụ cười, xông lên vỗ vỗ đầu nó nói, "Tiểu Ngũ ngươi đang chờ ta sao?" Cự lang cái đầu lớn ủi ủi trong ngực Lam Hòa, một bộ thân mật đến cực điểm. Lam Hòa cùng nó vui cười một trận, lúc này mới quay đầu nói, "Tiểu Ngũ, giới thiệu cho ngươi" Vị sư huynh này chính là người năm đó đã cứu tính mạng của ta Dương Khai Dương, sư huynh." Rồi hướng Dương Khai nói, "Đây là chiến lang tiểu ngũ của ta." Bốn mắt nhìn nhau, con người lang sắc bén, hơi cúi mắt, càng rất nhân tính hóa sông Dương Khai biểu đạt lòng biết ơn. Dương Khai cũng biết yêu thú cấp 12 đã mở linh trí, tuyệt đối không phải yêu thú bình thường có thể so sánh, chắp tay nói, "Ngũ huynh tốt." Cự lang rít gào một tiếng, một mặt vẻ khó chịu. Dương Khai ngạc nhiên Lam Hòa cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhánh hoa run rẩy, vui khôn tả nói, Dương Huynh, tiểu ngũ nó là cái. Vừa mới dứt lời, trên thân cự lang liền truyền đến một trận âm thanh bùm bùm nổ vang, thân hình to lớn vạn vẹo biến ảo, bỗng nhiên hóa thành một nữ tử khôi ngô. So với Lam Hòa cao hơn đến tận một cái đầu, khung xương rộng lớn, năm ngón tay xòe ra mạnh mẽ, móng tay sắc bén như lưỡi đao, trên người chỉ có một kiện áo ngắn, hạ thân một cái quần cụt, bắp đùi tròn trịa trắng kiện bại lộ ra ngoài bắp thịt cao cao gồ lên tuyệt đối tích chứa sức mạnh bùng nổ, tàn nhẫn mà sông Dương Khai vung nắm đấm xuống, giận dữ hét, mắt ngươi mù. Dương Khai bị kêu vậy thành ra cũng có hơi lúng túng, nhưng cái này cũng không thể trách ta, ai biết ngươi là nam hay nữ. Lam Hòa nhảy dựng lên vỗ xuống đầu của nàng, không được vô lễ. Tiểu Vũ lúc này mới bĩu môi, bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, ta nghe Tiểu Hòa nhắc qua ngươi, việc năm đó, đa tạ. Dương Khai mỉm cười nói, dễ như ăn cháo, không cần lo lắng tiểu ngũ trên dưới đánh giá Dương Khai một chút, nắm lấy tráng vai rộng ủi ủi Lam Hòa một hồi, đĩnh đạc nói, tiểu tử này không tồi, hay là ngươi đem thu hắn đi, ngươi cũng trưởng thành rồi, nên tìm một người đàn ông. Lời này vừa nói ra, Lam Hòa quính lên. Dương Khai cũng trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm tai ta còn không có bị đứt đâu, người nói thầm nên có cái dáng vẻ của nói thầm chứ, nói lớn tiếng như vậy làm gì? Lam Hòa đỏ mặt khiển trách, đừng ăn nói linh tinh, Dương huynh lần này gặp phải phiền toái, ta dẫn hắn đến tìm sư phụ, phiền toái gì? Tiểu ngũ hiếu kỳ hỏi. Nói với ngươi cũng vô dụng, ngươi bé ngoan chờ ở đây, lát sau ta lại tới tìm ngươi. Vừa nói, một bên mò mò bắt chuyện dương khai, chỉ lo tiểu ngũ lại nói ra cái gì kinh người tới. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, tiểu ngũ xì một tiếng, thân hình lại vặn vẹo lần nữa, biến thành cự lang, tùy ý rong ruổi trên mặt đất. Để dương huynh cười chê rồi, tiểu ngũ từ trước đến giờ đều không giữ mồm giữ miệng như thế, dương huynh không cần để ý. Lam Hòa hơi ngượng ngùng mà nói, dương khai khẽ mỉm cười nói tiểu ngũ rất thú vị lam hòa nói ta cùng tiểu ngũ cùng nhau lớn lên đệ tử thiên lang cốc ta như có tư chất liền có thể thu phục một chiến lang đối với người bên ngoài mà nói chúng nó có lẽ chỉ là trợ lực chỉ là yêu thú nhưng đối với đệ tử thiên lang cốc ta chúng nó nhưng là người nhà là anh chị em dương khai nói lần trước ở trong toái tinh hải không thấy người mang tiểu ngũ tới lam hòa cười khổ lắc đầu tiêu chuẩn tiến vào toái tinh hải quá hiếm có thiên lang cốc ta cũng chỉ đến được mấy cái người mà thôi, vì lẽ đó tiểu ngũ không thể đi vào. Dương Khai gật gù, hắn cũng tiến vào toái tinh hải, tự nhiên biết lúc toái tinh hải mở ra, chỉ có người thân phụ tinh ấn mới có thể được đến, nắm giữ tư cách tiến vào. Đang khi hai người nói chuyện, liền đã đến bên trong một tòa cung điện, Lam Hòa sắp xếp Dương Khai ngồi xuống nghỉ ngơi, lại sai người dân thủy hương trà, rồi mới hướng Dương Khai nói, Dương Huynh chờ một lát, ta đi tìm sư phụ. Dương Khai tất nhiên đồng ý, Lam Hòa quay người rời đi thiên lang cốc trên tòa linh phong nào đó lam hòa rừng dưng xông vào cao giọng nói sư phụ sư phụ một lát sau bên trong một gian nhà tranh truyền đến một tiếng thở dài ta ở đây lam hòa theo âm thanh tìm tới đối một người đàn ông trung niên tướng mạo nho nhã xá một cái sư phụ nam tử trung niên này đương nhiên là thiên lang cốc cốc chủ đường thắng cũng là người mạnh nhất thiên lang cốc có tu vi đế tôn nhị tầng cảnh thiên lang cốc tuy rằng còn có một vị phó cốc chủ khác là Tiền Tú Anh cũng là đế tôn nhị tầng cảnh, nhưng hai người vốn là phu thê, hơn nữa đường thắng lên cấp sớm hơn một chút, vì lẽ đó nếu so sánh lên, đường thắng hẳn là hơn một chút. Hơi mở mắt, nhìn đệ tử trước mặt, đường thắng khá là thỏa mãn, thiên lang cốc không phải tông môn hàng đầu, bồi dưỡng được một đế tôn cảnh không dễ dàng, Lam Hòa lại không phụ hắn kỳ vọng, rất sớm lên cấp đế tôn, thân là sư phụ sao có thể có cái gì không hài lòng. Mỉm cười nói, chuyến này đi ra ngoài, có thể có thu hoạch gì, lam hòa nói tăng chút kiến thức nghe được chút chuyện ngoài ra thì cũng chẳng có thu hoạch gì quá lớn đường thắng khẽ mỉm cười nói con đường trưởng thành nghe thấy cũng là trải qua nói không chắc có lúc nào đó câu nói ngươi từng được nghe chuyện ngươi từng nhìn thấy sẽ trở thành dinh dưỡng cho ngươi trưởng thành trở thành then chốt giúp ngươi đột phá hoặc là trở thành cọng cỏ cứu mạng của ngươi sư phụ nói đúng lắm lam hòa cười tủm tỉm nhìn hắn hồn nhiên không câu nệ không có như đệ tử bình thường đối mặt sư phụ Trái lại, lại như một đứa con gái đang đối mặt phụ thân, ta lần này gặp được kia cọng cỏ cứu mạng cái. Đường thắng ngạc nhiên nói, cọng cỏ cứu mạng. Lam hòa nói, sư phụ có còn nhớ lăng trưởng lão? Vừa nói, một bên đi tới, rót chén trà cho đường thắng. Đường thắng nâng chung trà lên nhấp một miếng nói, lăng trưởng lão là trưởng lão thiên lang cốc ta, thường xuyên gặp mặt, có cái gì mà nhớ hay không nhớ? Lam hòa đi tới sau lưng của hắn, hai tay nhấn ở trên vai hắn xoa nắn lấy, cười hì hì nói, đồ đệ hỏi là sư phụ có nhớ lăng trưởng lão vì sao lại đến thiên lăng cốc ta đường thắng thở dài một tiếng tất nhiên là vì ngô an mà tới nàng với ngô an tình như kim kiên nếu không phải như vậy ta sao lại ngoại lệ thu nàng vào thiên lăng cốc càng cho nàng vị trí trưởng lão lăng âm cầm cũng không phải là xuất thân thiên lăng cốc chỉ là bởi vì kết làm vợ chồng cùng một đệ tử từ nhỏ lớn lên ở thiên lăng cốc ngô an đáng tiếc ngô an kia chết yểu ở trong một chỗ bí cảnh nàng liền ngàn dặm xa xôi hộ tống cho cốt Ngô An đến Thiên Lang Cốc, để cho phu quân Mộ Yên mà đẹp. Vì lẽ đó nếu tính ra, Ngô An đã chết cùng Đường Thắng vẫn là sư huỳnh đệ, bối phận của Lăng Âm Cầm cùng Đường Thắng là giống nhau, cao hơn đồng lứa so với Lâm Hòa. Năm đó thời điểm Lăng Âm Cầm mới tới Thiên Lang Cốc, chỉ là đạo nguyên ba tầng cảnh, bất quá những năm gần đây Thiên Lang Cốc cũng không bạc đãi nàng, thêm nữa là bản thân nàng đã tích lũy lâu dài, rốt cục mấy năm trước cũng lên cấp đế tôn, được Đường Thắng thăng chức làm vị trí trưởng lão lam hỏa nói năm đó bên trong toái tinh hải đệ tử gặp được một người chính là người kia nói cho đệ tử biết việc liên quan với lăng trưởng lão sau khi từ toái tinh hải đi ra đệ tử liền cho người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức của lăng trưởng lão rất khéo chính là cũng không lâu lắm liền có thu hoạch đưa nàng vào bên trong cốc vũ luyện điên phong trêu lơ đường thắng vuốt cầm nói lại có chuyện như vậy làm sao là muốn tranh công cùng sư phụ sao thêm một cái đế tôn cảnh đối với thiên lang cốc cũng là có giúp đỡ rất lớn hắn còn tưởng rằng Lam Hòa là đòi hỏi chỗ tốt gì. Lam Hòa le lưỡi một cái nói, nào có, ta muốn nói là, năm đó người nói cho ta biết việc này, là Dương Khai. Đường Thắng nói, tựa hồ lúc đó hắn còn cứu ngươi một lần, đưa ngươi từ trong nứt hư không đi ra, sau đó việc này ngươi cũng nói cho ta rồi. Sau khi nói xong bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn nàng nói, ngươi vừa mới nói gặp được cọng cỏ cứu mạng, đừng nói là là. Lam Hòa hé miệng mỉm cười nói, Sư phụ mắt sáng như đuốc, lần này ta lại đụng phải vị kia Dương Huynh. Hắn ở Đông Vực, không phải ngươi nói hắn ở Nam Vực sao? Đúng vậy, hắn là người Nam Vực, bất quá chuyến này đến Đông Vực có một số việc. Vậy ngươi có mời người ta về không? Người ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu gặp được, nên cố gắng cảm tạ một phen. Lam Hòa nói, ta đương nhiên mời người ta về, giờ khắc này đang ở trong khách điện đây. Đường Thắng nghe vậy, lập tức đứng dậy tức giận chừng mắt nàng nói, nha đầu này, nếu đem người mời tới, vì sao còn không nói sớm một chút, quanh co lòng vòng, là ân nhân của ngươi, vi sư cũng nên đi gặp một lần, biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Lam Hòa cười nói, ta đã cảm ơn qua. Đường Thắng nghiêm nghị nói, ân cứu mạng, cảm tạ gì cũng không quá đáng. Lam Hòa thừa cơ nói, kỳ thực hắn lần này cũng có chuyện muốn xin mời sư phụ hỗ trợ, nguyên bản ta còn lo lắng sư phụ không đáp ứng, bây giờ có câu nói này của người thì ta an tâm rồi. Đường Thắng đang hướng về phía trước đi hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không ổn, quay đầu nhìn Lam Hòa nói, tại sao ta cảm giác nha đầu ngươi không có hảo tâm gì, châm trả rót nước, đấm vai nắm vác, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nào có, đệ tử ở trong mắt sư phụ làm sao có thể là người như vậy? Lam Hòa quyết miệng, một mặt không nghe theo. Đường Thắng hừ nói, ngươi là cái dạng gì ta còn không rõ ràng. Dừng một chút nói, nhìn dáng dấp lần này hắn tới sở cầu không nhỏ, nói đi, hắn muốn ta hỗ trợ cái gì? Lam Hỏa nhăn nhăn nhó nhó nói, sư phụ. Đường Thắng nói, mau nói, bằng không cẩn thận ta cốc đầu đó. Nhẹ nhàng liếc nhìn đầu của Lam Hòa, chọc nàng hai tay bưng đầu. trầm ngâm một chút, Lam Hòa mở miệng nói, hắn lần này tới Đông Vực là muốn đi Linh Thú Đảo một chuyến, đáng tiếc không tìm được phương pháp. Linh Thú Đảo. Sắc mặt đường thắng khẽ thay đổi, hiển nhiên là ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng vuốt cầm nói, ta hiểu được linh thú đảo mờ mịt không còn hình bóng người bình thường không biết phương pháp xác thực không tìm được đừng nói dương khai lại là người ngoại lai ngay cả người đông vực cũng không rõ ràng linh thú đảo đến cùng ở đâu người khác không rõ ràng nhưng thiên lang cốc lại có biện pháp tìm chỉ vì năm đó có một tầm thú sứ đến từ linh thú đảo để lại một cái tín vật cầm cái tín vật kia đi tới đông hải thì sẽ tìm tới vị trí đại khái của linh thú đảo khẽ mỉm cười nói việc nhỏ mà thôi hắn đã có ân với ngươi Vi sư liền tự mình cùng hắn đi một chuyến, giúp hắn tìm tới Linh thú đảo. Cái tín vật kia tuy là chỗ dựa lớn nhất của Thiên Lang Cốc, nhưng chỉ là mượn nó tìm kiếm vị trí của Linh thú đảo, cũng không tính là nhờ được Linh thú đảo, đối với Thiên Lang Cốc mà nói cũng không tổn thất. Sau này nếu Thiên Lang Cốc thật nếu là gặp phải nguy hiểm gì, cái tín vật kia còn có thể phát huy ra tác dụng. Nhờ vào cái này trả một món nợ ân tình cho Dương Khai, ngược lại cũng không tồi. Hơn nữa cũng có thể thuận tiện kết giao với người này một Hai, Đường Thắng cũng đã nghe Lam Hỏa nói, thanh niên kia thực lực cao thâm, thiên tư xuất chúng, hơn nữa còn tinh thông pháp tắc không gian, thành tựu tương lai nhất định không thể đo lường. Nhìn Lý Vô Y kia, chính là bởi vì tinh thông pháp tắc không gian mới đoạt, được tên gọi người số một bên dưới đại đế, tương lai Dương Khai không hẳn kém hơn so với Lý Vô Y, nếu có thể vì vậy mà có giao tình tốt, đối với ngày sau của Thiên Lang cốc cũng là có chỗ tốt. Các loại ý nghĩ chợt hiện lên, Đường Thắng đã có tính toán, đây cũng không phải nói hắn có tâm kế gì, chỉ là cân nhắc bình thường mà thôi, hơn nữa hắn thân là cốc chủ Thiên Lang cốc, tâm điểm của toàn bộ tông môn, nghĩ tới tự nhiên cũng là nhiều hơn một chút. Lam Hỏa nghe vậy nhưng không có mừng rỡ, trái lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, lắp bắp nói, nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hiện tại tình cảnh vị Dương huynh kia có chút không tốt lắm. Ừm. Đường thắng ngờ vực, lời ấy nghĩa là sao? Lam Hỏa nói, sư tôn ngươi quên rồi? Hắn ở bên trong Toái tinh hải giết không ít người trong đó liền bao quát hai vị thánh tử của phạm thiên thánh địa trường hạo trường hiền đường thắng hơi thay đổi sắc mặt phạm thiên thánh địa gây sự với hắn còn có hoàng tuyển tông lam hòa âm thanh càng nhỏ đi một chút cái gì đường thắng lần này là thật hoàn toàn biến sắc một cái thế lực hàng đầu tìm dương khai kiếm phiền phức còn chưa tính bây giờ lại là hai cái hàng thế lực đầu đồng thời tìm hắn để gây sự khoai lang bỏng tay như vậy người khác tránh còn chưa kịp đây nào có ngốc mới vào nhà mình Đường Thắng thật không biết nên nói Lam Hòa cái gì nữa, tức giận đến nỗi đưa thẳng tay cốc nàng. Lam Hòa oan ức nói, sư phụ ngươi không phải đã nói, tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo, huống chi đối với đệ tử hắn còn có ân cứu mạng, năm đó nếu không phải hắn đem ta đưa ra vết nứt không gian, đệ tử đã sớm chết nha. Đường Thắng khí khổ nói, nói thì nói như thế không sai, nhưng cũng phải chọn thời điểm, thế cục hiện tại này. Ngươi là rước họa vào thiên lang cốc ta. Lam Hòa quyết miệng nói, thiên lang cốc chúng ta không phải có tín vật của linh thú đảo sao? Hai thế lực lớn kia tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám động thủ đối với chúng ta đi. Đường thắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, xác thực bọn họ không dám động thủ đối với chúng ta, nhưng người không quên chứ. Thiên lang cốc nếu ở đông vực, sự tình này đều muốn chịu kiềm chế khắp mọi mặt, không phải là bởi vì chúng ta có tín vật của linh thú đảo, liền có thể tự tôn ngông cuồng, chọc giận cái hai thế lực lớn kia, sau đó thiên lang cốc ta còn có thể có cuộc sống an ổn ư đệ tử ra bên ngoài lịch luyện lấy cái gì bảo đảm an toàn ngươi nhà đầu này thực sự là tức chết ta rồi lam hòa mở mịt luống cuống nói vậy làm sao bây giờ đường thắng bước qua bước lại trầm ngâm một lát sau trong mắt lóe ra một tia quả quyết bây giờ chỉ có thể phủ nhận chuyện tín vật kia đem sự tình bên trong thiên lang cốc ta bỏ qua một bên không dính dáng gì nữa sau đó để hắn rời đi sớm một chút nhưng là ta đã đáp ứng hắn lam hòa một mặt không thể tin nhìn đường thắng dường như không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại ra quyết định như vậy trong lòng có loại cảm giác không dám quen biết nhau đường thắng lắc đầu nói người đáp ứng không coi là đúng thiên lang cốc là do bản tọa chủ sự lam hòa cả kinh nói sư phụ ngươi là muốn đồ nhi làm hạng người bất tín bất nghĩa sao làm càn đường thắng quay đầu gầm lên khắp khuôn mặt là vẻ uy nghiêm bỗng thong thả giọng nói tiểu hòa ngươi phải hiểu vi sư suy nghĩ cho tương lai mấy ngàn đệ tử thiên lang cốc nếu có thể vi sư cũng không nguyện ý như vậy nhưng nếu là giúp hắn che chở hắn chẳng khác nào là đang cùng hai đại thế lực hàng đầu kia trở mặt, ngày sau thiên lang cốc ta đặt chân ở đông vực, làm sao sinh tồn? Ngươi cũng không phải là không biết suy nghĩ, lẽ ra có thể rõ ràng. Lam Hòa há miệng, cuối cùng một câu nói cũng không nói ra, mặt đầy cay đắng. Chuyện đến nước này, nàng có chút không biết nên làm sao đi đối mặt Dương Khai, dù sao mình đã đem lời nói ra, bây giờ lại không có cách nào thực hiện ước định, Dương Khai sẽ coi mình như thế nào đây? Có thể nàng cũng biết, sư phụ đã có quyết định mình nói cái gì cũng không cách nào cải biến, suy nghĩ một chút nói, sư phụ có thể đem tín vật kia giao cho ta bảo quản một quãng thời gian không? vậy thì ta dẫn hắn rời đi thiên lang cốc, cùng hắn đi tìm linh thú đảo, chờ tìm được linh thú đảo ta lại trở về. đường thắng lắc đầu nói, nếu không có hai thế lực lớn kia, điều này này chưa chắc không thể, nhưng bọn họ nếu muốn gây sự với dương khai, tuyệt đối ngươi không thể làm như thế, bọn họ cũng sẽ không nể tình ta mà tha cho ngươi, nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? nhưng là. Việc này không cần nhiều lời. Đường Thắng giơ tay đã ngừng lại câu chuyện của nàng, hiện tại theo vi sư đi gặp Dương Khai một lần đi. Lam Hòa hồn phi phách tán theo ở phía sau. Được nửa đường, Đường Thắng lấy la bàn đưa tin ra cùng ai trao đổi một hồi, một lát sau một cung trang phụ nhân bay tới, chính là Thiên Lang Cốc Phó Cốc chủ Tiền Tú Anh, cũng là thê tử của Đường Thắng. Liếc mắt nhìn Lam Hòa, Tiền Tú Anh cười nói, "Tiểu Hòa đây là thế nào, buồn bã ỉu xìu, có phải là sư phụ ngươi lại giáo huấn ngươi rồi hay không?" nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra sư nương làm chủ cho ngươi lam hòa cúi đầu không nói một lời đường thắng thở dài một tiếng đem chuyện lần này một cách đơn giản nói một lần lại báo cho nàng quyết định của mình tiền tú anh giờ mới hiểu được lam hòa vì sao um tùng không vui trầm ngâm một chút nói việc này đúng là có chút phiền phức trong lòng cũng là có chút không cam lòng dương khai kia ngươi nói ngươi giết hai cái thánh tử nhà người ta lại giết một cái đệ tử thân truyền của tông chủ hoàng tuyền tông thì cũng thôi đi Quẩy mạnh ở Nam vực không được sao, làm gì nhất định phải chạy tới Đông vực. Tới thì tới, ẩn giấu hành tung bao nhiêu, nay vừa lộ diện liền bị hai đại thế lực hàng đầu theo dõi, còn để Thiên Lang Cốc một trận khó khăn, Thiên Lang Cốc trêu ai gẹo ai. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng trên mặt không có biểu hiện cái gì, Tiền Tú anh nhìn Lam Hỏa nói, hắn có nói muốn đi linh thú đảo làm gì hay không? Có cùng người nào ở linh thú đảo có giao tình? Lam Hỏa chậm rãi lắc đầu, đệ tử cũng không biết. Đường Thắng nói, Dương Khai kia nếu tinh thông lực lượng không gian, đi Linh Thú Đảo không phải là muốn hướng về Lý Vô Y đại nhân lĩnh giáo một, hai. Tiền Tú Anh vuốt cầm nói, nói cũng đúng, nói như vậy, hắn cùng Linh Thú Đảo cũng không có quan hệ đặc biệt gì. Nếu Dương Khai kia thật sự có quan hệ đặc biệt gì với Linh Thú Đảo, sẽ không đến nỗi ngay cả cách vào đảo cũng không biết, lại phải đi cầu tới Thiên Lang Cốc. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiền Tú Anh lại nhìn Lâm Hòa khẽ mỉm cười, yên tâm đi Tiểu Hòa, hắn người này các nhân tự có thiên tướng. Hai đại thế lực không hẳn có thể làm gì được hắn." Lam Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, "Sư nương có ý là?" "Tiền tú anh nói, người tinh thông không gian pháp tắc âm hiểu nhất thoát thân, nếu hắn không phải đối thủ cường giả hai thế lực lớn kia, đánh không lại chẳng lẽ còn không biết chạy sao?" "Ngươi có từng nghe qua một tin đồn, năm đó Lý Vô Y đại nhân kia cũng không biết tại sao trêu chọc Hoa Ảnh đại đế, bị Hoa Ảnh đại đế truy sát không ngớt, cuối cùng vẫn là dựa vào không gian thần thông mới tránh được một kiếp." "Phải biết, đại đế là nhân vật cỡ nào." lý vô y tuy rằng được xưng đệ nhất nhân dưới đại đế nhưng tranh lệch cùng đại đế vẫn còn rất rõ ràng hắn nếu có thể dưới thủ hạ hoa ảnh đại đế mà còn bảo toàn được mạng có thể thấy được không gian thần thông huyền diệu dương khai kia dù cho trên trình độ không bằng được lý vô y đại nhân cũng chắc chắn vẫn có thủ đoạn bảo toàn tính mạng nghe nàng nói như thế lam hòa không khỏi nghĩ tới trước đó dương khai triển khai ra thủ đoạn dịch chuyển cực nhanh kia thầm nghĩ sư nương nói cũng có đạo lý thủ đoạn kia quả thực như thần nhất thuấn thiên lý người Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa đúng là không hẳn có thể làm gì được hắn. Lo âu trong lòng cuối cùng cũng coi như thả xuống một ít, nhưng hổ thẹn một chút cũng không giảm. Đến khách điện, Lam Hòa tự biết không còn mặt mũi đi gặp Dương Khai, dĩ nhiên là không cùng đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài chờ đợi, một mặt dầu dĩ không vui. Thấy nàng như vậy, đường thắng cùng tiền tú anh cũng không miễn cưỡng, tùy nàng vậy. Trong đại điện, một nam một nữ dắt tay nhau mà tới, còn đợi ở trong điện Dương Khai có phát giác, lập tức đứng dậy hướng bọn họ trông lại chỉ liếc mắt một cái, lập tức xác nhận được thân phận của hai người. Trên đường tới Lâm Hòa cùng hắn nói một chút tình hình Thiên Lang cốc, cho hắn biết bên trong Thiên Lang cốc chỉ có hai vị đế tôn nhị tầng cảnh tọa trấn, mà hai vị trước mắt này hẳn là hai người nàng từng đề cập tới cốc chủ Đường Thắng, cùng vợ hắn Tiền Tú Anh. Nam tử nho nhã, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, tựa như người trong chốn thần tiên, Dương Khai tới là khách, tất nhiên là không thể thiếu lễ nghi, chắp tay ôm quyền nói, Dương Khai bái kiến Đường cốc chủ, Tiền phó cốc chủ, không mời mà tới, nếu có quấy giày mong hai vị thứ lỗi. Đường thắng cười ha ha, tiến lên nghênh tiếp nói, dương công tử khách khí, ngươi là ân nhân của tiểu hòa, có thể đến thiên lang cốc ta, thực sự là rồng đến nhà tôm, sao lại là quấy giày. Tiền tú anh cũng là cười híp mắt chắp tay, dương công tử. Dương khai hơi hơi ngẩn ra, tuy rằng hai vợ chồng này biểu hiện cực kỳ hiếu khách, nhưng trong lời nói lại có một loại cảm giác khá khó hiểu. Ngẫm lại mình cùng Lâm Hòa kỳ thực cũng không nhiều giao tình lắm, cùng phu thê đường thắng càng là lần đầu tiên gặp mặt cũng là thoải mái nhưng hắn ngẩng đầu nhìn ngoài điện lại không thấy bóng người lam hòa không khỏi có chút kỳ quái dương công tử mời ngồi đường thắng đưa tay ra hiệu mình thì cùng tiền tú anh đi tới hai vị trí phía trên rồi ngồi xuống lại hét cao một tiếng người đâu dâng trà lập tức liền có hầu gái đi tới dâng trà đường thắng cười nhẹ ánh mắt sáng quắc mà nhìn dương khai nói nghe nói dương công tử đến từ nam vực dương khai nói coi là vậy đi Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi, không biết Dương Công Tử bây giờ ở nơi nào. Đường Mỗ thấy Dương Công Tử cũng là đế tôn nhị tầng cảnh, chừng ấy tuổi, tu vi đã như thế, nơi ủy thân nhất định bất phàm. Dương Khai mỉm cười đáp lại, tạm ở Thanh Dương Thần Điện đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão. Hắn cũng không có nói mình là Bắc vực cung chủ Lăng Tiêu cung, dù sao người ta đã được biết trước, cho hắn là người ở Nam vực, mình lại đi nói mình là Bắc vực một cung chi chủ, vậy cũng có hơi mèo khen mèo dài đuôi. Thanh Dương Thần Điện, Đường Thắng khuôn mặt có chút động, chính là một trong ba đại thế lực đỉnh tiêm Nam vực Thanh Dương Thần Điện. Dương Khai nói, Nam vực cũng chỉ có một Thanh Dương Thần Điện. Đường Thắng thổn thức một tiếng, đại danh Thanh Dương Thần Điện, Đường Mỗ cũng là như sấm bên tai, Nam vực ba thế lực lớn, Thanh Dương Thần Điện, Vô Hoa Điện, Thiên Võ Thánh Địa, mỗi nhà đều bất phàm, cùng ba thế lực lớn Đông vực ta cũng sàn sàn như nhau, đều là thế lực hàng đầu đương thời, Thiên Lang Cốc ta tự than thở không bằng. Dương Khai nói, Cốc chủ không cần khiêm tốn, ta thấy Thiên Lang cốc cũng cực kỳ không tầm thường, hai vị cốc chủ tu vi thâm hậu, sau này cũng chưa chắc đã kém so với cái gọi là thế lực hàng đầu gì đó. Đường Thắng cười to nói, vậy thì xin mượn nhờ lời chúc tốt lành của Dương công tử. Dừng một chút nói, lại nói tới, Đường Mỗ lúc còn trẻ, đã từng lập xuống lý tưởng dạo chơi tinh giới bốn vực rộng lớn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị rất nhiều chuyện ràng buộc, không thể đạt thành tâm nguyện, thậm chí ngay cả đông vực cũng không ra khỏi, thực sự là xấu hổ dương công tử nếu đến từ nam vực có thể nói cho ta được biết nam vực cùng đông vực bên này có chỗ gì khác nhau hay không tiền tú anh cũng là một mặt tò mò nhìn dương khai tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú dương khai trầm mặc một hồi nhưng ngẫm lại lát nữa còn có việc cầu người ta vậy cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ nói đến cái này tinh giới bốn vực mỗi nơi hắn đều đã từng đi qua nhân thổ phong tình các nơi cũng đều được lãnh hội qua một phen tuy tuổi hắn không bằng được đường thắng cùng tiền tú anh nhưng lượng kiến thức từng trải lại đủ để bỏ qua họ mấy con phố, lập tức chậm rãi mà nói, miệng lưỡi lưu loát, đường thắng cùng tiền tú anh nghe như si như say, như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng lại không ngừng mà hỏi. Dương Khai nói tới nỗi miệng cũng khô đi, cứ vậy mà đối mặt với dáng vẻ còn chưa đã ngứa của phu thê hai người, nửa điểm không đề cập tới chuyện tín vật kia của linh thú đảo, để hắn phiền muộn không thôi. Hắn cảm thấy Lâm Hòa cũng đã nói cho bọn họ biết ý đồ đến của mình, này lại cứ không ngừng hỏi mình sự tình nam vực, không đề cập tới cái tín vật kia vậy là có ý gì thật vất vả tóm lại một sơ hở dương khai chỉ có thể chủ động xuất kích hai vị cốc chủ thứ lỗi lần này dương mỗ đến thiên lang cốc là có một chuyện muốn nhờ nghe vậy đường thắng thở dài một tiếng nói việc dương công tử sở cầu đường mỗ cũng biết đại khái trước đó tiểu hòa cũng nói với ta nhưng việc này chỉ sợ làm dương công tử thất vọng rồi dương khai ngạc nhiên cốc chủ có ý là đường thắng cười khổ nói năm đó thiên lang cốc ta xác thực từng chiếm được một hậu duệ khiếu nguyệt thiên lang nghiêm ngặt mà nói cũng không tính là hậu duệ chỉ là thức tỉnh một chút viễn tổ huyết mạch mà thôi cũng không có gì đặc biệt sau đó không biết linh thú đảo được tin tức từ nơi nào liền có một vị tầm thú sứ đến thiên lang cốc ta muốn đòi yêu thú kia cũng là một ít bồi thường những thứ này đều là sự thật nhưng mà chuyện liên quan tới tính vật linh thú đảo lại do đường mỗ bịa đặt ra bịa đặt dương khai lập tức kinh ngạc việc này còn có thể bịa đặt Đường Thắng nói, không sai, Đường Mỗ cố ý bịa đặt ra tin tức này, sau đó đem tin tức truyền ra ngoài, cũng chỉ là vì cho Thiên Lang Cốc ta thêm một tầng che chở, để những thế lực khác có ý đồ đối với Thiên Lang Cốc, ta có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Linh thú đảo bên kia dù cho nghe được tin tức này, nhưng bọn họ mang yêu thú Thiên Lang Cốc ta đi là sự thực, hơn nữa cách làm của Đường Mỗ cũng sẽ không tổn hại uy danh linh thú đảo, lấy thực lực của linh thú đảo, tự nhiên là xem thường mà không thèm làm khó dễ Thiên Lang Cốc ta chỉ là không nghĩ tới chuyện này lại khiến dương công tử phải phí công một chuyến, thực sự xấu hổ. nghe hắn một phen giải thích, dương khai liên tục cười khổ. hắn lúc trước còn coi chính mình được thời cơ mà tới đây, không nghĩ tới cái tín vật gì kia lại chỉ là bịa đặt. việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? trong lòng hơi động nói, làm cô nương cũng là bởi vì cái này, vì lẽ đó không dám tới gặp ta. tiền tú anh thở dài nói, tiểu hòa nàng cảm thấy thất tín với ngươi, nên không có mặt mũi tới gặp ngươi dương khai bật cười nói này cũng không cần phải vậy lam cô nương càng nghĩ quá rồi tiền tú anh nói đứa bé kia cứ như vậy chuyện gì cũng đều yêu tích cực năm đó ngươi có ân cứu nàng những năm này nàng nhớ mãi không quên lần này có thể gặp được ngươi ở đông vực tự nhiên là muốn báo đáp ân tình năm đó chỉ là tin tức kia nàng cũng không biết thật giả cho là thiên lang cốc ta thật sự có tín vật linh thú đảo mới mang ngươi đến đây đường thắng nói ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé việc này sai ở đường mỗ, năm đó ta chẳng qua cũng là muốn mượn cơ hội mà tạo cho Thiên Lang cốc thêm một tầng che chở, nhưng không nghĩ tới lại thành ra hại tiểu hòa, ngươi tuyệt đối đừng nên trách nàng." Dương Khai nghiêm mặt nói, nhất định sẽ không. Nếu không có Lam Hòa nhắc nhở, hắn còn thật không biết mình đang bị Phạm Thiên Thánh địa cùng Hoàng Tuyền Tông theo dõi truy sát. Tiền Tú anh nói, ngươi nếu muốn tìm linh thú đảo, không ngại tới những thành trì cạnh biển mà tìm hiểu, không chừng sẽ có đầu mối gì dương khai gật gù nhưng trong lòng lại nghĩ nếu thật sự không tìm được vậy không đi linh thú đảo cũng được lần này hắn đến đông vực mục đích chủ yếu là muốn đi long đảo linh thú đảo chỉ là tiện thể mà thôi nói đến lưu viêm cũng từng ở trên linh thú đảo một quãng thời gian rất dài nhưng nàng không hẳn biết vị trí linh thú đảo bởi vì năm đó khi cử phượng mang nàng đi nàng vẫn còn là một viên noãn phượng sau đó lại trực tiếp đi tới long đảo rồi theo dương khai tới hạ vị diện tinh vực ngay lúc này đường thắng bỗng nhiên hơi nhướng mày lấy ra la bàn đưa tin từ trong không gian giới, nhận biết một hồi, chợt biến sắc, quay đầu tới tiền tú anh, liếc mắt nhìn nhau. Dương Khai nghe lời đoán ý, biết đại khái là hắn nhận được tin tức gì trọng yếu, khẽ mỉm cười nói, hai vị cốc chủ nếu đang có chuyện, vậy hãy tự đi xử lý, Dương Mỗ cũng sẽ sớm rời đi, ngày khác nếu rảnh rỗi, lại tới vấn an hai vị. Đường Thắng đứng lên nói, xấu hổ xấu hổ, trong cốc quả thật có chút việc gấp, nếu như thế, vậy Đường Mỗ cũng không khách khí với Dương công tử, ngươi xin cứ tự nhiên sau khi nói xong cùng tiền tú anh dắt tay nhau rời đi dương khai quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ dần biến mất đưa tay sờ lên cằm trong mắt lóe ra một tia bao hàm thâm ý cùng kinh dị hắn lại không phải người ngu tuy rằng đường thắng nói nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý nhưng các loại cách làm trước đây lại khiến người ta cảm thấy có chút không đúng tín vật kia đến cùng là có hay không hắn không dám nói chắc nhưng người thiên lang cốc không quá hoan nghênh mình tuyệt đối là thật bằng không phu thê hai người cũng sẽ không cùng rời đi như vậy thật có chuyện gì khẩn yếu một người đi xử lý là được rồi cần gì phải hai người cùng đi thậm chí ngay cả ý lưu mình làm khách mấy ngày cũng không mà sau khi mình nói sẽ sớm rời đi dương khai rõ ràng cảm giác bọn họ tự ngầm thở phào nhẹ nhõm đây là sợ dẫn lửa thiêu thân bất quá đứng trên lập trường của người ta có băn khoăn như vậy cũng là bình thường dương khai cũng không lý do đi trách người khác nhưng dù sao cũng hơi khó chịu nơi cửa nhô ra một cái đầu cùng dương khai đối mặt dương khai mỉm cười lam cô nương lam hòa nhăn nhăn nhó nhó hiện thân trên mặt một mảnh vẻ xấu hổ dương huynh dương khai ngạc nhiên nói lam cô nương thế nào thân thể chỗ nào không thoải mái lam hòa cúi đầu nhìn mình mũi chân dương huynh thật xin lỗi dương khai không biết thiên lang cốc có tín vật của linh thú đảo hay không nhưng nàng lại biết nàng cũng biết tin tức kia cũng là bịa đặt chỉ là bởi vì hai người sư phụ sư nương lo lắng giao hảo cùng dương khai làm cho thiên lang cốc mang đến phiền phức cho nên mới có lý do thoái thác như vậy nếu nàng có thể làm chủ mà nói, tất nhiên không tiếc cái này chỉ là tiện tay mà thôi. mặc dù nàng là trưởng lão thiên lang cốc, nhưng ở thời điểm lại không có cách nào cho dương khai cam kết gì, càng không khả năng làm nên sự tình có lỗi với thiên lang cốc. một mặt là ân nhân của mình, một mặt là sư môn của mình, trong lòng lam hòa vô cùng xoắn xuýt, càng nghĩ như vậy, thời điểm đối mặt dương khai thì càng áy náy, gần như không dám cùng đối mặt. dương khai đi đến trước mặt nàng, mỉm cười nói, làm cô nương nghiêm trọng, ngươi có thể thông báo ta sự tình của hoàng tuyền tông cùng phạm thiên thánh địa dương mỗ đã vô cùng cảm kích về phần tín vật của linh thú đảo nếu là bịa đặt ra vậy cũng không cần để ý lam hòa im lặng một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu thần sắc kiên định nói dương huynh ngươi đợi thêm mấy ngày ta nghĩ cho ngươi một chút biện pháp gặp thần sắc của nàng đại khái dương khai liền biết nàng là muốn gặp đường thắng cầu xin lấy ra cái tín vật linh thú đảo kia nhưng nếu quả như thật làm như thế làm không tốt sẽ để cho sư đồ bọn hắn sinh ra khoảng cách khẽ mỉm cười nói không cần ta cũng không phải không thể đi linh thú đảo với ta mà nói linh thú đảo kia có thể đi thì đi không thể đi cũng không có quan hệ gì ngược lại là bảo ngươi phí sức như thế ta không nên phiền ngươi lam hòa nghe vậy trong lòng cực kỳ khó chịu việc này rõ ràng là thiên lang cốc bên này không đúng là sư phụ hắn có chỗ cố kỵ thời điểm ban đầu nghe mình nói dương khai tới còn cao hứng muốn đi gặp một lần thậm chí nói rằng cùng hắn đi tìm linh thú đảo một chuyến về sau nghe nói hai đại thế lực đỉnh tiêm gây sự với Dương Khai, liền thay đổi thái độ, hết lần này, tới lần khác nói giúp người ta bây giờ lại mình lại bị người ta an ủi. Lăng đại tỷ ở đâu? Có thể dẫn ta đi gặp nàng hay không? Dương Khai nói sang chuyện khác. Đương nhiên có thể, Dương huynh đi theo ta. Lam Hòa quả nhiên bị rời chú ý đi, sảng khoái đáp. Một đường theo Lam Hòa hướng đi vào bên trong thiên lăng cốc, trên đường đi Lam Hòa trầm mặc không nói, chỉ có thời điểm Dương Khai tra hỏi mới trả lời vài câu, hoàn toàn mất hết hoạt bát sáng sủi trước đó, hiển nhiên hay là nội tâm áy náy. Một tòa khác trong đại điện, hai người đường thắng cùng Tiền Tú Anh vội vàng đi vào, trong điện đã có hai người đang đợi, một người là lão giả âm khí âm u, phảng phất một dạng mới từ trong quỷ môn quan đi tới, một người khác là nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm, một thân áo quần đơn giản, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, phảng phất như một thanh kiếm sắc trấn áp đại điện, để bầu không khí trong điện lộ ra cực kỳ kiềm chế nhìn thấy hai người này, đường thắng cùng tiền tú anh đều là sợ hãi cả kinh, tiến lên chắp tay nói, phục tông chủ tử thánh chủ đại giá quang lâm, đường mỗ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nghĩ thầm hai người này tới nhanh lắm, dương khai chân trước mới đến thiên lang cốc, hai vị này chân sau liền theo tới, âm thầm may mắn mình có dự kiến trước, không có tùy tiện đáp ứng yêu cầu của dương khai, nếu không lần này thiên lang cốc thật không có cách nào bứt ra bên ngoài sự tình. Hai vị này thế nhưng là hai người cầm lái hai đại đỉnh tiêm thế lực ở đông vực, đều có tu vi đế tôn tam trọng cường đại, hai người bọn họ đồng thời xuất động, có thể thấy được thái độ của Hoàng Tuyền tông cùng Phạm Thiên Thánh địa là dạng gì, cường giả hai thế lực lớn đã ra hết. Trong lòng thở dài, Dương Khai kia lần này sợ thật sự có chút giữ nhiều lành ít, mặc dù trên người có thần thông không gian thì như thế nào. Nhiều cường giả xuất thủ như vậy, một khi quấy nhiễu hư không, thì ngay cả có thần thông không gian cũng không thể tùy tiện thoát thân, chỉ hy vọng đệ tử ngày sau sẽ không trách mình đi. Phục ba quỷ khí âm trầm buông thõng tầm mắt, giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích mặc dù nơi này là thiên lang cốc mặc dù hắn chỉ là khách đến thăm nhưng hắn cũng y nguyên không để mặt đường thắng ngược lại từ trường phong nghe vậy ử một tiếng nhưng cũng y nguyên đưa lưng về phía hai vợ chồng đường thắng thản nhiên nói đường thắng thiên lang cốc ngươi khai phái đã bao nhiêu năm hỏi lời không đầu không đuôi này nhưng đường thắng nghe được ra một chút khí tức dị dạng xương cốt không khỏi có chút phát lạnh trầm ngâm một chút mở miệng nói khoảng hai ba vạn năm không sai biệt lắm từ trường phong nhẹ nhàng gật đầu xoay người lại, lạnh nhạt nói, hai ba vạn năm, truyền thừa cũng coi như xa xưa, thiên lang cốc ngươi đã từng huy hoàng, từng là một trong những thế lực đỉnh tiêm ở đông vực, đã từng suy yếu, thậm chí suýt nữa hủy diệt, nhưng đã có thể kéo dài hai ba vạn năm không ngã, chắc hẳn cũng có chỗ độc đáo của mình. Đường thắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, thú có bản năng sinh tồn tìm phúc tránh họa, ta thiên lang cốc cùng chiến lang làm bạn, tự nhiên cũng có. Từ trường phong thâm ý nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, lúc này mới gật đầu nói, rất tốt, ý đồ lần này đến của ta cùng phục tông chủ, chắc hẳn là ngươi đã rõ ràng. Đường thắng mồ hôi lạnh trên trán rơi, mở miệng nói, từ thánh chủ yên tâm, ta thiên lang cốc sẽ không làm nên sự tình diệt vong, chỉ là tiểu đồ không hiểu chuyện, vô ý đem người trở về mà thôi, thiên lang cốc ta cũng không có tính toán che chở hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ rời đi. Hừ, phục ba bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi đại khái có thể thử che chở hắn một chút thử xem. Lời vừa nói ra, tiền tú anh nhịn không được nhìn hàm hàm phục ba, hơi có chút cảm giác không phục, ngươi là đế tôn tam trọng không sai, cũng là người cầm lái thế lực đỉnh tiêm đông vực, nhưng nơi này là Thiên Lang cốc, một người khách nhân đối với chủ nhân nơi này phách lối như vậy là có ý gì? Thiên Lang cốc có tính vật linh thú đảo che chở, nàng thật đúng là không tin Hoàng Tuyển Tông dám động thủ đối với Thiên Lang cốc. Chỉ cần tính vật kia vẫn còn, chỉ cần dư uy linh thú đảo còn tồn tại, Thiên Lang cốc sẽ không có tai họa ngập đầu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Phục Ba bỗng nhiên dường mắt, con người sắc bén đối đầu với ánh mắt của tiền tú anh, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiền tú anh hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy truyền đến bên tai một trận quỷ khóc sói gào, thần hồn chấn động, toàn thân rét run. Đường thắng lắc mình một cái, chặn trước mặt tiền tú anh, trầm giọng nói, phục tông chủ, đây là ý gì? Thiên lang ta cốc vô y nhúng tay vào ân oán tranh chấp của người khác, còn xin phục tông chủ tự trọng. Phục ba lạnh lùng nói, bản tọa chỉ là nhìn thấy đường phu nhân có chút không phục, cho nàng biết rõ hiện thực mà thôi làm sao ngươi cũng không phục đường thắng khí khổ nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa từ trường phong nói đường thắng hộ tông đại trận của quý tông có hiệu quả ngăn cách thiên địa a đường thắng vô ý thức trả lời đại trận hộ tông của các môn các phái đều có chức năng này vừa nói xong bỗng nhiên như là ý thức được cái gì kinh dị nói từ thánh trù hỏi cái này nói là có ý gì từ trường phong lạnh nhạt nhìn qua hắn ngươi cứ nói đi Phục Ba cười khằng khặc quái dị một tiếng, đứng lên nói, "Từ Thánh chủ có ý tứ là bảo ngươi mở ra hộ tông đại trận, ngăn cách phiến thiên địa này, miễn cho để cho người ta chạy, ngươi cũng biết, tiểu tử kia có chút bản sự." Đường Thắng sắc mặt đại biến, hai vị chẳng lẽ muốn động thủ tại ta Thiên Lang cốc? Từ Trường Phong nhìn qua hắn nói, có sẵn nơi chôn xương, có gì không ổn? Không được. Đường Thắng một ngụm từ chối. Phục Ba hít mắt nói, Đường Thắng, trước đó cần phải suy nghĩ rồi hắn nói, đầu óc là cái thứ tốt nói lung tung chẳng phải đầu óc là để bài trí hai người này mở miệng một tiếng đường thắng gọi thẳng tên hoàn toàn không có ý tứ đem đường thắng để ở trong mắt thấy hai vợ đường thắng chồng giận mà không dám nói gì giờ phút này càng làm tới để đường thắng cũng có chút không kìm nén được tượng đất còn có ba phần hỏa tính huống chi hắn lại là chi chủ một tông trước đây hắn đã biểu lộ thái độ sẽ không che chở dương khai lại không ngờ rằng hai người này thế mà hùng hổ dọa người như vậy vọng tưởng tại hắn thiên lang cốc động thủ. Hít sâu một hơi, đường thắng nghiêm mặt nói, việc này tuyệt đối không được, thực không dám giấu giếm, người kia đối với tiểu đồ có ân cứu mạng, lần này tiểu đồ đem hắn mang về, vốn là có việc muốn nhờ, đường mỗ đã cự tuyệt, để trong lòng tiểu đồ khó có thể bình an. Nếu là lại mở ra hộ tông đại trận ngăn cách thiên địa, để hắn chết tại thiên lang cốc ta, ngày sau tiểu đồ nhất định sẽ bị tầm ma quấn thân, đâu còn có tiền đồ tiến bộ. Hai vị nếu thật muốn đối phó hắn, trời đất bao la chọn chỗ nào đều có thể duy chỉ có thiên lang cốc ta là không được thiên lang cốc ta không che chở hắn nhưng cũng sẽ không nhúng tay vào ân oán của các ngươi thật là không được từ trường phong ánh mắt lợi hại nhìn đường thắng đe dọa ra mặt đường thắng run rẩy cảm nhận được ý uy hiếp của hắn biết lần này nếu là cự tuyệt ngày sau thiên lang cốc tại đông vực chỉ sợ phiền phức không ngừng như lời nói mà trước đây hắn nói cùng lam hòa có linh thú đảo che chở xác thực không ai dám quang minh chính đại xuống tay với thiên lang cốc nhưng vụ trộm chơi ngáng chân lại là tránh không khỏi một cái tông môn thiên lang cốc to như vậy chi tiêu không nhỏ ở bên ngoài tông môn cũng nhiều có cơ nghiệp những cơ nghiệp này chắc chắn là bị để mắt tới ánh mắt nhìn lại hướng tiền tú anh thấy nàng chậm rãi lắc đầu trong miệng nhuyễn động một cái vô thanh vô tức nhưng đường thắng lại biết nàng nói hai chữ lam hòa trong lòng lúc này có quyết đoán âm vang nói còn xin từ thánh chủ chớ có lại làm khó đường mỗ lam hòa có thể còn sống trở về từ toái tinh hải lại sớm tấn thăng đế tôn, tự nhiên được bọn hắn ký thác kỳ vọng, nói không chừng ngày sau có cơ hội có thể tấn thăng đế tôn tam trọng, nói một cách khác, tương lai của Thiên Lang cốc liền ở trên một thân một người Lam Hòa. Nếu bởi vì sự tình lần này mà dẫn đến võ đạo, chi tâm của Lam Hòa bị hao tổn, đó mới là tổn thất lớn nhất của Thiên Lang cốc. Còn cơ nghiệp ở bên ngoài bị chèn ép hay không, thì để ngày sau suy tính. Chớ đừng nói chi là Dương Khai cùng Lăng Âm cầm một trưởng lão khác của Thiên Lang cốc cũng có chút quan hệ, nếu là Dương Khai chết tại Thiên Lang Cốc, khẳng định Lăng Âm Cầm cũng sẽ có ý kiến đối với Thiên Lang Cốc, đến lúc này chẳng khác nào để Thiên Lang Cốc mất đi hai đế tôn cảnh, làm sao Đường Thắng cho phép phát sinh loại sự tình như này. Nghe được đáp án này, Phục Ba lại lạnh lẽo âm u nở nụ cười, Từ Trường Phong sắc mặt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm Đường Thắng một trận, cũng nhìn thấy hắn quả quyết, khẽ vuốt cằm nói, "Thôi được." Nghe được câu này, Đường Thắng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Từ Trường Phong thật muốn khăng khăng làm như vậy, hắn thật đúng là không biết có thể cự tuyệt hay không dưới mắt cục diện này là kết cục tốt nhất hắn mặc dù không thể che chở dương khai nhưng cũng không có đáp ứng mở ra hộ tông đại trận ngăn cách đường sống của dương khai xem như đối với hắn đối với lam hòa đều có một cái công đạo ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé thiên lăng cốc nơi nào đó sau cốc một mảnh thanh u chi địa một tòa lô cỏ lăng âm cầm ở đây kết lô mà ở thời gian thanh đạm trôi qua theo Lam Hòa nói, năm đó sau khi nàng đi ra từ trong Toái Tinh Hải, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức Lăng Âm Cầm. Đúng lúc Lăng Âm Cầm cũng vạn dặm xa xôi chạy tới Đông vực, song phương chạm mặt một phen giao lưu, Lăng Âm Cầm cũng biết ý Lam Hòa, lúc này đội ơn nói lời cảm tạ, theo Lam Hòa tới Thiên Lăng Cốc. Lúc kia nàng chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh mà thôi. Sau đó được Lam Hòa bảo đảm, tự nhiên là thoải mái mà gia nhập Thiên Lăng Cốc, tiến vào nơi ở của phu quân nàng khi còn sống, mỗi ngày không tranh quyền thế, tỉ mỉ tiềm tu nhiều năm qua như vậy cũng đã tấn thăng đế tôn có thực lực như vậy đường thắng liền cho nàng chức vị trưởng lão nhưng toàn bộ người thiên lang cốc đều biết vị lăng trưởng lão này mặc kệ sự vụ lớn nhỏ của thiên lang cốc cũng không giao lưu gì với những người khác cả ngày chỉ là canh giữ ở bên cạnh lô cỏ kia đối với một vài người biết chuyện đều vì sự si tình của nàng mà cảm động lúc dương khai theo lam hòa tới đây lăng âm cầm đang tĩnh tọa ngay trước một tòa mộ mộ phần kia đầy cỏ xanh thậm chí nở đầy hoa dại hẳn là nơi nàng mai táng cho cốt phu quân Phát giác có người đến, Lăng Âm Cầm mới mở to mắt, đầu tiên là gặp được Lam Hòa dẫn đường, đối nàng mỉm cười, ngay sau đó lại thấy được Dương Khai đi theo sau, sau khi ngơ ngác một chút, liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Lăng trưởng lão, có người tới thăm ngươi." Lam Hòa mỉm cười đi tới. "Lăng đại tỷ, đã lâu không gặp." Dương Khai cũng mỉm cười chắp tay. "Dương Khai." Lăng Âm Cầm biểu lộ một mặt ngoài ý muốn, nhưng nụ cười trên mặt này lại là xuất phát từ nội tâm ngươi tại sao lại ở chỗ này đi ngang qua đông vực, ngẫu nhiên gặp được Lam Hòa cô nương, được mời đến thiên lang cốc một chuyến, thuận đường ghé thăm ngươi một chút, lăng âm cầm trên dưới đánh giá hắn một cái nói, nhiều năm không gặp, ngươi lại mạnh lên không ít. Dương Khai mỉm cười nói, nghe nói lăng đại tỷ cũng tấn thăng đế tôn. Lăng âm cầm quay đầu nhìn mộ đất kia một cái, nhẹ nhàng nói, ngày thường không có việc gì, chỉ là tu luyện, đi, vào trong nhà nói chuyện. Nhiệt tình mời Dương Khai cùng Lam Hòa nghênh tiến vào trong lô cỏ bài trí trong phòng cũng là đơn giản vô cùng không có chút đồ vật nào để trang trí chỉ có cái bàn đệm giường lại cho người ta một loại cảm giác tươi mát tự nhiên lăng âm cầm đốt trà thơm ba người ngồi xuống nói chuyện nói về mình năm đó sau khi đi ra từ tịch hư hải bí cảnh một đường đi vào đông vực lăng âm cầm cũng là thổn thức không thôi lúc ấy nàng cũng chỉ là đạo nguyên tam tầng cảnh từ một vực tiến về một vực khác đi ước chừng cũng tốn nhiều năm trong lúc đó nhiều lần hiểm tử hoàn sinh cũng may vận khí không tệ, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, cuối cùng tới Đông vực, sau đó liền gặp Lâm Hòa đang tìm nàng. Lăng Âm cầm đối với Dương Khai tự nhiên là nói lời cảm tạ không ngừng, nếu không có hắn trong toái tinh hải đề cập việc này với Lâm Hòa, với tình cảnh lúc đó của nàng, muốn gia nhập Thiên Lang Cốc cũng không phải là chuyện dễ, dù sao cũng không phải từ nhỏ lớn lên tại Thiên Lang Cốc, không hiểu rõ người ta, dạng thế lực này bình thường khi thu người đều là thả thiếu không ẩu, tình nguyện bồi dưỡng từ nhỏ, cũng sẽ không tùy ý thu lấy một vài người không rõ lai lịch miễn cho sinh ra sự cố gì không cần thiết tiến vào thiên lang cốc tất cả đều ăn ổn xuống nàng lại tới đây ẩn cư sinh hoạt ngày bình thường cũng không bị ai quấy dày chuyện phiếm được một lúc nàng lại hỏi chuyện đám người băng vân cùng lưu tiêm vân biết được tất cả mạnh khỏe cũng an tâm lại trôi qua nửa ngày dương khai đứng dậy cáo từ lăng âm cầm cực lực giữ hắn lại ở đây thêm mấy ngày lam hòa cũng ở một bên hát đệm nhưng dương khai đã rõ thái độ của đường thắng làm sao có thể lưu lại bèn tìm lý do rời đi lăng âm cầm muốn giữ lại vẫn bị hắn kiên quyết ngăn lại cuối cùng chỉ có thể đứng trước lô cỏ đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất dương huynh không thể chờ thêm mấy ngày sao ta có thể nghĩ thêm biện pháp lam hòa đi theo bên dương khai hướng bên ngoài thiên lang cốc bay đi có chút buồn khổ mà hỏi dương khai lắc đầu cười nói không cần ta còn có chuyện quan trọng khác tại thân tạm thời không đi linh thú đảo thế nhưng là lam hòa há miệng lời còn chưa nói hết từ xa một thanh niên chạy tới vội vàng hô lam sư tỷ cốc chủ gọi ngươi tới qua một chuyến có chuyện tình ngươi lam hòa gật đầu nói ta đưa dương huynh đi xong sẽ tới gặp cốc chủ thanh niên kia lại lách mình ngăn ở phía trước một mặt nghiêm túc nói cốc chủ nói bảo ngươi lập tức tới hình như là có việc gấp nào đó lam hòa nghe vậy nhíu mày rõ ràng là ý thức được cái gì hử lạnh nói ta chỉ là đi tiễn dương huynh lập tức sẽ qua một chút vậy cũng không chờ a à, thanh niên kia trên mặt hiện ra vẻ lúng túng ôm quyền nói làm sư tỷ thứ lỗi cốc chủ có lệnh ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc nhìn lam hòa như còn muốn nói tiếp dương khai giơ tay lên nói lam cô nương đi đi thôi đường ra cốc ta vẫn có thể nhận ra không cần tiễn nữa dương huynh dương khai khoát tay áo thân hình thoát một cái nhanh như thiểm điện hướng bên ngoài cốc bay đi thanh âm xa xa chuyển đến sơn thủy có gặp lại ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại dương huynh vạn sự cẩn thận Lam Hòa ở phía sau vội vàng gào to một câu, tới khi thân ảnh Dương Khai hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới nhìn hằm hằm thanh niên kia một chút, thanh niên kia bị nàng nhìn sợ hãi trong lòng, chỉ có thể trên mặt cười theo mà giải thích nói, Lam sư tỷ, là cốc chủ hắn. Hừ. Lam Hòa một mặt không thoải mái, quay người hướng một hướng khác bay mất, nàng ngược lại là muốn đi hỏi một chút xem sư phụ mình rốt cuộc là ý gì, người ta đối với mình có ân, bây giờ gặp nạn mình không thể giúp không nói, ngay cả tiễn cũng không cho ngày sau còn mặt mũi nào đi gặp hắn không thể không nói thái độ hôm nay của thiên lang cốc đối với dương khai để lam hòa rất thất vọng trong lòng cũng kìm nén một đoàn lửa giận bên ngoài thiên lang cốc dương khai mới hiện thân đối diện liền bay tới một người ban đầu dương khai cũng không để ý người kia đến lúc lẫn nhau thoáng gặp qua người kia bỗng nhiên ngừng thân hình quay người hét lên bên kia có phải là dương khai dương huynh dương khai dừng bước quay đầu nhìn lại trong lòng cảm thấy cũng là có ý tứ vô cùng mình mới tới đông vực này không lâu, thế mà liên tiếp đụng phải người quen. Người nói chuyện đã tới gần, dừng lại trước mặt Dương Khai vài chục trượng, nhìn Dương Khai một chút, kinh hỉ nói, quả nhiên là Dương huynh, nghe nói ngươi đã đến Thiên Lăng cốc, Tề Mỗ liền ngựa không dừng vó chạy tới, không nghĩ đến sẽ gặp được ngươi ở nơi này. Tề Hải Dương Khai nhíu mày một cái, nếu không nghe hắn tự xưng Tề Mỗ, Dương Khai chắc cũng không nhớ nổi ra hỏa này, nhưng một tiếng Tề Mỗ, lại thêm dung mạo có phần hiền hòa kia, dương khai lập tức nhớ tới một ít chuyện trong toái tinh hải cùng thông đạo cổ địa tề hải nghe vậy cười to nói dương huynh còn nhớ rõ tề mỗ thật sự là may mắn của tề mỗ dương khai trên dưới đánh giá hắn một chút ngạc nhiên nói ngươi không phải người của tề thiên bảo thế nào lại chạy tới đây nếu hắn nhớ không lầm tề thiên bảo hẳn là cách bên ngoài cổ địa không xa bên trong hoang thành ngoài cổ địa kia có không ít người của tề thiên bảo nghĩ tới đây dương khai trong lòng khẽ động mình là đi từ trong cổ địa ra tiếp lại đi qua hoang thành ngay sau đó đông vực bên này liền có không ít người biết chuyện mình hiện thân thậm chí ngay cả thiên lang cốc lam hòa cũng có chỗ nghe thấy mọi thứ tất có căn nguyên dương khai một đường đi tới mặc dù không có che lấp gì nhưng nói thật trong đông vực người biết hắn không nhiều nếu vậy tin tức mình hiện thân đông vực này là từ đâu truyền tới hắn trước đây mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có để ở trong lòng cho tới giờ khác này gặp được tề hải mới có một loại cảm giác mây mù gặp minh nguyện đầu nguồn nguyên lai like ngay trước mắt mình nhưng người chủ động hiện thân là có ý gì dương khai mắt hơi nheo lại nhìn qua tề hải biểu lộ ý vị sâu xa tề hải lại không hề hay biết nghiêm mặt nói tự nhiên là vì dương huynh mà tới dương khai thản nhiên nói không biết là vì chuyện gì tề hải cười khổ một tiếng chính là chuyện năm đó đang khi nói chuyện vái chào tới đất thần sắc cung kính nói còn xin dương huynh đại phát từ bi mau cứu tính mệnh tiện nội tiện nội đã không còn nhiều thời gian nếu kéo dài thêm chỉ sợ sống không qua một tháng dương khai nghe vậy giật mình phu nhân nhà ngươi còn sống nếu như hắn nhớ không lầm nữ nhân kia của tề hải hẳn là chúng một trong thập đại tuyệt độc thiên sương địa lâm về sau hắn cũng thoáng tìm hiểu qua loại độc này biết loại độc này độc tính kịch liệt người bị chúng gần như không thuốc để chữa nhưng nếu là có thể tìm tới phượng hoàng chân hỏa nhất bàn trùng sinh có lẽ là còn có một chút hy vọng sống nhưng đây cũng đã được bao nhiêu năm rồi nữ nhân của tề hải lại chúng độc trước cả khi toái tinh hải mở ra đến nay có lẽ đã có hơn 20 năm đi. Chúng thiên sương địa lâm hơn 20 năm không chết, đây là khái niệm gì? Nữ nhân của Tề Hải là long tộc sao? Tề Hải thần sắc đau khổ nói, trong Tề Thiên Bảo ta có một dị bảo, có hiệu quả băng phong, tiện nội vẫn luôn được băng phong ở trong đó, đông kết sinh cơ cùng tất cả trạng thái tự thân, cho nên mới có thể kéo dài đến hôm nay, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả cũng càng ngày càng kém, nếu vẫn tiếp tục không có thuốc giải độc, tiện nội chỉ sợ sẽ thật đang khi nói chuyện đã hai mắt đẫm lệ một bộ rất si tình để dương khai nhìn lòng cũng chua sót vô cùng nam nhi không dễ rơi lệ huống chi bây giờ tề hải đã là đế tôn cảnh tình thâm ý cắt như vậy có thể thấy được hắn cùng phu nhân tình cảm sâu cỡ nào cũng vậy nếu tô nhan hoặc là hạ ngưng thường các nàng gặp phải loại sự tình này dương khai đoán chừng mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn hắn tề hải chính liễu chính kiểm sắc nói tiếp trước kia từng nghe nói dương huynh hiện thân qua một lần tại đông vực chỉ thích năm đó tề mỗ không có cơ hội được gặp Dương Khai lập tức có chút lúng túng nói, khi đó có chuyện quan trọng tại thân, hơn nữa lúc ấy ta cũng vô lực giúp ngươi. Tề Hải nói, chỉ cần có Phượng Hoàng Chân Hỏa sẽ có thể giải độc kéo dài tính mạng nàng, chẳng lẽ Dương huynh trong Toái Tinh Hải không có đạt được Phượng Hoàng Chân Hỏa, cái này, cái này sao có thể hắn là chắc chắn Phượng Hoàng Chân Hỏa trên tay Dương Khai, năm đó chính mắt hắn thấy Dương Khai thu được Phượng Hoàng Chân Hỏa. Dương Khai lắc đầu nói, Phượng Hoàng Chân Hỏa xác thực là ta đoạt được nhưng hiện tại phượng hoàng chân hỏa không trên người ta, ta muốn giúp ngươi cũng không được. Như vậy, tề hải không nhịn được lào đảo một hồi, vẻ mặt lập tức thương tâm mà già đi không ít. Nhưng trong lòng thì cười gần, phượng hoàng chân hỏa quý giá bực nào, nếu chiếm được, sao lại không tại trên người. Điều này hiển nhiên là một cái lý do mà thôi, nếu năm đó ngươi không muốn giúp chút việc của ta, bây giờ lại tìm lấy cớ này để giải thích làm chi. Dương Khai Cao Mày nói, lại nói, phu nhân ngươi trúng độc, ngươi nên nghĩ tất cả biện pháp giải độc, đem hy vọng ký thác trên người ta làm gì? Tề Hải Thê Lương nói, không có cách khác, chỉ có Phượng Hoàng Chân Hỏa mới có thể cứu mệnh nàng. Vì lẽ đó, vừa nghe nói Dương huynh đến Đông vực, Tề Mỗ liền không ngừng không nghỉ đuổi theo, chỉ là Dương huynh cước lực quá nhanh, Tề Mỗ tuy rằng một đường truy đuổi cũng không thể đuổi kịp, may mà nghe nói Dương huynh đến Thiên Lăng cốc, liền muốn tới nơi đây thử vận may. Dừng một chút nói, nghe nói Dương huynh ở chung quanh đây tìm hiểu phương pháp tới linh thú đảo. Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tề huynh tin tức vẫn đúng là rất linh thông. Tề Hải há nghe không ra hắn chế nhạo trong lời này, nhưng là giả bộ không biết, nghiêm mặt nói, nếu là như vậy, Tề Mỗ vẫn là có thể giúp đỡ một hai. Dương Khai trên dưới xét lại hắn một chút, Tề huynh đừng nói cho ta, ngươi biết cách tới linh thú đảo. Tề Hải khẽ mỉm cười, cái này Tề Mỗ cũng không rõ ràng, nhưng Tề Mỗ lại biết ở nơi nào có thể tìm tới tầm thú sứ linh thú đảo. Tầm thú sứ đến từ linh thú đảo, chỉ cần tìm được tầm thú sứ, còn sợ không đi được linh thú đảo sao? dương khai vẻ mặt hơi động nơi nào tề hải cười ngạo nghễ tầm thú sứ linh thú đảo chủ yếu là vì tìm kiếm các loại kỳ trận dị thú cho thú võ đại nhân dương huynh suy nghĩ một chút ở trong đông vực này nơi nào nhiều kỳ trận dị thú nhất này còn cần nghĩ sao dương khai lập tức nghĩ đến một chỗ man hoang cổ địa tề hải vỗ tay nói chính vậy kỳ trận dị thú trong man hoang cổ địa kia là nhiều nhất cũng đa dạng nhất hơn nữa rất nhiều đều có huyết mạch thánh linh thượng cổ tầm thú xứ sao lại bỏ qua nơi đó mà Tề Thiên bảo ta tọa trấn ngoại vi cổ địa, có được điều kiện địa lý trời ban, không dối gạt Dương huynh, có một vị tầm thú sư quanh năm ở trong Tề Thiên bảo ta. Còn có chuyện trùng hợp như vậy. Dương Khai trừng mắt, sau đó lạnh nhạt nói, "Tề huynh có phải muốn nói với ta, để ta theo ngươi về Tề Thiên bảo một chuyến, sau đó đi gặp tầm thú sư kia, tiện thể cứu tính mạng phu nhân ngươi?" Tề Hải chắp tay nói, "Nếu có thể như vậy, Tề mỗ vô cùng cảm kích." Dương Khai gật gù, lại có vẻ như lơ đãng hỏi, nhưng trước đó, Ta ngược lại có một chuyện muốn thỉnh giáo Tề huynh." Tề Hải nghiêm nghị nói, "Không dám, Dương huynh có chuyện gì cứ hỏi." Dương Khải nói, "Người của Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh địa thăm dò hành tung của ta, việc này Tề huynh hẳn phải biết chứ? Đang muốn cùng Dương huynh nói tới việc này." Tề Hải trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, Tề Mỗ một đường đuổi theo Dương huynh mà đến, nên cũng phát động không ít thám tử của Tề Thiên Bảo trong Đông vực, có lẽ là động tĩnh gây ra có hơi lớn, vì lẽ đó để tin tức Dương huynh hiện thân Đông vực bị lộ ra ngoài dẫn đến hai thế lực lớn kia cũng có chỗ nghe nói, lúc này mới có chuyện về sau, Dương Huynh xin hãy tha lỗi. Thế à? Dương Khai không tỏ rõ ý kiến, cũng không biết có tin hay không, khẽ mỉm cười nói, không dối gạt gì ngươi, lần này ta đến Thiên Lang Cốc vốn là vì tìm hiểu đường tới Linh Thú Đảo, chẳng qua là đường cốc chủ hình như có hơi kiêng kỵ Hoàng Tuyền Tông, cùng Phạm Thiên Thánh Địa, vì lẽ đó không có thỏa mãn yêu cầu của ta. Tề huynh nếu là đem ta lĩnh về Tề Thiên Bảo, lẽ nào không sợ hai thế lực lớn kia tìm ngươi phiền phức? Tề Hải kiên quyết nói, chỉ cần có thể cứu lại tính mạng tiện nội, Tề mỗ nguyện trả bất cứ giá nào. Dương Khai gật đầu nói, Tề huynh đối với tôn phu nhân quả thật là tình chân ý thiết, đã như vậy, ta lại không rõ một chuyện nữa. Tề Hải giật mình nói, không biết Dương huynh còn có cái gì không hiểu. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn về hư không bốn phía nói, người đã cầu ở ta, vì sao lại liên thủ cùng Hoàng Tuyền Tông, Phạm Thiên Thánh Địa đây? Người đem ta cản ở đây, nói chuyện cùng ta để cho ta phân tâm, nhưng là cũng thuận tiện cho bọn họ âm thầm bố trí. Ngươi không sợ đắc tội ta, sẽ khiến ta trong cơn tức giận thấy chết mà không cứu. Tề Hải sắc mặt biến đổi, biểu hiện có rúm nói, Dương Huynh nói lời này là có ý gì? Dương Khai lại không để ý đến hắn nữa, mà là cao giọng quát lên, nếu đến rồi, lén lén lút lút làm cái gì? Sao không thoải mái hiện thân? Ha ha! Một người tiếng cười lớn bỗng nhiên truyền đến, ta đã nói các ngươi âm mưu quỷ kế không gạt được hắn, các ngươi còn không tin, lần này mất thể diện rồi chứ, ngay lúc lời hạ thấp xuống, hư không khẽ run lên, một thanh niên con người tím tóc đỏ, biểu hiện yêu dị chợt hiện thân, hắn như một mực ẩn thân ở nơi đó, cũng không biết dùng cách gì ẩn giấu đi thân mình, dường như có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Dương Khai ánh mắt quét tới, nhíu mày, xích quỷ. Tuy rằng không quen biết nhiều với cái tên này, chỉ gặp nhau đúng một lần trong toái tinh hải, nhưng Dương Khai liếc mắt vẫn có thể lập tức nhận ra thân phận của hắn, chính là người Lam Hòa trước đó đề cập tới A Hàm Điện xích quỷ chủ yếu là cái tên này hình tượng quá đặc biệt, muốn không nhận ra cũng khó. Xích quỷ nhếch miệng nở nụ cười, như thật sự là một ác quỷ vậy, để người ta không rét mà run, nam vực, dương khai. Đang khi nói chuyện, con ngươi đỏ của hắn lấp lóe thần quang, nóng lòng muốn thử, như một thợ săn gặp được con mồi, chính đang sắn tay áo lên chuẩn bị đi săn. Ngươi tiểu quỷ này, lại không giữ mồm giữ miệng, bản tọa xé miệng ngươi. Một thanh âm âm lãnh truyền tới, một bên khác lại xuất hiện một bóng người, chính là một lão giả quỷ khí âm trầm, Hoàng Tuyền tông tông chủ Phục Ba, bối phận của hắn còn cao hơn Xích Quỷ một đoạn xa, Xích Quỷ mặc dù cũng là đế tôn, nhưng cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện mà thôi, Phục Ba có tư cách giáo huấn như vậy hắn. Xích Quỷ nghe vậy bĩu môi, cũng không dám quá mức làm càn, sư phụ mình không ở nơi này, nếu thật là làm Phục Ba phát bực, hắn cũng chịu không nổi. Phục tông chủ, Dương Khai nhìn Phục Ba, khẽ mỉm cười. Nói đến, hắn cùng Phục Ba cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Năm đó hắn còn đi qua Hoàng Tuyền Tông một chuyến, nhưng vào lúc ấy còn kéo thêm cả Loan Phượng cái gia hồ này mà làm cờ lớn. Có Loan Phượng cùng đi, Phục Ba dù biết là hắn giết Doãn Nhạc Sinh, cũng không dám quá mức làm càn, chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng. Dù sao Dương Khai cùng Cổ Địa Thánh Linh lôi kéo có quan hệ với nhau, hắn cũng không dám có ý kiến gì. Lần này nếu không phải nhận được tin tức cùng chỉ thị, Hoàng Tuyền Tông cũng vẫn không dám làm khó dễ Dương Khai nhưng sau khi được chỉ thị phục ba không còn cố kỵ nữa lần này thù cũ thù mới nhất định phải tính toán rõ ràng một lần này tiểu tử lá gan ngươi không nhỏ còn dám tới đông vực phục ba hừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn dương khai muốn phun lửa mà bên cạnh hắn từng bóng người cường đại từ từ hiện thân tất cả đều quỷ khí âm trầm có tới mười mấy hai mươi tất cả đều là đế tôn cảnh dương khai dù bận vẫn ung um dung nói trời đất bao la ta muốn đi đâu thì đi đến đông vực mà thôi có gì không dám Phục Ba liên tục cười lạnh, hy vọng bản lãnh của ngươi cũng lớn như khẩu khí. Dương Khai mỉm cười nói, Phục Tông chủ lần này dốc xuất toàn bộ lực lượng tinh nhuệ Hoàng Tuyền Tông, chỉ vì đối phó bản tọa, không sợ sau này Phượng phu nhân tìm ngươi phiền phức sao? Phục Ba nghe vậy biến sắc mặt, tự nhiên biết Phượng phu nhân trong miệng Dương Khai là Loan Phượng bên trong cổ địa, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hừ lạnh nói, việc nhân tộc ta, há có lý nào để thánh linh cùng yêu tộc cổ địa có thể nhúng tay? Bọn họ không ra thì cũng thôi, nếu thật là dám ra, bản tọa ngược lại muốn xem xem bọn họ có còn mạng mà về cổ địa hay không dương khai gật đầu nói phục tông chủ xem ra là có cái gì để dựa dẫm ân người hoàng tuyền tông đến phạm thiên thánh địa chắc cũng tới rồi hắn lại quay đầu nhìn tới một bên khác bên kia quả nhiên cũng lập tức xuất hiện mười mấy bóng người dẫn đầu cũng là một đế tôn tam tầng cảnh chẳng qua là không như phục ba quỷ khí âm u là một nam tử trung niên vẻ mặt nhạt nhẽo nhưng thân hình thẳng tắp như kiếm cho người ta một loại uy thế khó nói lên lời tốt Dương Khai cười lớn một tiếng, cường giả hai đại thế lực hàng đầu đều cùng ở đây, mặt mũi bản tọa cũng thật là lớn, nhưng tới nhiều người như vậy, không biết có mấy người có thể còn sống rời đi. Xích Quỷ thấy Dương Khai như vậy, nhất thời kinh như gặp thiên nhân, khẩu khí lớn, chưa từng thấy qua người nào như ngươi vậy. Dương Khai quay đầu nhìn hắn nói, Hoàng Tuyền Tông, Phạm Thiên Thánh Địa cùng ta có thù, tới đây tìm ta phiền phức ta có thể lý giải, Xích Quỷ, ngươi lại là muốn làm cái gì? Xích Quỷ tóc đỏ dài tung bay, nhách miệng nở nụ cười cho người ta một loại cảm giác tà mị vô biên đừng hiểu lầm ta cùng ngươi không cừu không oán cũng không phải cùng một bọn với bọn hắn chỉ là đến tìm ngươi luận bàn một hai thôi đông vực mấy tên kia bị ngươi giết không còn một mống ta thực sự không tìm được đối thủ dương khai gật gù nếu là lúc bình thường ta cũng không để ý cùng ngươi luận bàn một hai nhưng hôm nay ở đây không phải lúc hưng chi sở trí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đại chiến một trận chỗ nào không phải lúc xích quỷ chậm rãi lắc đầu ngươi hiểu lầm rồi dương khai thở dài ta nói là nếu không phải hôm nay ta có thể cùng ngươi luận bàn nhưng hôm nay ngươi nếu ra tay sợ rằng sẽ rất chật vật xích quỷ vẻ mặt lập tức trở nên trở nên hưng phấn ngươi là muốn nói ta không phải đối thủ của ngươi ngươi thử xem liền biết dương khai nhẹ nhàng nở nụ cười quan sát bốn phía một chút nói chư vị ở đây âm thầm bố trí đơn giản là phong tỏa không gian không cho ta bỏ chạy ta ngược lại cũng rất hiếu kỳ các ngươi không chuẩn bị vận dụng trận pháp ngăn cách thiên địa gì sao? Có cần ta cho các ngươi thêm một chút thời gian hay không? Ta có thể chờ một chút." Lời này nghe cực kỳ chói tai, làm cho đế tôn cảnh hai thế lực lớn lửa giận dâng lên tận mây, đều đang nghĩ tiểu quỷ này có ý gì? Chẳng lẽ coi chính mình thật sự là vô địch thiên hạ, nhiều đế tôn cảnh như vậy không làm gì được hắn sao? Nguyên bản, đối phó Dương Khai, mọi người lo lắng nhất chính là hắn vận dụng không gian thần thông bỏ chạy, nếu thật sự như thế, ở đây tuy nhiều người như vậy vẫn đúng là không thể làm gì hắn cho nên mới phải có tề hải đứng ra dây dưa kéo dài cho người khác thời gian ẩm thầm bố trí không nghĩ được hắn lại nói khoác không biết ngượng như vậy chủ động từ bỏ ưu thế lớn nhất của mình một khi ngăn cách thiên địa hắn sẽ lên trời không đường xuống đất không cửa muốn sống rời khỏi nơi đây nhất định phải đánh bại hoặc là giết sạch đế tôn cảnh nơi đây hắn cho hắn là ai đại đế sao ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé thật đủ càn rỡ. Xích Quỷ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Dương Khai, trong lòng bội phục không thôi, hắn tuyệt đối không thể nhàn tình nhã trí như Dương Khai vậy, không nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian phá vây đào mệnh thì cũng thôi đi, thế mà còn mở miệng trêu chọc người ta, đây là ngại mình sống quá lâu sao từ Trường Phong thản nhiên nói, chỉ là ngăn cách thiên địa, cũng không nhất định phải bố trí kinh thiên đại trận gì, ngươi cho rằng mình có không gian thần thông là có thể gối cao không lo sao? Người trẻ tuổi, thiên hạ này rộng lớn, luôn có những thứ ngươi không biết dương khai hít mắt nói từ thánh chủ lời này nghe rất có ý tứ ngươi nói vậy ta có thể liền tin là các ngươi đã phong tỏa phiến thiên địa này sao từ trường phong mỉm cười ngươi thử một chút chẳng phải sẽ rõ dương khai gật gật đầu thật lập tức thử nghiệm thôi động không gian pháp tắc thình linh phát hiện bốn phía đất trời này lại như một tòa lồng giam vững như thành đồng không gian pháp tắc của hắn mặc dù vẫn có thể vận dụng nhưng đã không thể thuấn di đi sắc mặt ngoài không đổi nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi bắt đầu đánh giá xung quanh hắn căn bản không phát hiện được nơi đây có bất cứ vết tích bố trí trận pháp nào như vậy bốn phía đất trời này đến cùng là bị ngăn cách như nào lại để thuấn di của hắn không thể có tác dụng chẳng lẽ trong trận doanh đối phương cũng có người tinh thông không gian pháp tắc bởi cũng chỉ có tinh thông không gian pháp tắc mới có thể thần không biết quỷ không hay phong tỏa phiến thiên địa này nhưng mà vậy cũng không có khả năng không gian pháp tắc nhập môn đã vô cùng khó muốn tu luyện lại khó càng thêm khó chính là nhân vật như thanh vũ trúc kia tồn tại có thể cùng ô quảng tranh đoạt vị trí đại đế bị vây mấy vạn năm trong khe hẹp hư không khổ tâm nghiên cứu lực lượng không gian cũng mới vừa mới nhập môn mà thôi hoàng tuyền tông cùng phạm thiên thánh địa nếu thật có người tinh thông không gian pháp tắc nhất định không phải kẻ vô danh chỉ sợ sớm đã thanh danh vang dội không nghĩ ra dương khai cũng lười suy nghĩ chỉ vì hôm nay hắn vốn cũng không có dự định dùng thuấn di phá vây sắp chết đến nơi ngươi còn có cái gì muốn nói phục ba lạnh lùng nhìn qua dương khai Sát cơ trong mắt cơ hồ ngưng thành thật chất, cừu hận của hắn với Dương Khai cũng không giống Phạm Thiên Thánh Địa, Phạm Thiên Thánh Địa muốn đối phó Dương Khai, chỉ là bởi vì năm đó trong Toái Tinh Hải, hai thánh tử của họ chết trên tay Dương Khai. Hoàng Tuyền Tông mặc dù cũng có người bị Dương Khai giết chết, nhưng cái này lại không phải lý do chân chính phục ba muốn đối phó hắn, nguyên nhân lớn nhất là chuyện đại hoang tinh vực. Hoàng Tuyền Tông đại hoang tinh vực xem như đầu nguồn Hoàng Tuyền Tông tinh giới, chính là bởi vì cao thủ Hoàng Tuyền Tông đại hoang tinh vực đi tới tinh giới tu luyện có thành tựu nên cũng sáng lập một hoàng tuyển tông tại tinh giới trước đó lẫn nhau có quan hệ khó mà chia cắt mà ngay trước đây không lâu hoàng tuyển tông đại Hoàng tinh vực lại bị dương khai nhổ tận gốc cơ nghiệp tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát đệ tử trong tông cơ hồ bị tàn sát không còn lúc phục ba nghe được tin tức này cũng kém chút thổ huyết lại thêm trước kia dương khai đã từng giết chết doãn nhạc sinh cùng trưởng lão hoa phi trần một chuyện có thể nói là thù mới thù cũ cùng nhau cuồn cuộn khó mà tính toán rõ ràng mặc dù dương khai thật có quan hệ gì cùng thánh linh cổ địa vậy thì sao năm đó phục ba có thể xem trên mặt mũi loan phượng nén giận đem đoạn ân oán kia giấu ở trong lòng không biểu lộ ra nhưng qua chuyện đại hoang tinh vực phục ba không còn có thể nhẫn lại nữa nhất định phải đem dương khai chém giết báo thù rửa hận chính như hắn nói đây là chuyện của nhân tộc hắn cố nhiên kiêng kỵ loan phượng nhưng nếu như yêu tộc khăng khăng muốn nhúng tay cũng không phải không có ai đi thu phục bọn họ ai chết ai sống còn chưa nhất định phục tông chủ có phải có hơi quá tự tin rồi hay không dương khai nghiêng qua hắn một chút lại quay đầu nhìn về tề hải thất vọng lắc đầu còn ngươi lại bởi vì gì ngươi cho rằng giúp bọn hắn bố trí giết ta là sẽ có thể cướp đi phượng hoàng trân hỏa có thể cứu phu nhân ngươi tề hải sắc mặt đột nhiên dữ tợn nàng đã chết là ngươi hại chết nàng hôm nay không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta phục ba nghe vậy cười lớn một tiếng đổi nhi ngoan nói rất hay dương khai lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn nói nguyên lai đã bái nhập Hoàng Tuyền Tông, trách không được có thể tấn thăng đế tôn. Nhưng Tề Hải, ngươi sai rồi. Tề Hải nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta làm sai chỗ nào Dương Khai nhẹ nhàng nói, cái chết của phu nhân ngươi, không có chút quan hệ nào với ta, nàng chết, chỉ là do nhờ và không đúng người. Đánh rắm. Tề Hải giận tím mặt, sắc mặt vừa đau khổ lại giữ tợn mà nói, năm đó ngươi rõ ràng có năng lực cứu nàng một mạng, nhưng ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, làm hại nàng nhận hết tra tấn cùng khổ sở, cuối cùng buông nơi nhân gian. Đây hết thảy đều là do ngươi. Dương Khai cười nhạo nói, như ngươi nói vậy, trên đời phàm là có người có khả năng giải độc cho phu nhân ngươi, lại đều là cửu nhân của ngươi, bọn hắn có năng lực như thế, không đi giúp ngươi thì sao? Tề Hải, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Tề Hải lạnh lùng quát, những người khác có năng lực này hay không ta không biết, ta chỉ biết là ngươi có bản sự này. Dương Khai lắc đầu thở dài, chỉ là bởi vì cái này, ngươi ghi hận ta, phu nhân ngươi quả thật nhờ và không đúng người, nếu như nàng còn sống ta cũng sẽ không đi cứu nàng, để nàng chết sớm một chút còn tốt, miễn cho đi theo ngươi cái người không có năng lực đảm đương này, ngày sau Y Nguyên vẫn phải chịu lấy khổ nạn. Ngươi im miệng." Tề Hải sắc mặt dữ tợn, như bị đâm tới chỗ đau. Dương Khai vẫn tiếp tục mà nói, "Thân là một nam nhân, lại không có bản sự bảo vệ chu toàn nữ nhân của mình, toàn tâm toàn ý đem hết hy vọng ký thác trên thân người khác, ngươi có thể đảm đương được cái gì?" Tề Hải bị nói thẹn quá hóa giận, gầm lên giận dữ, "Ta giết ngươi!" Nữ nhân kia chết là đau đớn lớn nhất cả đời hắn, là khúc mắc khó mà tiêu tan, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đi bái nhập Hoàng Tuyền Tông, tìm một chỗ dựa như thế, chỉ vì hắn biết bằng vào năng lực của mình không có cách nào đối phó Dương Khai, dù sao Hoàng Tuyền Tông cùng Dương Khai cũng có thù, mượn nhờ vào lực lượng Hoàng Tuyền Tông không chừng có cơ hội đạt được mong muốn. Ngày hôm nay, đích thực đã có thể ngăn Dương Khai ở nơi này, nhiều cường giả chung quanh như vậy, hắn có chắp cánh cũng không thể bay, giờ còn bị Dương Khai chọc giận một hồi lại thêm trong lòng cũng đã quyết tâm, tất nhiên là muốn tự tay giết Dương Khai. Dứt lời, run tay tế ra một cây cờ đen, chỉ một thoáng, âm khí cuồn cuộn, giữa thiên địa là một mảnh quỷ khóc sói gào, chính là một trong hai đại bí bảo Hoàng Tuyền tông vạn hồn phiên. Dương Khai lạnh như băng nhìn qua hắn, giống như nhìn qua một người chết. Hắn mặc dù không có thù hận cùng Tề Hải, nhưng nếu đối phương xem hắn như cửu nhân mà ra tay với hắn, Dương Khai đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ là một tên đế tôn nhất trọng, trong nháy mắt là có thể giết nhưng tề hải sau khi tế ra vạn hồn phiên, không lập tức sông dương khai ra tay, ngược lại thần sắc khẽ giật mình, trợn to trong mắt nhìn lên vạn hồn phiên của mình. Chỉ vì ngay trong nháy mắt này, mơ hồ có một hư ảnh bỗng nhiên bay ra từ vạn hồn phiên. Đó là thân ảnh một nữ tử, hẳn là một loại linh thể, bởi vì nhìn có chút hư vô mở mịt, không có thực chất, toàn thân trên dưới quỷ khí âm trầm, khuôn mặt tái nhợt. Nhưng không khó phát hiện, nữ tử này khi còn sống nhất định cũng là nhân vật tuyệt sắc, thần thái dịu dàng, mặc dù một thân quỷ khí cũng khó nén được vẻ tuyệt đại phong hoa ừm bên kia yên lặng theo dõi kỳ biến phục ba thần sắc bỗng nhiên khẽ động kinh ngạc nhìn nhìn quỷ ảnh nữ tử kia bỗng nhiên mắt lộ tinh quang hôi nhỏ một tiếng âm linh hoàng tuyền tông bởi vì tu luyện công pháp cùng bí thuật đặc thù quanh năm liên hệ cùng âm hồn vạn hồn phiên chính là lấy âm hồn tế luyện mà thành tế luyện càng nhiều âm hồn uy lực vạn hồn phiên cũng càng lớn nhưng âm hồn dễ kiếm âm linh lại là khó cầu bởi vì âm hồn không có linh trí mặc kệ khi còn sống cường đại thế nào sau khi chết bị đệ tử hoàng Tuyền tông lấy bi pháp tế luyện đều sẽ biến thành phiên hồn nghe lệnh làm việc nhưng âm linh lại khác âm linh có thể nói là một loại sinh linh khác bọn hắn cũng là âm hồn không có huyết nhục nhưng hơn ở chỗ lại có thần trí có không gian phát triển cực lớn một cây vạn hồn phiên nếu là có thể để một âm linh làm chủ hồn uy lực vạn hồn phiên kia nhất định phải gia tăng thật lớn thế nhưng xác suất xuất hiện âm linh quá nhỏ toàn bộ hoàng tuyển tông vạn hồn phiên nhiều vô số kể nhưng vạn hồn phiên có âm linh cũng chỉ giải rác vài phiên không khỏi được mấy vị đế tôn cảnh sở hữu coi là chân bảo mà hiện tại phục ba lại thấy được một âm linh trên vạn hồn phiên của tề hải mà âm linh này so với tất cả các âm linh hắn đã thấy cũng xuất chúng hơn tinh khiết hơn dạng âm linh như này quả thực là hiếm thấy trên đời trong lúc nhất thời cũng nghiến răng nghiến lợi nếu là sớm biết trên tay đệ tử mình có một âm linh như thế hắn đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế mà giành tới sao có thể để trên tay tề hải mà phung phí của trời. Mà sau khi âm linh kia xuất hiện, cũng không bị tề hải lệnh tiến về phía dương khai, lại xoay người, đối mặt với tề hải, lẳng lặng nhìn qua hắn, vốn là nên mất đi thần trí, nhưng hai con người lại toát ra thần thái nhân tính hóa. Tề hải ngốc tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy không thôi, chậm rãi duỗi ra một tay, hướng hư vô trên mặt âm linh kia sở nhẹ, run giọng nói, tú tú là nàng sao? Dương khai sầm mặt lại, ngươi đem nàng tế luyện thành phiên hồn, Mặc dù chưa từng thấy qua bộ dáng âm linh này khi còn sống, nhưng với người có nhãn lực đều có thể nhìn ra, âm linh mà Tề Hải gọi là Tú Tú này hẳn là thê tử của hắn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, hắn lại đem tế luyện thần hồn thê tử mình, nếu không phải như vậy, sao nàng lại đi ra từ Vạn Hồn Phiên? Cử động này có thể nói là táng tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn, chính là một đám người Hoàng tuyển Tông, ánh mắt nhìn qua Tề Hải cũng thay đổi đi nhiều. Bọn hắn mặc dù cũng tế luyện sinh hồn, lớn mạnh uy lực Vạn Hồn Phiên, nhưng còn không có ai ra tay đối với thân nhân mình, chớ đừng nói chi là người yêu của mình. Thì ra là thế. Phục Ba lại là thần sắc khẽ động, dường như minh bạch cái gì, thầm nghĩ trách không được năm đó Tề Hải cố ý chạy tới Hoàng Tuyền Tông, lấy toàn bộ Tề Thiên bảo hiệu mệnh Hoàng Tuyền Tông ra làm đại giá, muốn gia nhập tông môn, sau đó càng là thỉnh cầu tu luyện bí thuật Vạn Hồn Phiên, nguyên lai là hắn muốn đem thần hồn vợ mình một mực giữ ở bên người. Người chết như đèn diệt, thần hồn cũng sẽ tiêu tán không còn. Nhưng bí thuật của Hoàng Tuyền Tông lại có thể đem thần hồn lưu lại, chẳng qua là làm phiên hồn vạn hồn phiên, kết cục nhất định sẽ không quá tốt. Dù sao làm như vậy, một đời một thế đều phải làm bạn cùng vạn hồn phiên, chẳng những mất đi tư cách luân hồi chuyển thế, còn rất dễ bị phiên hồn khác thôn phệ. Tề Hải tay cuối cùng không thể chạm đến gương mặt Tú Tú, một âm linh không có thực thể, làm sao có thể chạm đến? Bàn tay lớn trực tiếp xuyên qua khuôn mặt Tú Tú, khiến thân âm linh kia tạo nên vầng sáng. Tề Hải một mặt đau đớn cùng tự trách tự mình hỏi, "Tú Tú, đúng là ngươi sao?" Hắn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái hiện thân này của Tú Tú, chính như phục ba nghĩ, sở dĩ hắn phí hết tâm tư bái vào Hoàng Tuyền Tông, thứ nhất là mượn sức mạnh Hoàng Tuyền Tông để báo thù, thứ hai cũng là vì bí thuật của Hoàng Tuyền Tông. Hắn tuy rằng thành công đem âm hồn Tú Tú lưu lại bên trong Vạn Hồn Phiên của mình, nhưng lại không biết Tú Tú còn có thể bảo lưu linh trí khi còn sống, cho tới giờ khắc này, Tú Tú chủ động hiện thân. Tú Tú nhìn hắn khẽ mỉm cười, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, Đừng để mắc thêm lỗi lầm nữa." Tề Hải choáng váng, ta sai rồi, ta sai chỗ nào? Làm sao cũng không nghĩ tới, Tú Tú hiện thân nói với hắn câu đầu tiên lại là cái này. Tiếp theo, nữ tử xoay người, nhìn Dương Khai, nhẹ nhàng thi lễ, khẩn thiết nói, "Kính xin tha hắn một lần, hắn vốn không phải vậy." Có lẽ là bản thân mạnh mẽ mà trực giác bén nhạy của Âm Linh, có lẽ là đối với Ái Lang luôn còn lo lắng, nàng từ nơi sâu xa cảm ứng được nếu như Tề Hải ra tay với Dương Khai, sau một khắc thì sẽ mệnh tăng hoàng tuyền, cho nên nàng mới có thể chủ động đi ra, muốn bảo vệ tính mạng Tề Hải. Dương Khai nhìn chăm chú nàng, cảm nhận được tâm tình của nàng, trong lòng thở dài, sát cơ chậm rãi tiêu tan, gật đầu nói, "Hắn nếu không tự tìm đường chết, ta cũng sẽ không đối phó hắn." "Đa tạ." Tú Tú cảm kích gật đầu. Dương Khai trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, "Năm đó, ta không giúp được ngươi." Phượng hoàng chân hỏa bị Lưu Viêm nuốt chửng hóa thành phượng noãn, Lưu Viêm lại bị cửu phượng mang đi, hắn là thật không giúp được nữ nhân này. Tú Tú khẽ mỉm cười, sống chết có số, không có tại ai cả. Tú Tú, Tề Hải lần thứ hai run giọng hô. Tú Tú xoay người, duỗi tay nhỏ trong suốt ra, như Tề Hải vừa nãy nhẹ hướng trên mặt hắn vuốt đi, nhẹ giọng nói, trở về, về Tề Thiên Bảo, sau đó cố gắng sống tiếp, bằng không ta không tha thứ ngươi. Nhưng là, Tề Hải đang khi nói chuyện liếc mắt nhìn Dương Khai. Hắn toàn tâm toàn ý muốn thay người phụ nữ của mình báo thù rửa hận, nhưng giờ phút này Tú Tú lại không muốn hắn báo thù, trái lại khuyên hắn rời khỏi nơi thị phi này, làm cho Tề Hải bỗng nhiên không biết phải làm thế nào mới tốt. Trở về, Tú Tú lại nói một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy lưu luyến cùng không nỡ, bỗng nhiên thân thể nửa trong suốt phóng ra tia sáng chói mắt. Tề Hải kinh hãi, thất thanh nói, "Tú Tú ngươi thế nào?" Tú Tú mỉm cười nhìn Tề Hải, hào quang tỏa sáng bỗng nhiên vỡ tan ra hóa thành đếm đếm ánh huỳnh quang tràn ngập thiên địa thấy tình cảnh này phục ba không nhịn được lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn đau lòng cơ hồ muốn nhỏ máu âm linh này lại tự bạo đây chính là âm linh đối với hoàng tuyển tông tới nói chính là thứ tốt có thể gặp không thể cầu hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ nhất định phải tìm cơ hội đưa nàng tử trên tay tề hải về đây nhưng còn chưa nghĩ xong đã phát hiện mình không có cơ hội này chỉ là âm linh tự bạo hắn đúng là chưa từng gặp qua có thể thấy được âm linh này xuất sắc cỡ nào Mấy cái âm linh trong Hoàng Tuyền Tông thật sự là không cách nào cùng nàng so sánh. Phục Ba biểu hiện có quắp, không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác bỏ lỡ báu vật. Tề Hải vẻ mặt thất kinh thò tay chụp tới những ánh huỳnh quang kia, như là muốn đem chúng lưu lại, nhưng giỏ trúc múc nước, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, chỉ chốc lát sau, ánh huỳnh quang tiêu tan hết, Tề Hải mặt đầy đau đớn ngã quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào kia tan nát cõi lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất lực hắn hiển nhiên cũng biết kết cục của tú tú ngắn ngủi bình tĩnh mà xuất hiện giữa chiến trường như gió bão trong phong nhãn chỉ chốc lát sau dương khai mới thở dài nhìn tề hải nói người lựa chọn như nào còn đang thất hồn lạc phách tề hải bị gọi tỉnh ngẩng đầu lên hai mắt vô thần nhìn qua dương khai bên tai còn vang vọng lên lời tú tú căn dặn sau cùng chậm rãi lắc đầu đứng dậy hướng về hướng ngược lại trở về bóng lưng tiêu điều thứ không có tiền đồ Phục ba hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trên danh nghĩa xem như là sư phụ Tề Hải, nhưng giờ cũng không có ý muốn lưu hắn lại. Tề Hải đã không còn chút chiến ý, dù cho lưu lại cũng không được bao nhiêu tác dụng, nên mặc hắn rời đi. Không tốn nhiều thời gian, bóng người Tề Hải đã biến mất hoàn toàn. Người mấy dạo bên ngoài, ba bóng người lặng lặng đứng bên trên một sườn núi nhỏ, tập trung nhìn chuyện bên này. Chính là Thiên Lang Cốc Đường Thắng, Tiền Tú Anh cùng Lam Hòa. Bên ngoài Tông môn bỗng nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, người Thiên Lang Cốc cũng không phải mù tự nhiên là thấy được sau khi tin tức được truyền về đường thắng cùng tiền tú anh lập tức đi ra điều tra lam hòa cũng chạy tới chẳng qua bị hai người hạn chế ở bên cạnh bị kèm sát không cho lên trước đường thắng cùng tiền tú anh hai người đều là một mặt phiền muộn hơi có chút căm hận cách làm của hoàng tuyền tông cùng phạm thiên thánh địa trước đó từ trường phong đề nghị đường thắng mở hộ tông đại trận ngăn cách thiên địa lấy thiên lang cốc làm chiến trường tới đối phó dương khai nhưng bị đường thắng từ chối hắn thật cũng không miễn cưỡng nhưng các ngươi chặn ở cửa tông môn ta đối phó dương khai là có ý gì? nếu muốn động thủ, không thể chờ hắn đi xa xa ra một chút sao? cục diện này nếu để cho người không biết xem, chỉ sợ còn tưởng rằng thiên lang cốc cũng dính líu ở trong đó đây, thật sự bất đắc dĩ, trong lòng tuy căm phẫn, nhưng nắm đấm không lớn bằng người ta, cũng không có tư cách mà nói lý, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, bảo đảm thiên lang cốc không bị liên lụy. lại nhìn tới sự tình của tề hải cùng tú tú kia, tiền tú anh khuôn mặt không khỏi có chút động nam tử này đúng là cái người trí tình trí nghĩa chỉ tiếc đi lầm đường đường thắng nhìn chăm chú bóng lưng tề hải rời đi nói hình như là người tề thiên bảo lam hòa vẻ mặt cũng hơi có phần phức tạp việc nhi nữ tình trường đối với nữ tử dù sao cũng là chuyện tương đối lớn vừa nãy nhìn thấy linh thể tú tú kia tự bạo kém chút khóc lên tuy rằng nàng cũng không quen biết đối phương nhưng nàng lại có thể cảm nhận được tình cảm tú tú kia đối với tề hải tú tú lựa chọn tự bạo linh thể không thể nghi ngờ là lấy phương thức cực kỳ quyết liệt để chấm dứt đoạn ân oán này nếu không thì tề hải nhất định sẽ ra tay với dương khai đến lúc đó mệnh tề hải làm sao cũng chỉ có trời mới biết trong nội tâm bỗng nhiên có một loại kích động hận không thể lập tức xông tới cùng dương khai kề vai chiến đấu giết hết những tên vô liêm sỉ thiên hạ này mười mấy dặm bên ngoài dương khai đối mặt với mấy chục đế tôn cảnh chung quanh nhưng mặt không biến sắc dường như là không có đem những người này để vào trong mắt phong thái này chính là để đường thắng cùng tiền tú anh nhìn đều không thể không khâm phục Dương Khai quay đầu nhìn về Sích Quỷ, lạnh nhạt nói, "Tề Hải đi rồi, người lựa chọn như nào?" Sích Quỷ lặng lặng nhìn chăm chú Dương Khai, ngạc nhiên phát hiện trong lòng mình càng cảnh báo hí dài, một loại bản năng nói cho hắn biết, nếu như giờ khắc này mình không biết tiến thối mà hướng hắn xuất thủ, kết cục có thể sẽ rất thảm, thậm chí có khả năng chết. Cái ý niệm này vừa ra, Sích Quỷ sợ hết hồn. Đối phương là nhân vật cùng một thời đại với mình, đều là các nhân tài mới xuất hiện của các vực, mình ở Đông vực cũng được coi là nổi danh, chính là đối đầu với con trai của U hồn đại đế hào tự, cũng không phải lo lắng tới tính mệnh, nhưng là đối đầu người này, còn chưa có ra tay, vì sao lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy? Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của Dương Khai, giờ Dương Khai nếu ra tay sẽ không cho phép nửa điểm lưu tình, bởi vì một khi lưu thủ, liền sẽ đọa đi khí thế, Dương Khai tiếp đó còn phải đối phó mười mấy đế tôn cảnh, trên khí thế không thể thấp được. Vì lẽ đó Dương Khai nhất định sẽ ra tay toàn lực. Hắn ra tay toàn lực mình sẽ chết sao? xích quỷ ra mặt không khỏi co rụt lại tuy nóng lòng muốn thử nhưng lời đến tới miệng lại thay đổi nhi nữ tình trường gì gì đó ta không hứng thú hôm nay thì thôi chờ ngươi còn sống nói sau đi nói lời này xong báo động trong lòng lập tức tiêu tán sạch sành xanh càng bất chi bất giác thở phào một hơi dương khai gật gù nếu xích quỷ thật sự muốn đối nghịch cùng hắn vào lúc này vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ xích quỷ lợi hại đến đâu cũng chẳng qua là đế tôn nhất tầng nếu thật là giết luôn hắn trong này vậy toàn bộ đông vực ba đại thế lực đỉnh tiêm mình lại đắc tội thêm một nhà dương khai cũng không muốn làm người người oán trách xích quỷ lựa chọn tránh lui không thể nghi ngờ là kết quả hắn hy vọng nhìn thấy tả hữu liếc mắt một cái dương khai cười nhạo một tiếng bản tọa ở ngay đây chư vị muốn lấy tính mạng của ta lúc này không động thủ còn chờ đến khi nào nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám tự xưng bản tọa trước mặt lão phu đến khi bắt được ngươi lão phu nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi Phục Ba hử lạnh một tiếng, bàn tay lớn hướng phía trước vung lên, giết hắn. Một bên khác, từ Trường Phong lời ít ý nhiều phun ra một chữ đến, giết. Đế Nguyên phun trào, pháp tắc bộc phát, mấy chục bóng người tứ tán ra, vây quanh Dương Khai, chân chính là để hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà ngay trong nháy mắt này, năm bóng người đã lập tức đánh tới. Một người dẫn đầu cầm trên tay một cây đế bảo trường thương, đâm thủng hư không truyền ra tiếng xì xì, bóng thương đầy trời hướng Dương Khai đánh xuống, sau đó bốn người còn lại như xuyên hoa hồ điệp, đan sen thân hình, để người ta nhìn hoa cả mắt, không thể phân rõ phương hướng bọn họ xuất thủ. Năm người này tuy rằng đến từ hai đại tông môn, nhưng đều là cường giả đế tôn cảnh, dù cho là lần thứ nhất liên thủ đối địch cũng lại như trước đó, từng luyện tập với nhau vậy, ăn ý phối hợp bổ sung lẫn nhau. Quan sát từ đằng xa, Đường Thắng cùng Tiền Tú anh thở dài một cái. Bọn họ kỳ thực không hiểu, hai thế lực lớn đối phó Dương Khai vì sao phải điều động nhiều nhân thủ như vậy? thậm chí ngay cả phục ba cùng từ trường phong đều tự mình xuất động dưới cái nhìn của bọn họ có năm người này hình thành thế tuyệt sát dương khai đã không còn đường sống bởi vì đổi lại là bất luận một ai trong bọn họ cũng không ngăn được thế tiến công này dù cho miễn cưỡng có thể chống đỡ cũng nhất định phải bị thương nặng mà ở tình thế như vậy bị trọng thương chẳng khác nào chết đã là như vậy điều động nhiều đế tôn cảnh như vậy có phải là có hơi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà lam hòa càng là không nhịn được kinh hô một tiếng sắc mặt trắng bệch nhắm hai mắt lại đã là không đành lòng tiếp tục nhìn ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé suy suy tiếng xe gió một tiếng kêu thảm ngắn ngủi mà dồn dập truyền ra đường thắng cùng tiền tú anh bỗng nhiên trợn to trong mắt một bộ như gặp quỷ hoảng sợ nhìn qua chiến trường cách đó không xa lam hòa cũng ngơ ngác một chút lập tức mở to mắt nhìn tới vừa rồi nàng coi là dương khai hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên không dám nhìn nhưng tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai kia không phải thanh âm dương khai hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới lại thấy được một màn để cả đời nàng khó có thể quên được dương khai đã không còn ở vị trí cũ lại đã đi tới trên đỉnh đầu võ giả cầm thương kia thần sắc lạnh lùng một thân sát nghiệm như thủy triều đại thủ đập trên ót hắn đế nguyên phùng lên một thân quần áo phần phật tóc đen bay bay lam hòa nhìn thấy rõ ràng đầu võ giả cầm thương kia sụp xuống một khối lớn hai trong mắt cũng đều phát nổ óc trắng bắn tung tóe tứ phương một thân sinh cơ trong thời gian cực ngắn tiêu tán không còn, thân thể loạn trà loạn choạng đổ xuống. Tại sao có thể như vậy? Lam Hòa trong lòng thoát ra một cái nghi vấn, nàng mới chỉ vừa nhắm mắt lại, cũng không biết Dương Khai đến cùng là làm thế nào mà thoát khỏi đòn tuyệt sát năm người kia, càng không biết hắn làm thế nào có thể trong nháy mắt lấy đi tính mệnh một địch nhân, nhưng nàng biết, loại sự tình này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, chính là sư phụ cùng sư nương của mình cũng không có năng lực này, đối mặt với vây công dày đặc như thế, bất kỳ đế tôn nhị tầng cảnh nào cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn đưa cổ lên. Thế nhưng mà Dương Khai có thể phản kích, chẳng những lông tóc không tổn, còn phản sát một người, xem thần thái của hắn, không thấy mảy may chật vật khẩn trương nào, rất nhẹ nhàng thoải mái, giống như đồ gà thịt chó. Đây chính là đế tôn nhất trọng, cứ như vậy bị giết. Lam Hòa trong lòng không khỏi tuôn ra một cảm giác không chân thật, bản thân nàng cũng là tu vi này, tự nhiên biết một đế tôn cảnh nên có nội tình như thế nào, cường giả như vậy mới để cho ức vạn vỏ giả trên đời kính ngưỡng, thế mà vừa đối mặt liền chết trên tay Dương Khai. Không khỏi dùng mình một cái, đồng thời đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, ẩn ẩn cảm thấy, lần này có lẽ Dương Khai không bị giết dễ dàng như vậy. Võ giả cầm thương bị một kích mất mạng, bốn người khác cũng đều giật nảy mình, trong mắt trồi lên đầy hoảng sợ cùng kiêng kỵ, nhưng chỉ là hơi chần chờ, liền lần nữa hướng Dương Khai đánh giết tới. Dương Khai cười lớn một tiếng, nếu vội tìm chết vậy, bản tọa thành toàn cho các ngươi vẫy tay một cái cán đế bảo trường thương kia liền bị giữ trên lòng bàn tay cũng không có võ kỹ hoa lệ gì chỉ là hai tay nắm chặt vừa thu lại dồn sức một thương hướng phía trước phóng ra hướng phóng thương kia lúc đầu không có một ai nhìn qua giống như dương khai thất thủ nhưng khi mũi thương bọc lấy đế nguyên đâm thủng hư không lại có một bóng người vô cùng trùng hợp xuất hiện ở nơi đó người kia là một vị trưởng lão hoàng tuyển tông vốn muốn phát động công kích từ bên cạnh nhưng vừa mới đến vị trí còn chưa kịp hoàn hồn liền phát giác được có một cỗ khí tức tử vong ập tới trước mặt, dưới sự kinh hãi run tay một cái, xuất ra một cây cờ đỏ, bạo là một đám xương máu, là bản mệnh bí bảo huyết hải phiên của hắn, bản thân thì dưới huyết vụ yểm hộ mà bứt lui lại. Nhưng, chỉ mới vẻn vẹn thối lui được nửa bước, bỗng nhiên phát giác chỗ ngực tê dần, thân thể chấn động mạnh một cái, khí lực cả người đều trào xuống ngực. Trong đầu hắn hiện ra một suy nghĩ kinh dị, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ ngực mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, xuyên từ lưng tới qua ngực, thuận cái lỗ thủng kia nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy trái tim của mình bị tàn phá đang cấp tốc co vào, máu tươi phun ra ngoài như suối. Không, hắn ngửa mặt lên trời cùng khiếu, không thể tin được, tên Dương Khai kia có bản sự gì có thể một thương phá vỡ yểm hộ cùng, phòng ngữ huyết hải phiên, của mình. Suy nghĩ còn không có chuyển xong, thân hình lào đảo, từ giữa không trung cắm đầu ngã xuống, chưa rơi xuống đất khí đã tuyệt. Mà một bên khác, một thương đắc thủ, dương khai ngựa không dừng vó, thu thương lại, trường thương nhất chuyển, từ dưới bên sườn đâm nghiêng ra, động tác nước chảy mây trôi, để người ta nhìn đến hỗn loạn, không kịp phản ứng. Suy một tiếng nhẹ vang lên, trực tiếp bay đến sau đầu người thứ ba, lực lượng cuồng bạo tiết ra, trực tiếp đem đầu người này nổ tung. Một đế bảo trường thương này trên tay hắn giống như thu được tân sinh, có được sinh mệnh của mình, mỗi một thương truy hồn, mỗi một thương đoạt mệnh. Mà đây, hắn mới chỉ là xem bí bảo này như phổ thông binh khí mà sử dụng, cũng không có luyện hóa nó, cái này vẫn chưa xong, Dương Khai tay cầm đuôi thương, bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang qua. Tại ngay phía trước, người thứ tư đã thi triển sát chiêu mà đến, khí thế hùng hổ, không thể khinh thường. Nhưng năm người vốn là đồng thời hành động, nhưng chỉ thời gian nháy mắt Dương Khai liền đã diệt sát ba người, giờ này một thương quét tới thật sự là để người thứ tư hãi hùng khiếp vía, thế công cũng yếu đi 3 phần, không cần suy nghĩ thôi động đến nguyên hộ thân, đồng thời xòe tay phải ra, một bí bảo khiên tròn xuất hiện, ngăn cạnh thân muốn mượn bí bảo phòng ngự này tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Oanh! Một tiếng, trường thương quét vào trên bí bảo, đập tới trên viên thuẫn bí bảo. Tất cả mọi người cảm thấy đau cả màng nhĩ, mí mắt trực nhảy, chỉ vì dưới một kích này, bên trên viên thuẫn bí bảo quang mang cuồng thiểm, đúng là lập tức đã mất đi linh tính, sau đó chia năm xẻ bảy ra, hóa thành mảnh vỡ. Một loạt thanh âm hít vào khí lạnh vang lên, thấy cảnh này, phục ba cùng từ trường phong kém chút cắn mất đầu lưỡi của mình, thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn không phải không biết Dương Khai căn bản không có luyện hóa thanh trường thương kia, tất cả công kích đều là bằng vào một thân man lực mà đến, mà một kích lại còn đánh vỡ nát một kiện phòng ngự cấp bậc đế bảo, ma lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lui. Từ Trường Phong gần như là bản năng quát một tiếng, nếu có thể nói, trước đó khi Dương Khai đánh giết ba người hắn cũng nghĩ nhắc nhở một hai, nhưng Dương Khai ra tay thực sự quá nhanh, như chém dưa thái rau, ba đế tôn cảnh cứ như vậy mà chết, để hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có vừa quát lên, phía sau từ Trường Phong cũng bỗng xuất hiện một hộp kiếm đen kịt, vuông vức, dài một thước, bề ngoài xấu xí, nhưng hộp kiếm này lại truyền ra một loại khí tức hủy thiên diệt địa. Hắn cũng chỉ bóp một đạo pháp quyết, bên trong hộp kiếm lập tức thoát ra một đạo kiếm quang đen kịt, sau đó bay tới phía sau Dương Khai, hướng sau Dương Khai thế muốn chém tới tim, hiển nhiên là muốn vây ngụy cứu Triệu. Dù cho là một trong tam đại thế lực đỉnh tiêm Đông vực, đế tôn cảnh cũng là nhân tài hiếm có, này vừa đối mặt liền chết ba người mặc dù trong đó có hai người là Hoàng Tuyền Tông, nhưng Từ Trường Phong vẫn cứ đau lòng dỉ máu, cho nên chiêu này vây ngụy cứu triệu, chính là muốn bức bách Dương Khai từ bỏ đánh giết người thứ tư. Ý nghĩ của hắn không sai, nhưng làm sao cũng không ngờ tới Dương Khai căn bản không làm việc theo lẽ thường, lại bỏ mặc kiếm quang đang tập sát phía sau mình. Xùy, một tiếng, huyết vũ cùng thịt nát đầy trời rơi lán tán xuống, chi uy quét qua, đem đế tôn cảnh thứ tư trực tiếp bạo thành huyết vụ, hài cốt không còn. Cùng lúc đó, ầm một thanh âm vang lên, như hồng trung đại lữ vang vọng thiên địa, màng nhĩ mọi người bị chấn động đến phát run, thần hồn dao động. Từ Trường Phong định nhãn nhìn lại, kém chút không phun ra một ngụm máu, chỉ thấy phía sau Dương Khai chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chuông lớn, chuông kia sơn xuyên đại hà, có đồ án điều ngữ tẩu thú đang chậm chậm lưu động, như những vật sống, lại truyền ra khí tức huyền diệu khó giải thích. Mà kiếm mang kia của mình, lại không thể chém tới Dương Khai, mà là chém trên cái chuông lớn này, dẫn phát hậu quả khó lường tới thần hồn sơn hà trung phục ba tinh quang trong mắt lóe lên lộ ra cực kỳ tham lam trí trước một khắc còn đang bởi vì đế tôn cảnh tông môn nhà mình tử vong mà thương tâm nhức óc một khắc sau đủ loại tiếc hận đã không còn sót lại chút gì đây là sơn hà trung đây là căn nguyên nguyên đỉnh đại đế năm đó thành tựu đại đế hồng hoang dị bảo sơn hà trung mặc dù đã sớm nghe nói sơn hà trung cùng phượng hoàng trân hỏa trong toái tinh hải đều bị dương khai đoạt được nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật chỉ tới giờ phút này phục ba mới thật tin tưởng tin đồn mình nghe được chuông vang chấn sơn hà đế vận chuyển càn khôn nghe đồn sơn hà trung này có hiệu quả phong chấn thiên địa mà từ một thanh âm vang lên vừa rồi đến xem lưu truyền này có lẽ cũng không giả chỉ là tiếng vang bị động truyền ra đã có thần hiệu như thế nếu như chủ động thôi phát uy năng của nó sẽ như thế nào trong lúc nhất thời phục ba trong mắt đều đỏ hết lên nếu là hôm nay có thể đoạt được sơn hà trung tới một ngày nào đó mình chưa hẳn không có cơ hội vấn đỉnh đại đế tôn sư trở thành nguyên đỉnh đại đế thứ hai một bóng người cấp tốc lui lại sắc mặt sợ hãi chính là người cuối cùng trong năm người đầu tiên đánh tới dương khai từ trường phong nhắc nhở chậm người thứ tư đã bị dương khai quét thành huyết vũ còn người thứ năm này vẫn chưa có chết giờ phút này hoảng sợ như chó nhà có tang hướng tới trận doanh phạm thiên thánh địa chạy trốn ngay cả đầu cũng không dám quay lại một cái lúc trước năm vị đế tôn cảnh hai đại tông môn liên thủ đánh lén đều là dùng tư thái một bộ ăn chắc dương khai mà tới nhưng lúc này mới mấy hơi ngay cả ba hơi cũng chưa tới năm người bị dương khai giải quyết dứt khoát bốn cái cái gọi là hoàn mỹ đánh lén thật sự buồn cười như trò chơi của tiêu hài hắn không chạy còn có thể chờ chết hay sao còn chưa trở lại được trận doanh phạm thiên thánh địa liền nghe được dương khai ở sau lưng quát lớn một tiếng ngay sau đó có tiếng xe gió cấp tốc đánh tới hướng mình người này quá sợ hãi quay đầu nhìn lại chỉ thấy dương khai đứng tại chỗ bày ra một bộ dáng ném mạnh trường thương đế bảo vốn nên ở trên tay hắn đã không thấy đâu nữa mà cách sau lưng mình không xa lại có một đạo lưu quang cấp tốc tiếp cận tên điên trong lòng mắng một tiếng đâu còn không biết lưu quang đang đuổi theo kia đến cùng là cái gì rõ ràng là dương khai ném thanh trường thương kia tới lưu quang chưa đến tiếng xe gió đã vang lên bên tai như thanh âm chiêu hồn trốn không thoát tốc độ quá nhanh không chặn được thế công quá mạnh mặt hắn lập tức trắng bệnh hô to một tiếng thánh chủ cứu ta lời mới vừa ra khỏi miệng liền cảm giác phía sau lưng bị một cỗ đại lực đập tới, ngay sau đó cảm giác tê dần truyền đến, thân hình không tự chủ được lảo đảo tới phía trước mấy bước, sau đó nhìn lại liền thấy chỗ ngực mình bị một cây trường thương thấu thể mà qua, tiện hướng phóng thẳng tới trong trận doanh phạm thiên thánh địa. Trường thương bị Dương Khai ném mạnh ra trực tiếp xuyên qua thân thể vị đế tôn cảnh này, một bước hướng phía trước bay đi, mấy cái cường giả phạm thiên thánh địa cản đường phía trước thấy thế đều hãi hùng tránh lui, không dám đối diện phong mang nơi trường thương xẹt qua, lưu lại một đạo dấu vết đen kịt trong hư không, kéo dài không tiêu tan. Một kích này, đúng là xé rách không gian. Tất cả mọi người đều giật mình, một cỗ hàn ý từ bàn chân chạy đến đỉnh đầu, cũng là lần đầu thấy được một người có thể có ma lực kinh khủng như thế. Thánh chủ, tên đế tôn cảnh bị trường thương xuyên qua thân thể, xuất hiện một cái lỗ thủng cự đại chỗ bụng miễn cưỡng chạy vội tới khoảng 10 trượng, trước mặt từ trường phong, phun máu phè phè, đưa tay vô lực hướng từ trường phong, tựa hồ là muốn tóm lấy một chút hy vọng sống cuối cùng của mình, nhưng cuối cùng chỉ là phí công, thân thể mềm nhũn, từ giữa không trung rơi xuống đát, huyết nhục văng khắp nơi. Năm hơi thở, năm đế tôn cảnh, chỉ là thời gian năm hơi thở liền bị Dương Khai chém tận giết tuyệt, lại ngay cả chân chính bản lĩnh thật của Dương Khai đều không thể thăm dò, phẳng phất như là một dạng năm con kiến bị người tiện tay bóp chết. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, hơn 10 vị đế tôn cảnh của Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông đều nuốt nước miếng, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Dương Khai thân hình thoát một cái, đặt chân bên trên sơn hà trung đang quay tròn xoay tròn không ngừng, gió phất đến, tóc đen bay lên, tiêu sái, cao giọng quát, "Dương Khai ở đây, ai muốn đến chịu chết?" Trong ánh mắt ưng sắc bén, một người dám không ai cùng hắn đối mặt, nhao nhao tránh né ánh mắt. Hơn 10 dặm bên ngoài, Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh đều choáng váng, đơn giản không thể nào tiếp thu được những gì mình nhìn thấy. Đây là đế tôn hai tầng cảnh? Cái này sao có thể là đế tôn hai tầng cảnh? ngay cả như đế tôn tam trọng cũng không có khả năng có thần uy như thế a. À. Mặc dù sớm biết trên đời này có một loại người có thể vượt cấp tác chiến, chu sát cường địch như ăn cơm rau dưa thường ngày, nhưng bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua loại người này. Thánh tử, Trường Hạo Trường Hiền của Phạm Thiên Thánh Địa, Doãn Nhạc Sinh đệ tử của tông chủ Hoàng Tuyền Tông phục ba, nhi tử của U Hồn Đại Đế Hào tự, còn có xích quỷ, đều xem như loại này, bọn hắn thường có thể chiến thắng đối thủ cao hơn mình một tiểu cảnh giới, thậm chí có cơ hội đem địch nhân chu sát, Mọi người đều biết tồn tại loại này chính là thiên tài. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng không gian trưởng thành, thiên hạ tương lai nhất định có chỗ cho bọn hắn cắm rùi. Nhưng cho tới giờ khắc này, Đường Thắng cùng Tiền Tú anh mới phát hiện, cái gọi là thiên tài kỳ thật cũng là có sự so sánh, bên trong thiên tài còn có lợi hại hơn thiên tài. Dương Khai là lấy tu vi đế tôn hai tầng cảnh giết năm cái đế tôn nhất trọng, không được tính như vượt cấp tác chiến, nhưng tình cảnh trước mắt càng thêm rung động hơn so với nhìn thấy một cái đế tôn nhất trọng giết một cái đế tôn hai tầng cảnh, càng để cho người khó có thể tin. Trách không được Trường Hạo Trường Hiền cùng Doãn Nhạc Sinh đều chết ở trên tay hắn, mới biết cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đôi mắt Lam Hòa nổi lên dị sắc gợn sóng, trong lòng phấn chấn không thôi, lúc trước nàng thất tín với Dương Khai, vốn là băn khoăn, tràn đầy áy náy, sau đó lại gặp được Dương Khai bị nhiều người vây quanh như vậy, còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là dương khai thật chết tại bên trong thiên lang cốc vậy sự tình hôm nay sợ rằng là nàng sẽ khúc mắc cả đời hết lần này tới lần khác nàng bị đường thắng cùng tiền tú anh giam cầm một thân tu vi lại ngay cả đi hỗ trợ đều làm không được chỉ có thể đứng ở chỗ này trơ mắt nhìn loại giày vò đến từ tâm hồn kia thực sự để cho người ta đau đớn xoay đầu lại lam hòa ánh mắt phức tạp nhìn qua đường thắng nói sư phụ nếu như hắn có thể còn sống sót ngươi có hối hận không đường thắng nghe vậy thân thể run lên biết Lâm Hòa rất bất mãn đối với lựa chọn của mình trước đó, có oán trách, chỉ vì mình là sư phụ của nàng, cho nên mới không thể nhiều lời. Yêu cầu cái gì, thản nhiên nói, đã có lựa chọn, liền sẽ không hối hận, huống chi, ngươi cảm thấy hắn có thể còn sống sót a? À? Không thể phủ nhận, bên trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi tùy ý giết chóc thật sự là rung động tâm linh, để cho người ta nhìn cảm thấy rối loạn, không thể phủ nhận, Dương Khai tuyệt đối có thể là thiên tài đếm được trên đầu ngón tay bên trong tinh giới, mới đế tôn hai tầng cảnh liền có uy thế như thế, nếu là tấn thăng đế tôn tam trọng thì còn đến đâu? Chỉ sợ đến lúc đó liền có thể cùng Lý Vô Y kia tranh cao thấp một hồi. Loại tồn tại này, trước đó nếu có thể giao hảo, đối với Thiên Lang Cốc cũng là có chỗ tốt cực lớn, mặc dù hắn là người nam vực cũng không sao. Mà Dương Khai trước đây cũng xác thực muốn nhờ vả Thiên Lang Cốc, chỉ cần có thể đáp ứng hắn dẫn hắn đi tìm linh thú đảo, Thiên Lang Cốc tự nhiên có thể thành lập quan hệ tốt đẹp, ngay khác nếu là Thiên Lang Cốc có sở cầu, phải sợ hắn không để ý sao? Bỏ ra ít liền có thể đạt được báo đáp to lớn, mua bán dạng này ai không thích. Cho nên Lâm Hòa mới có câu hỏi này, tùy tiện bản năng kết giao một cái cường giả trong tương lai, Thiên Lang Cốc lại không công bỏ qua cơ hội. Thế nhưng là tất cả điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót. Phạm Thiên Thánh Địa cùng Hoàng Tuyền Tông lần này dốc hết vốn liếng, mặc dù chết năm cái đế tôn nhất trọng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, bởi vì bọn hắn còn có hai vị đế tôn tam trọng, còn có 7, 8 vị đế tôn hai tầng cảnh. Dương Khai quả nhiên biểu hiện kinh diễm, nhưng kết cục chỉ sợ đã định. Lam Hòa bị hỏi á khẩu không trả lời được, để tay lên ngực tự hỏi, thế cục như vậy, Dương Khai có thể còn sống sót sao? Đã giết năm người của đối phương, mà tất cả đều là đế tôn cảnh, đây tuyệt đối là cục diện không chết không thôi. Trận chiến ngày hôm nay, hoặc là Dương Khai bị chém giết ở đây, hoặc là hai đại tông môn bị đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra thế cục hai bên ai mạnh ai yếu. Ta cược hắn có thể sống. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến từ bên cạnh. Đường Thắng cùng Tiền Tú Anh đang chuyên chú quan sát chiến trường tất cả giật mình, bởi vì hai người lại không có phát hiện có người tới gần lúc nào, dĩ nhiên bởi vì đại đa số lực chú ý của bọn họ đã bị phân tán, nhưng vẫn hiển lộ rõ ràng người tới thực lực cường đại. Bất quá sau khi nghe rõ giọng nói của người này, hai người chợt thoải mái, bởi vì nói lời này chính là xích Quỷ, người trẻ tuổi mạnh nhất A Hàm Điện, tóc đỏ mắt đỏ là tiêu chí rõ ràng nhất, hiếu chiến thành tính khát máu như mãnh thú, toàn bộ người đông vực đều đau đầu vì hắn, bởi vì ai cũng không muốn bị gia hỏa này để mắt tới. Nếu không phải Lam Hòa là nữ tử, hắn đã sớm lên thiên lang cốc tìm nàng đơn đấu. Xích trưởng lão xem trọng hắn như vậy, lông mày đường thắng nhíu lại, theo bối phận để tính, xích quỷ xem như vãn bối của hắn. Đường thắng cùng điện chủ A Hàm Điện là nhân vật cùng một thời đại, nhưng xích quỷ dù sao cũng là đế tôn cảnh, cũng là trưởng lão A Hàm Điện, thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn đường thắng, Đường Thắng còn không có tư cách xưng hô người ta một tiếng hiền chất, chỉ có thể hô một tiếng xích trưởng lão. Xích quỷ nhún nhún vai, không có trả lời Đường Thắng, ngược lại nhìn qua Lam Hòa nói, Lam Sư muội cảm thấy hắn sẽ chết. Lam Hòa lắc đầu nói, ta không biết, ta hy vọng hắn có thể sống. Xích quỷ ngả ngớn huyết sáo, có chút hăng hái đánh giá chiến trường bên kia, cười hì hì nói, đường cốc chủ, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Đường thắng ánh mắt lấp lóe, đánh cược gì? xích quỷ nhách miệng cười nói tự nhiên là cược lại nói được một nửa bỗng nhiên bật cười lắc đầu thôi thôi không có ý gì đường thắng ngạc nhiên nói xích trưởng lão thật là cảm thấy hắn có thể còn sống sót xích quỷ mặc dù không có nói hết lời nhưng đường thắng lại sao không biết lúc trước hắn muốn nói cái gì đơn giản chính là muốn cùng hắn cược một cái xem dương khai chết hay sống xích quỷ gật đầu nói ta tin tưởng cảm giác của mình đường thắng nói vậy vì sao lại không cá cược hỏi như vậy cũng không phải nói đường thắng thích cờ bạc chỉ là thái độ xích quỷ kỳ quái vì sao chuyển biến nhanh như vậy xích quỷ ngượng ngùng cười một tiếng cự tượng cùng bầy sư tranh đấu sâu kiến nhìn xem được rồi nào có cái tư cách gì đi cược sinh tử của người ta đây không phải là không biết tự lượng sức mình sao lời vừa nói ra đường thắng cùng tiền tú anh thậm chí cả lam hòa đều một mặt kinh ngạc không hiểu nhìn qua hắn xích quỷ là người trẻ tuổi mạnh nhất a hàm điện ngay cả phóng nhãn toàn bộ đông vực thậm chí là toàn bộ tinh giới cũng có thể là thanh niên tuấn ngạn đếm được trên đầu ngón tay, bên trong đông vực, người đến tuổi này, chỉ sợ cũng chỉ có Hào tự có thể vượt qua hắn chút chút, nhưng Hào tự là nhi tử của U hồn đại đế, hoàn toàn không thể so sánh. Nhân kiệt như vậy, tất nhiên là tự cao tự đại, tuyệt không đồng ý dưới người nào, nhưng giờ này khắc này, hắn lại đem Dương Khai so sánh với cự tượng, đem mình nói thành sâu kiến. Nếu không phải là chính tai nghe được, vô luận là ai đều khó có khả năng tin tưởng. Người nếu là sâu kiến, vậy chúng sinh tinh giới này là cái gì? bụi bặm sao? Đôi mắt đỏ của Sích Quỷ có chút nheo lại, thản nhiên nói, Đường Cốc chủ cảm thấy ta đề cao hắn quá. Đường Thắng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói, Sích trưởng lão quá khiêm nhường. Khiêm tốn. Sích Quỷ tự nói một tiếng, có lẽ là khiêm tốn, những loại cảm giác này sẽ không sai, trước đây thời điểm Dương Khai hỏi hắn lựa chọn như thế nào, hắn liền cảm nhận được, nếu thật là cùng Dương Khai động thủ, mình tuyệt đối sẽ chết. Chỉ sợ kết quả không thể tốt hơn so với năm người kia mà sau khi nhìn hắn động thủ, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt rất nhiều, cơ hồ là tin tưởng không nghi ngờ. Đường Thắng cả kinh nói, ý tứ Sích trưởng lão là nói, hai thế lực lớn hôm nay sợ là có phiền toái. Sích Quỷ cười nói, ta cũng không có nói như vậy, ta chỉ nói là tên kia sẽ sống mà thôi. Hắn một đường theo phục ba cùng từ Trường Phong mà đến, cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ hai thế lực lớn không phải chỉ có thể triển lộ ra những lực lượng này. Nhưng hắn cũng có chút không nghĩ ra, hai thế lực lớn dốc hết vốn liếng đối phó một cái dương khai đã là cho thiên đại mặt mũi làm sao có thể còn có ẩn tàng lực lượng xem xét qua lại mặc dù hôm nay dương khai có thể chạy thoát chỉ sợ kết quả cũng sẽ không quá tốt lưỡng bại câu thương đây là phán đoán trong lòng xích quỷ nhưng cũng không có nói rõ đường thắng thản nhiên nói vậy liền nhìn xem phán đoán của xích trưởng lão có chính xác hay không đi đường mỗ vẫn cảm thấy sinh cơ của hắn xa vời mặc dù không có đánh cược nhưng hai người đều đã biểu đạt quan điểm của mình về phần sinh tử của Dương Khai, cũng chỉ có thể nghiệm chứng tận mắt. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Dương Khai ngạo nghễ đứng bên trên sơn Hà Trung, bế nghễ khiêu chiến ở giữa, đúng là không một người dám lên trước nhận lãnh cái chết, tình cảnh này quả nhiên là rúng động lòng người. Thấy bọn họ bất động, Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng ngoãn răng nanh, "Chư vị nếu thận trọng như vậy, vậy bản tọa liền không từ chối." Xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại hướng Hoàng Tuyền Tông, ánh mắt xâm nhiên, đằng đằng sát khí, không coi ai ra gì bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Phục Ba đúng là một trận dùng mình, quát lớn nói, "Tế cờ!" Hơn 10 đế tôn cảnh của Hoàng Tuyền Tông cùng nhau tế ra bí bảo của mình, đều là vạn hồn phiên cùng huyết hải phiên. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ một thoáng, thanh âm quỷ khóc sói gào tràn ngập khắp nơi, thiên hồn đi ám, huyết quang nở rộ ra, một vùng không gian to như vậy hóa thành vô biên huyết hải, huyết thủy bốc lên, mùi máu tanh phóng lên tận trời, trong huyết hải, từng quái vật chìm nổi không ngừng từng đạo u hồn mị ảnh phiêu đáng giữa không trung thanh âm nhiếp hồn là lướt người đế tôn cảnh liên thủ tế ra vạn hồn phiên cùng huyết hải phiên của mình trang diện cỡ nào hùng vĩ vô tận huyết hải ngăn cách ra một không gian riêng biệt khỏi thiên địa mà bên trong không gian này dương khai tất nhiên phải có chỗ bị quản chế mà người hoàng tuyển tông lại như cá gặp nước nếu tình hình cứ kéo dài như thế dương khai dù có ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng khó mà bảo toàn tính mệnh lam hòa một trái tim đã nâng lên cổ họng phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời bên kia đã thành một mảnh huyết hồng sớm đã không còn thân ảnh dương khai thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không phát hiện được mà ngay lúc huyết hải kia thành hình từ trường phong lạnh lùng phất phất tay người đế tôn cảnh phạm thiên thánh địa cũng lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong huyết hải hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này ngầm hạ độc thủ với dương khai dưới tình huống bình thường người phạm thiên thánh địa là không thể nào tùy ý tiến vào trong huyết hải này phiến huyết hải này là thần thông đám người Hoàng Tuyền Tông thi triển ra, bọn hắn tiến vào tất nhiên cũng sẽ bị kiềm chế như Dương Khai, nhưng nếu đã liên thủ đối địch, vậy cũng không còn cần phải cân nhắc những thứ đó, người Hoàng Tuyền Tông tự nhiên sẽ tạo cơ hội cho bọn hắn xuất thủ. Đại cục đã thành, thắng bại đã phân, mà lần này hoàn toàn khác biệt với lần thăm dò trước kia, trước đó tuy có năm người hình thành thế tuyệt sát, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là năm người mà thôi, bây giờ lại là hai ba đế tôn cảnh, trong đó còn không thiếu đế tôn nhị tầng cảnh quan sát từ đằng xa, Lam Hòa song quyền nắm chặt, lo lắng lộ rõ trên mặt. Xích quỷ lại là tâm huyết bành trướng, sắc mặt phấn khởi, nhân sinh nếu có thể có một trận đại chiến như Dương Khai vậy, chết cũng không tiếc, nhưng hắn cũng biết, chính mình nếu thật bị hai thế lực lớn như này liên thủ đối phó, tuyệt đối là không có sinh cơ. Uy áp gầm thét bỗng nhiên từ trong huyết hải truyền ra, rung động hoàn vũ, hạng người si mị võng lượng cũng dám mạo phạm uy phong bản tọa, phá cho ta. Một tiếng chuông vang lên, chấn áp thiên địa, quét sạch tứ phương, khiến vô biên huyết hải lật lên thao thiên cự lãng, quay cuồng không ngừng, như tuyết dưới nắng, cấp tốc tan rã, bên trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh sương mù đỏ thẫm, hiển nhiên là huyết hải bị bốc hơi. Mà cùng lúc đó, vô biên âm hồn gây sóng gió trong huyết hải cũng dưới từng tiếng kêu thảm, lập tức hóa thành cho bụi. Rầm rầm rầm. sân Hà Trung liên tiếp vang lên 9 tiếng, một tiếng lớn hơn so một tiếng, một tiếng so một tiếng gấp rút, lấy trung tâm huyết hải, sóng âm hóa thành lực lượng mắt trần cũng có thể thấy được, mà hướng bốn phương tám hướng khoách tán ra. Đường thắng, tiền tú anh, xích quỷ đều là biến sắc, nhao nhao thi pháp bảo vệ mình, lại vẫn cảm giác đầu vắng mắt hoa, màng nhĩ rung động, ngay cả hộ thân đế nguyên cũng tạo nên từng tầng từng tầng gợn sóng. Từng người đều lộ ra một bộ hoảng sợ, đã sớm nghe nói Sơn Hà Trung chính là hồng hoang dị bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, uy lực to lớn, nhưng cho đến hôm nay có thể trực tiếp cảm nhận mới hiểu truyền ngôn không giả. Trách không được nguyên đỉnh đại đế có thể nhờ vào đó mà đột phá gông cùm xỉng xích, thành tựu vô thượng chi thân, cũng không biết bảo vật này có lai lịch như nào, nhưng uy năng phát ra căn bản không phải đế bảo có thể so sánh. Cầm trong tay bảo vật như vậy để đối chiến địch nhân, nếu để bị sơn hà trung ảnh hưởng tới tâm thần, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Ngay lúc tiếng chuông dừng lại, dư âm vẫn còn khoách tán, như muốn cuốn lương ba ngày lượn lờ không dứt, mà bên huyết hải kia nguyên bản nhìn như tự thành một mảnh thế giới vững như thành đồng, giờ phút này lại bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Huyết thủy đỏ thẫm không biết đã bị bốc hơi đi bao nhiêu, ngay cả màu đỏ máu kia cũng mờ đi mấy phần. Từng tiếng kêu rên truyền đến, từ trong huyết hải, lộ ra mấy thân ảnh lào đảo, quỷ khí âm trầm, sắc mặt trắng bệch, phun máu phè phè. Mấy người kia hiển nhiên đều là đế tôn cảnh Hoàng Tuyền Tông, cũng là những chủ nhân của những huyết hải phiên kia. Huyết hải phiên lấy máu làm gốc, dương khai một chiêu phá huyết hải, tất nhiên để bọn hắn đều phải hứng chịu phản phệ tới trình độ nhất định mấy người biểu lộ đều đặc sắc vạn phần, trong mắt tràn đầy thần sắc khó tin, làm sao cũng không nghĩ, tới nhóm người mình liên thủ bố trí đi ra thủ đoạn kinh thiên như vậy, lại bị Dương Khai phá dễ như trở bàn tay, khiến bọn hắn cũng nhận tổn thương, mà không có bọn hắn tạo thiên thời địa lợi, những người còn lại của Phạm Thiên Thánh địa cũng không còn cách nào che giấu thân hình, lần lượt từng bóng người hiển lộ ra từ trong huyết hải đang hết sức mỏng manh kia, đều vây giết đến bên cạnh Dương Khai, hiển nhiên là muốn tìm kiếm cơ hội xuất thủ nhưng giờ phút này tình hình một số người có vẻ không tốt lắm, cả người đều lung la lung lay, biểu lộ biến hóa không ngừng. Bọn hắn mặc dù không có bởi vì huyết hải bị phá mà nhận phản phệ gì, nhưng chín tiếng chuông vang của Sơn Hà Trung cũng không phải dễ tiếp như vậy. Ngay cả hơn 10 dặm bên ngoài, không bị Dương Khai tận lực nhằm vào, bọn người đường thắng cũng là tâm thần rung động, ù tai mắt xoáy, chớ đừng nói chi là bọn hắn cách gần như thế. Cho nên giờ này khắc này, một màn vô cùng buồn cười xuất hiện gần 20 người vây tụ bốn phía Dương Khai, từng người đều như uống rượu say, lung la lung lay, nghiêm lại mặt sắc tái nhợt, cố gắng duy trì ổn định, trong nháy mắt khi bọn hắn hiển lộ ra thân hình, Dương Khai con người sắc bén đã như lưỡi dao quét tới. Không tốt. Từ Trường Phong kinh hô một tiếng, quát lớn nói, mau lui lại. Trong lòng đem phục ba mắng máu chó xối lên đầu, Hoàng Tuyền Tông đây rốt cuộc là cái bí thuật cẩu thí gì, không chịu nổi một kích, dẫn đến nguyên bản phục sát hoàn mỹ lại thành sơ hở lớn nhất của phe mình nhưng hắn cũng biết cũng không phải là bí thuật hoàng tuyền tông không chịu nổi một kích nhiều đế tôn cảnh như vậy liên thủ tế ra huyết hải phiên tạo ra vô biên huyết hải chính là bản thân hắn rơi vào trong đó cũng không tốt lành dễ chịu gì chỉ trách trên tay dương khai có dị bảo sóng âm hồng trung đại lữ kia cứ như là khắc tinh của huyết hải này vậy nháy mắt mấy cái đã đem huyết hải đập cho vỡ vụn dương khai cười ha ha lui không xong kẻ tới đều phải chết nhẹ nhàng thôi động không gian pháp tắc từng đạo nguyệt nhận đen như mực hướng bốn phương tám hướng bay ra chảm phá hư không, chém phá huyết hải, chém tới thân thể địch nhân. Phiến thiên địa này tuy bị phong tỏa, để hắn không có cách nào thuấn di rời đi, nhưng ở trong phiến thiên địa này, lực lượng không gian vẫn có thể sử dụng. Suy 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 thanh âm bên tai không dứt, ngay lúc máu tươi vẩy ra, từng đế tôn cảnh như bị sét đánh, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết trầm bổng chập trùng. Nguyệt nhận kia đơn giản chính là không gì không phá, quản ngươi là đế tôn nhất trọng hay là đế tôn nhị tầng cảnh, Hộ thân đế nguyên trước mặt nguyệt nhận giống như giấy, căn bản không chịu nổi một kích, nguyệt nhận tập sát qua, phàm là người bị công kích, trên thân mỗi người đều lưu lại một miệng vết thương hình nguyệt nha, chỗ miệng vết thương không còn vật gì, vốn nên tồn tại huyết nhục đều bị hư không thôn phệ. Bên trên bầu trời, đế tôn cảnh như sủi cảo, hướng phía dưới rơi xuống, từng cỗ thi thể té không thành hình người, huyết nhục vung vẩy. Trong nháy mắt, hơn 10 vị đế tôn cảnh chết, trong 30 trượng phạm vi xung quanh Dương Khai, không còn kẻ địch. Thanh âm nuốt nước miếng vang lên, Đường Thắng Gian khổ quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện thanh âm kia đúng là từ Xích Quỷ phát ra, giờ phút này hầu kết còn đang nhấp nhô. Xưa nay tại Đông vực coi trời bằng vung mắt cao hơn đỉnh đầu, Xích Quỷ bây giờ đúng là chừng lớn một đôi mắt hạt châu, một bộ hận không thể đem con mắt ném vào bên trong chiến trường để nhìn cho cẩn thận. Đường Thắng nhìn muốn cười, nhưng sao cũng cười không nổi, bởi vì có 10 đế tôn cảnh chết trước mắt mình, đó là 10 vị đế tôn cảnh, không phải mười mấy đầu heo cứ như vậy dễ như trở bàn tay, như rơm dạ bị người cắt mất. Hắn cũng vô cùng thông cảm tâm tình của xích Quỷ vào giờ khắc này, bởi vì tâm tình hắn cũng là một dạng như vậy, nhìn nhìn lại Tiền Tú Anh, cũng là như thế, đều là tràn đầy rung động, chấn kinh cùng run rẩy. Lúc trước cùng Dương Khai gặp mặt, Đường Thắng còn cảm thấy hắn nho nhã lễ độ, nam nhân tuấn lãng, biết tiến thối, hiểu phân tắc, người rất không tệ, nếu như không phải ra cái việc này, hắn là rất vui lòng kết giao cùng Dương Khai một hai nhưng cho tới giờ khắc này mới biết được, mình thật sự hoàn toàn nhìn lầm. Người này tàn sát đế tôn cảnh đơn giản đến không thể tưởng tượng, giết sau mắt cũng không chớp lấy một cái, nói một cách khác, mình gặp mặt cùng hắn nói chuyện phiếm, chẳng khác nào đi một chuyến qua quỷ môn quan. Nghĩ đến đây, Đường Thắng liền không nhịn được dùng mình một cái. Duy nhất một lần đánh chết hơn 10 vị đế tôn cảnh, hành động vĩ đại như vậy, người nào có được? Đường Thắng lật ký ức khắp trong đầu, phát hiện theo hắn biết thì trên đời chỉ có mình Dương Khai. Duy nhất một người này, nếu như tính cả năm vị trước đó bị Dương Khai đánh chết, như vậy trong thời gian thật ngắn này Đế Tôn, cảnh chết trên tay Dương Khai đã có khoảng 20 người. Hai đại tông môn đỉnh tiêm tổng cộng mới tới bao nhiêu Đế Tôn cảnh a? Hơn 30 mà thôi, lần này chết hơn phân nửa, vô luận chiến dịch này thành hay bại, đều đã thua, bởi vì bọn họ tổn thất quá lớn, lớn đến mức không thể tiếp nhận. Đế Tôn cảnh không phải rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được, cho dù là bên trong thế lực đỉnh tiêm Bồi dưỡng một đế tôn cảnh cũng rất không dễ dàng, hiện tại cứ thế mà chết đi, phục ba cùng từ trường phong hẳn là rất đau lòng a. À. Cố ý lướt mắt nhìn hai người kia, đường thắng phát hiện bọn hắn quả nhiên trông rất đau lòng, cơ hồ muốn dỉ máu. Từ trước đến nay sơn nhạc sụp trước mặt cũng không đổi sắc từ trường phong, giờ phút này biểu lộ cực kỳ dữ tợn đáng sợ, phục ba thì cũng càng không phải phải nói, cắn răng nghiến lợi, bộ dáng như là muốn uống cạn máu dương khai, ăn thịt dương khai, gặm xương cốt dương khai. Sau trận chiến này, hai đại tông môn đỉnh tiêm chỉ sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng, không có 500 năm đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Phục Ba cùng Từ Trường Phong hiển nhiên cũng nhận thức được điểm này, lòng tràn đầy đắng chát, vốn là vì báo thù mà đến, kết quả thù cũ chưa tiêu, lại thêm thù mới, hơn nữa còn chết nhiều người như vậy, mặc dù thật có thể báo thù này, lại có thể thế nào đây? Người chết đã không thể sống lại, tổn thất của hai thế lực lớn cũng vô pháp đền bù. Lấy sức một mình tàn sát đế tôn cảnh như vậy, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là đế tôn nhị tầng cảnh tu vi cái này mẹ hắn có còn là người không thanh âm hư hư truyền ra những đế tôn cảnh còn sống nhau nhau như tránh quỷ thần thoát khỏi dương khai biểu hiện trên mặt mỗi người đều là còn sợ hãi không duyên cớ sinh ra một loại cảm giác nhặt được một cái mạng cũng không phải là dương khai không muốn đuổi tận giết tuyệt thật sự là vừa rồi không tìm được vị trí của bọn hắn huyết hải vốn bị hắn dùng sơn hà trung phá bảy tám phần nhưng tổng quan vẫn còn có nơi sơ hở những gia hỏa lạt vật này liền vừa vặn trốn ở những địa phương kia. Hắn cũng không để ý tới những người kia, mà là quay đầu để mắt tới phục ba, nhếch miệng nhe răng cười. Mặt đối mặt, trong lòng phục ba dỉ máu tâm thần nhảy một cái, cảm nhận được dương khai không có hảo ý. Một cái suy nghĩ rõ ràng từ trong lòng hiện lên, hắn muốn giết ta. Hắn vậy mà muốn giết ta? Đơn giản phục ba không thể tin được. Mình chính là tông chủ hoàng tuyền tông, mình có tu vi đế tôn ba tầng cảnh, một tiểu tử hậu bối đế tôn hai tầng cảnh vậy mà muốn giết ta. Giờ khắc này, kém chút phục ba phì cười. Thấy hoa mắt, đã không thấy bóng dáng dương khai, chỉ mơ hồ nắm chắc từ một đạo quý tích trong huyết hải sông ra, đánh tới thẳng hướng mình. Phục ba sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay triệu ra một cây đại phiên hắc khí xâm xâm, thân là tông chủ Hoàng Tuyền Tông. Hắn tự nhiên cũng có vạn hồn phiên của mình, cờ này cùng hắn tính mệnh tương liên, trọn vẹn hơn 2.000 năm tế luyện, đã đạt đến cực hạn của đế bảo, cũng là thủ đoạn lớn nhất mà hắn dựa vào. Không có do dự chút gì, cờ đen khẽ quấn trên thân, lập tức dung nhập thân thể của hắn, làm cho hắn vốn là âm khí âm u khí tức càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cùng lúc đó, thân hình phục ba cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn, vốn là một lão giả thấp hơn nửa cái đầu so với thường nhân, bỗng nhiên giờ phút này thân thể căng phồng lên, lập tức hóa thành người cao năm trượng dữ tợn như quái vật, mặt xanh nanh vàng, nơi chán sinh ra hai cái sừng ngắn trông đáng sợ, hai tay cũng biến thành sơ xác thon dài, móng tay sắc bén hiện ra màu đen kịt, xem xét chính là vật kịch độc. Quỷ vương chi thân, Đường Thắng thấp giọng hô, "Con ngươi run rẩy, không nghĩ tới phục ba lại cẩn thận đến loại trình độ này, vừa lên đến liền vận dụng thủ đoạn cuối cùng của chính mình." Bất quá tỉ mình nghĩ lại cũng không kỳ quái, trước đó Dương Khai bày ra lực lượng quá kinh khủng, bản lãnh như vậy căn bản không phải một cái đế tôn hai tầng cảnh nên có, đối đãi địch nhân như vậy ngay cả mình cũng không dám có chút qua loa chủ quan, tự nhiên là phải vận dụng lực lượng cường đại nhất mới có cảm giác an toàn. Quỷ vương kia, khí tức kinh khủng, tựa như thật là từ hoàng tuyền đến, khí tức phun ra đều là quỷ khí âm trầm, võ giả tầm thường chạm vào sẽ chết ngay lập tức, nhiệt độ thiên địa biến động. Mà ngay lúc Phục Ba hiện ra quỷ vương chi thân, Dương Khai đã nhào tới trước mặt hắn, trên tay một thanh bách vạn kiếm giơ lên cao, ầm vang đánh tới. Phục Ba lặng lẽ đứng nhìn, đúng là không tránh không né, chỉ là nâng một tay lên ngăn trở. Ầm một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, bách vạn kiếm bị chấn rên rỉ không thôi, Dương Khai cũng cảm thấy bàn tay hơi tê tê, lộ ra một chút ngoài ý muốn, một kiếm này hắn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì Bách Vạn kiếm không chịu nổi, cái này dù sao cũng là đế bảo gia truyền của Tần gia, hắn cùng Tần Triều Dương từng có ước định, chỉ chờ đến khi Tần Ngọc Tấn thăng đế tôn, kiếm này liền sẽ trả lại, nếu thật là đem đế bảo này làm hư, hắn cũng không cách nào bàn giao. Mặc dù không có sử dụng toàn bộ khí lực một kiếm này của mình, vỗ xuống cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, lão tử phục ba này thế mà có thể chính diện kháng trụ dáng vẻ tựa hồ còn rất nhẹ nhàng, khiến hắn không thể không xem kỹ lão gia hỏa đã hóa thân quái vật này một lần nữa. Hắn mặc dù cùng người Hoàng Tuyền Tông đánh qua không trận, nhưng quỷ vương chi thân này là lần đầu gặp, cũng không biết quỷ vương chi thân xương đồng ra sắt, nhục thân cường đại, lực lượng lại lớn vô cùng. Mà sau khi phục ba ngăn lại một kiếm căn bản không ngừng lại, tay kia hiện lên ưng chảo, đánh thẳng tới chỗ ngực Dương Khai, quỷ chảo kia sắc bén, lóe ra khí tức tử vong, hiển nhiên là muốn một phát móc trái tim của Dương Khai ra. Dù có bán long chi khu, Dương Khai cũng không dám khinh thường uy lực một kích này, dưới chân đạp một cái liền thản nhiên lui lại. Hơn 10 dặm bên ngoài, Lam Hòa bỗng nhiên hoa dung thất sắc, duyên dáng gọi to nói, cẩn thận phía sau. Bên trong tầm mắt của nàng, Dương Khai đang trốn tránh quỷ trào kia, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, thân hình người kia cực nhanh, chính là mấy người đứng xem chiến đấu cũng không thể phát hiện kịp thời, thẳng đến lúc hắn bỗng nhiên hiện thân mới có chỗ cảnh giác. Chính là từ Trường Phong Thánh chủ Phạm Thiên Thánh địa. Từ Trường Phong cầm trên tay một thanh kiếm đen kịt, không thấy nửa điểm hàn quang, cứ như vậy thẳng tắp thọc về hướng phía trước, vô thanh vô tức, tuy không xuất thủ uy thế như Phục Ba, lại là sát chiêu chí mạng chân chính. Hai đại đế tôn tam trọng liên thủ một kích, một trước một sau, một dạng giống như đã sớm thương lượng xong, người trong thiên hạ có thể tránh thoát tuyệt đối không nhiều. Thời khắc mấu chốt, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay lắc một cái, sau lưng Ly Kỳ xuất hiện một bóng người, chiều cao hình dáng như con người nhưng toàn thân giống như là đất đá đúc thành, lại mọc đầy gai đá nhọn hoắt, nhìn giống như là một con nhím đá dữ tợn vô cùng, mà trên thân lại còn bốc lên hỏa diễm quỷ dị. Keng, một tiếng vang nhỏ, cây kiếm đen kịt của Từ Trường Phong chọc vào trên thân con nhím đá này, sắc bén vô cùng, lưỡi dao đủ để gọt ngọc chém sắt lại không thể tạo được hiệu quả gì, ngược lại bị ngăn trở trực diện. Từ Trường Phong biểu lộ ngơ ngẩn, trợn to trong mắt nhìn qua con nhím đá trước mặt, trong nháy mắt hắn cơ hồ cho là mình đang nằm mơ. Đây là cái gì? Ra hỏa này xuất hiện từ chỗ nào? Vốn phải là một kiếm tuyệt sát, lại bị đồ vật quỷ dị này ngăn trở. Pháp thân cúi đầu nhìn qua chỗ trường kiếm đâm tại ngực mình, lại ngẩng đầu nhìn Từ Trường Phong, bên trên bộ mặt lộ ra một đường cong cứng rắn quỷ thần khó lường nhe răng cười. Từ Trường Phong hoảng hốt, gia hỏa này lại là vật sống. Ý nghĩ này vừa mới chuyển xong, liền cảm giác một cỗ lệ khí ngập trời nhào tới trước mặt, pháp thân cất bước bước ra, nắm lấy đen kịt trường kiếm, ép đem hắn lui lại. "Thánh linh!" Từ Trường Phong la thất thanh. Hắn lại cảm nhận được khí tức thánh linh từ trên thân con nhím đá này, nhìn lại hình dạng của nó so sánh cùng một hình tượng mà mình biết, một suy nghĩ không thể ức chế xông ra, Thạch Hỏa. Đã từng hủy diệt Huyền Vũ tông tông môn đỉnh tiêm tại Đông vực, Thánh linh Thạch Hỏa, tại sao nó lại ở chỗ này? Lại là làm sao xuất hiện? Không phải nghe nói nó ở Man Hoang cổ địa sao? Nghi vấn này đến nghi vấn khác xuất hiện, làm thế nào từ Trường Phong cũng không tìm thấy đáp án, hắn chỉ biết là, lần này mình phiền phức lớn rồi mặc dù hắn cũng có tu vi đế tôn tam trọng, nhưng so với một cái thánh linh vẫn là có nhiều chỗ không bằng, trong cổ địa kia, mấy vị thánh linh tự xưng thánh tôn, phía dưới bọn hắn có 32 yêu vương, từ trường phong tự so sánh bất quá mình chỉ tương đương với một cái yêu vương mà thôi. Ngay cả yêu vương đều là thủ hạ của những thánh linh này, mình làm sao có thể là đối thủ của nó. Chuyện hôm nay chẳng lẽ lại là một cái bẫy, nếu không có như vậy, làm sao thánh linh thạch hỏa bỗng nhiên xuất hiện, mà lại đối phó với mình. Thế nhưng là, cái này hoàn toàn không có đạo lý, thánh linh cổ địa ẩn núp nhiều năm, xưa nay không cùng các đại thế lực đông vực tranh chấp cái gì, bởi vì đông vực có mấy vị cường giả cấp bậc đại đế, bọn hắn trốn ở bên trong cổ địa an giữ bổn phận ngược lại cũng thôi đi, nếu thật là dám ra đây quấy động phong vân thiên hạ, chỉ là tự tìm đường chết. Đủ loại suy nghĩ chuyển qua, từ trường phong vãi cả linh hồn, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách với pháp thân, pháp thân thật cũng không đuổi, chỉ là gật gù đắc ý một trận, gai đá toàn thân đều đang đốt cháy, lấp lóe quang mang dọa người, dương mắt lạnh lẽo nhìn từ trường phong, biểu tình kia phẳng phất đang nhìn một người đã chết, để từ trường phong có một loại suy nghĩ muốn lập tức bỏ chạy. Bên ngoài hơn 10 dặm, mấy người đường thắng cũng vì biến cố này nhìn trợn mắt hốc mồm. Lúc Lam Hòa cao giọng nhắc nhở, đường thắng còn dọa nhảy một cái, dù sao như thế sẽ phải đắc tội từ trường phong, một khi từ trường phong liên thủ với phục ba giết dương khai, thiên lang cốc liền nguy hiểm. Trước đó hắn cự tuyệt việc từ trường phong muốn đem thiên lang cốc xem như chiến trường, thì cũng không đáng lo đồ nhi nhà mình mà nhắc nhở cừu địch liền không thể tha thứ nhưng Lâm hỏa đã nói ra hắn có thể làm thế nào đáng lúc ảo não liền thấy pháp thân lóe sáng ra sân sau đó từ trường phong đang hùng hồ liền bỏ chạy biến cố liên tiếp thật khiến người nhìn quá tải không kịp lốt đường cốc chủ người có nhìn thấy ra hỏa này là xuất hiện như thế nào không xích quỷ kém chút đem trong mắt cho trường phát nổ nhìn chằm chằm bên kia không chớp mắt trong miệng vô ý thức hỏi một câu đường thắng nói không thấy rõ hắn chỉ biết là dương khai vung tay lên thánh linh thạch hỏa kia liền xuất hiện suy đoán dương khai có quan hệ với việc khống chế thần thông không gian có lẽ là hắn dùng bí pháp đem thạch hỏa thuấn di tới nhưng không phải nói phiến thiên địa này đã bị ngăn cách sao làm sao có thể thuấn di được chẳng những hắn hoài nghi như thế từ trường phong cũng có hoài nghi như vậy nếu thật vậy thì còn đánh cái gì dương khai nếu có thể thuấn di chẳng khác nào đứng ở thế bất bại mặc dù không địch lại cũng có thể đào tẩu hắn sẽ không địch lại sao ánh mắt từ Trường Phong vượt qua pháp thân đang cản đường nhìn về phía phục ba bên kia, không khỏi có chút mồ hôi lạnh rơi. Chỉ vì tại ngắn ngủi trong nháy mắt, phục ba hóa thân quỷ vương đúng là bị Dương Khai áp chế đến nỗi chật vật, gầm thét liên tục. Quỷ vương chi thân cố nhiên cứng rắn vô cùng, lực lượng lớn vô cùng, nhưng dù sao cũng là có cực hạn, bán long chi khu của Dương Khai so với hắn chỉ có hơn chứ không kém, trên sở trường lại bị áp chế, phục ba há có thể lật ra bọt nước gì. Bách Vạn kiếm đâm bổ vẩy chặt, phục ba phát ra cạch cạch tiếng vang khi đánh trên người, thực chất mặc dù không có tổn thương cái gì, nhưng trạng thái như vậy thật là quá mức chật vật. Dương Khai không ngừng xuất kiếm, căn bản không có cấp cho hắn thở cơ hội một ngụ, cười lạnh cuống quýt, không biết vì cái gì, họ phục cùng ta trời sinh có chút không hợp nhau, mà từ trước đến nay không có kết quả tốt gì. Hắn nói tự nhiên là long tộc phục hệ trên long đảo. Nếu thật là so thực lực, có khối người mạnh hơn hắn trên long đảo, đáng tiếc long tộc bị huyết mạch hạn chế quá mức nghiêm trọng, Dương Khai thân mang bản nguyên chi lực Kim Thánh Long, cùng Long tộc đối chiến chiếm cứ tiện nghi lớn lao, ngay cả đại trưởng lão nhị trưởng lão Long tộc dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn, đây cũng là cái y vào khiến hắn dám đi Long đảo, nếu không có cái này ỷ vào, làm sao hắn có thể đi tự tìm đường chết. Hôm nay ngươi muốn chết, Hoàng Tuyền Tông cũng sẽ hủy diệt. Dương Khai xuất thủ tàn nhẫn, miệng cũng độc, nói răm ba câu, hai con ngươi phục ba đã nhuộm đỏ, nhịn không được bạo giống liên tục, ngươi hủy căn cơ hoàng tuyền tông ta tại đại hoang tinh vực hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé doãn nhạc sinh bị dương khai giết nhưng bởi vì kiêng kỵ thánh linh loan phượng thành ra phục ba không muốn đối địch với dương khai nhưng sau khi biết được căn cơ đại hoang tinh vực đều bị diệt phục ba không còn có thể chịu đựng được nữa dương khai hít mắt lại ngươi còn biết chuyện đại hoang tinh vực trong đầu linh quang lóa lên mơ hồ rõ ràng được cái gì Chẳng trách Hoàng Tuyền tông lần này lại dám nhảy ra đối địch với chính mình, thì ra là như vậy. Phục Ba tự biết lỡ lời, lúc này liền ngậm miệng không nói, Quỷ Vương càng lệ khí ngập trời, tự tin bị đả kích một lần nữa tăng vọt, lúc trước lấy tư thái tuyệt cường này đánh với Dương Khai, vẫn bị áp chế có chút thở không nổi, chật vật vạn phần, nhưng cho tới giờ hắn cũng nhìn ra rồi, Dương Khai động tác cố nhiên nhanh chóng linh hoạt, nhưng cũng không làm gì được mình. Quỷ Vương thân kiên cố cực kỳ, há lại chỉ là một võ giả đế tôn nhị tầng cảnh như hắn có thể dễ dàng phá vỡ. Có cái này để dựa dẫm, mình đứng ở thế bất bại. Mắt thấy Dương Khai tiếp tục là một chiêu kiếm đâm tới, Phục Ba hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trái lại đưa tay chộp tới hướng kiếm, trường kiếm tới tay đột nhiên nắm chặt, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, sức mạnh khổng lồ truyền đến, Dương Khai trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, cả người bị túm lảo đảo mà hướng Phục Ba phóng đi. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Phục Ba cười gằn hét to, quỷ trào sắc bén thế trình ưng kích, giữa trời hướng đầu Dương Khai chụp xuống, hắn cũng đã tưởng tượng ra một màn Dương Khai bị bóp nát. Mà liền ngay lúc ý nghĩ của hắn sắp được thực hiện, trong lòng bỗng nhiên trào ra một cảm giác bất an, phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy lẽ ra mình phải để Dương Khai thất kinh, hắn lại lộ ra một vệt cười ý vị thâm trường, một tay kia nhanh như chớp hướng bàn tay của mình đâm tới. Trong lúc đó, phục ba mơ hồ, như cảm giác được khí tức trên người Dương Khai phát sinh thay đổi to lớn, một loại khí tức huyền diệu khó hiểu sinh sôi ra, hắn thậm chí nhìn thấy da thịt Dương Khai bỗng nhiên hiện ra từng mảng từng mảng vảy giáp, vảy giáp kia giống như vảy rắn, nhưng lại càng thêm dườm giả cao quý hơn. Chính còn đang ngờ vực, lại cảm giác bàn tay mình tê dần. Phục Ba kinh hãi đến biến sắc, nhanh như chớp thu tay lại, đồng thời bỏ bách vạn kiếm qua một bên, thân hình lui nhanh. Cúi đầu nhìn tới, mi mắt không nhịn được co rụt lại, quỳ chào của mình cứng rắn nhường nào, vậy mà lòng bàn tay lại xuất hiện mấy cái hố máu, máu tươi róc rách từ bên trong chảy ra mình bị thương rồi phục ba quả thực không dám tin vào hai mắt của mình quỷ vương thân này kiên cố cỡ nào hắn rõ ràng hơn bất cứ ai làm sao lại bị thương hơn nữa nhìn cái vết thương kia hiển nhiên là bị dương khai dùng ngón tay chọc thủng hắn sao làm được phục ba kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn dương khai muốn nhìn rõ ràng dương khai vừa nãy là động tay chân như nào nhưng phóng tầm mắt tới mi mắt càng co rụt lại chỉ vì hình thể dương khai giờ cũng phát sinh thay đổi cực lớn đầu mọc hai sừng, thân cao ba trượng, bao trùm cơ thể là một tầng vảy màu vàng óng, hai tay hóa thành hai chảo, đầu ngón tay sắc bén, lấp lóe dạng dỡ hàn quang, nhìn sao cũng thấy cùng quỷ vương thân của hắn có phần dị khúc đồng công diệu. Chỉ có điều một người khí tức quỷ khí xâm u, một người khí tức rộng rãi hiên ngang, hai cỗ khí tức va chạm trong hư không, tạo thành sự tranh lệch rõ ràng. Phục ba trong lòng máy động, nghiêm túc nhìn kỹ Dương Khai, một ý nghĩ để hắn run rẩy nổi lên trong lòng tay chỉ dương khai run cầm cập nói ngươi 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 dương khai đã thu hồi bách vạn kiếm vẩy vẩy máu tươi trên long chảo dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn nói đúng dịp người biến thân ta cũng biết biến thân chính là không biết ai lợi hại hơn phục ba một trái tim nhắm chìm thẳng xuống đáy cốc trong lòng không muốn tin tưởng thứ mình suy đoán nhưng một màn trước mắt đây lại nói rõ suy đoán chính là sự thực đó là một bên khác xích quỷ cũng là không khỏi kinh hãi đường thắng tiền tú anh cùng lam hòa càng là trợn mắt ngoác mồm làm sao cũng không nghĩ tới cục diện sẽ phát sinh biến hóa như thế nguyên bản thấy dương khai tuy rằng chiếm thượng phong dựa vào tốc độ cùng thân pháp linh hoạt áp chế phục ba nhưng dù vậy ai cũng biết không kéo dài được bao lâu động tác nhanh hơn nữa chiêu thức lại linh hoạt thì sao không gây được thương tổn cho kẻ địch còn tự tiêu hao sức mạnh nhưng nếu là để phục ba có cơ hội bắt được chỉ cần một đòn liền đủ khiến dương khai thương nặng quỷ vương thân kia công kích không phải dễ chịu Long mạch. Xích quỷ cảm thấy thấy lạnh cả người, Dương Khai lại thân phụ long mạch. Vậy chẳng phải là nói, hắn là bán long thân, là hậu nhân long tộc. Đây chính là huyết mạch cực kỳ ghê gớm, người thân phụ long mạch, dù cho huyết mạch không thuần, thành tựu tương lai cũng là không thể coi thường. Hắn còn tinh thông lực lượng không gian, còn có sơn hà trung, đủ loại gốc gác cùng thủ đoạn, dù là ai chiếm được một thứ trong đó đều là cơ duyên lớn lao, giờ lại cùng hội tụ ở trên thân một người. Dù là xích quỷ dạng thiên chi kiêu tử như này, cũng không nhịn được mà sinh lòng ganh tị, chỉ thán Thương Thiên bất công, lại đem nhiều chỗ tốt như vậy tới cho hắn. Lại nghĩ tới trước đó mình còn biết không sợ súng muốn đấu với hắn một trận. Từ một đống thủ đoạn dương khai bày ra, hắn nếu muốn giết mình, sợ không cần tới chiêu thứ hai. Vô Liêm Sỉ, phục ba chửi ẩm lên, vẻ mặt khó chịu như ăn rồi chết, hắn cũng không phải mắng Dương Khai, chỉ là đang mắng cái tên cung cấp tình báo cho hắn, đối phương cũng không nói Dương Khai có long mạch thân, nếu sớm biết như thế, cục ba làm sao lại đi tìm hắn để gây sự. Tuy rằng không biết long mạch này của Dương Khai truyền thừa được bao nhiêu đời, nhưng nếu có quan hệ cùng long tộc, Hoàng Tuyền tông kiên quyết không dám đi trêu chọc, ai biết có gặp phải quái vật khổng lồ từ long đảo hay không? Nếu thật là dẫn long đảo ra, mười Hoàng Tuyền tông cũng không đủ nhân ra giết. Đột nhiên trong lòng sáng tỏ, người cung cấp tình báo kia khẳng định là biết bản lãnh Dương Khai, bởi vì người kia có nói qua, trước đây hắn còn từng cùng Dương Khai đại chiến một trận tại Đại Hoang tinh vực bằng không cũng sẽ không để mình dốc hết toàn lực liên thủ phạm thiên thánh địa. Mà bây giờ xem ra, đây cũng không phải cử chỉ sáng suốt gì, dốc hết toàn lực đổi lấy kết cục chính là hai thế lực lớn tổn thất nặng nề, ngay cả mình lấy ra bản lĩnh cuối cùng cũng không chiếm được nửa phần ưu thế. Quỷ vương thân xác thực cao minh, thân thể mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, nhưng cũng phải xem đối chiến với ai, nếu là đối đầu long mạch, ba trượng thân rồng, đối với người phụ không thuần huyết long mạch, đã thức tỉnh huyết mạch cực kỳ ghê gớm rồi. Bây giờ Phục Ba lại có ý nghĩ muốn quay đầu chạy trốn, hắn nếu là biết cực hạn Dương Khai là 30 trượng thân rồng, chỉ sợ dũng khí đánh tiếp cũng không có. Trong lúc hoảng hốt, Dương Khai đã bay tới làm khó dễ, Phục Ba thậm chí còn không thấy rõ hắn đánh như thế nào, chỉ cảm thấy một luồng kình lực đập vào mặt, Dương mắt nhìn lên, Dương Khai đã duỗi ra vuốt rồng đánh tới mình. Phục Ba kinh hãi, bản năng giơ tay ứng đối, hai chảo đan sen, rồi ngay sau đó gào lên đau đớn, quỷ chảo to lớn lại bị đâm ra thêm mấy cái hố máu máu tươi chảy ròng ròng này vẫn chưa xong dương khai đã nghiêng người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hoàn toàn vứt bỏ đấu pháp của đế tôn cảnh thuần túy lấy thân thể huyết chiến quỷ vương gào thét trong miệng phun ra bích lục quỷ khí huyết nhục cả người cũng gằn gồng lên ra sức chống lại rầm 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 từng tiếng nổ vang hai thân hình to lớn đã quấn lấy nhau được một lúc tốc độ cũng nhanh cơ hồ khiến người ta không thể thấy rõ như hai đạo lưu quang dây dưa truy đuổi lẫn nhau lấp lóe không yên máu tươi liên tục vung vẩy trường không. Lát sau, hai bóng người đột nhiên tách ra. Dương Khai ba trượng thân rồng ngạo nghễ lăng lập hư không, thần tình lạnh lùng, còn hơn 10 trượng bên ngoài, phục ba quỷ vương thân thở hồng hộc, khắp toàn thân đếm không hết hố máu, thân năm trượng nhuộm thành huyết nhân, phối hợp với cái hình tượng mặt xanh nhanh vàng, quả nhiên là khủng bố dữ tợn, thậm chí, cánh tay phải của phục ba cũng mềm nhũn vô lực, tựa như không còn xương, hiển nhiên là bị đánh gãy. Được xưng cứng rắn cực kỳ, lực lớn vô cùng quỷ vương thân trên cận chiến lại bị người ta đánh thành như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy sợ không ai dám tin tưởng nhưng làm ra tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là người phụ long tộc huyết mạch lại để mấy người quan sát từ đằng xa cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên xích trưởng lão quả nhiên mắt sáng như đuốc đường mỗ khâm phục đường thắng chậm rãi thở dài trước đó xích quỷ nói hắn cảm thấy dương khai có thể sống sót hắn còn không thể nào tin được dù sao hai thế lực lớn xuất ra nhiều đế tôn cảnh như vậy đừng nói dương khai chỉ là một nhân tài nhị tầng cảnh mới xuất hiện chính là một vị lâu năm tam tầng cảnh chỉ sợ cũng không có sinh lộ nhưng chiến cuộc phát triển cũng không thể hoàn toàn lấy nhân số nhiều ít mà định ra dương khai lôi ra các loại thủ đoạn cùng hỗ trợ không thể tưởng tượng nổi để hắn trong thời gian cực ngắn tiêu diệt đại đa số đế tôn cảnh hai thế lực lớn còn sống thì dồn dập tránh tán không ai dám thẳng đánh trực diện từ trường phong một đòn đánh lén cố nhiên rất mạnh nhưng đám lửa kia của thánh linh lại đủ khiến hắn tay trắng trở về Dương Khai lại lấy bán long thân đánh với phục ba quỷ vương thân, càng là ưu thế áp đảo. Phục ba sợ là không có bất kỳ hy vọng chiến thắng gì, lần này có thể còn sống rời đi hay không cũng còn chưa biết. Còn nữa, từ trường phong đây. Đường thắng quay đầu liếc mắt về phía từ trường phong, tình cảnh của từ trường phong so với phục ba cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đế tôn tam tầng cảnh cố nhiên mạnh mẽ, nhưng thánh linh há lại dễ đối phó như thế. Cái tên này năm đó còn từng diệt một huyền vũ tông, uy danh hiển hách nhiều năm như vậy, từ trường phong đối đầu nó quả thực là vận đen tám đời từ đầu tới cuối không đánh ra được một chiêu thế công cầm trong tay trường kiếm đen nhánh kia kiếm chủ sát phạt lại tất cả đều là phòng ngự chi chiêu dù là như vậy cũng bị đánh tới nỗi ngàn cân treo sợi tóc vô cùng chật vật đâu còn có phong thái ung dung nho nhã như trước tóc tai bù xù vô cùng thê thảm lạc bại thân vong cũng chỉ là việc sớm muộn đường thắng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không chân thực Trước đại chiến, hắn cảm thấy Dương Khai chắc chắn phải chết, nhưng các loại biến cố sau đó thực sự để mọi người phải giật mình. Giờ hắn lại cảm thấy, phục ba cùng từ trường phong chết chắc rồi. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới câu hỏi trước kia của Lam Hòa, nếu như hắn có thể sống sót, người có hối hận không? Sẽ hối hận sao? Khẳng định là có, đường thắng giờ khắc này trong lòng một mảnh cay đắng. Nếu sớm biết kết cục là như vậy, nói cái gì hắn cũng phải làm tốt quan hệ cùng Dương Khai, tự mình dẫn hắn đi một chuyến tới Đông Hải, tìm kiếm linh thú đảo. Nhưng hắn cũng biết, trên đời sự tình đã bỏ lỡ thì không thể quay lại được, hối hận cũng vô dụng. Trước đây hắn đã nói với Dương Khai chuyện tín vật linh thú đảo là mình bịa đặt, hiện tại lại đưa ra lý do thoái thác khác, chẳng phải là tự đánh vào mặt của mình. Đường Thắng còn không có ra mặt dày như vậy. Bất quá hắn đúng là bội phục ánh mắt của Sích Quỷ, so tu vi, Sích Quỷ là nhất trọng, mình là hai tầng cảnh, mình cao hơn một bậc, luận thời gian lịch duyệt, Sích Quỷ nhân tài mới nổi này căn bản không cách nào so sánh được với mình nhưng lúc trước khi đại chiến, xích quỷ liền đã định dương khai có thể còn sống sót. điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ trực giác của xích quỷ so với mình nhạy bén hơn nhiều. có lẽ đây mới là điểm chênh lệch lớn nhất của mình cùng những nhân tài mới này a. À. có phần ánh mắt nhìn xa này, nhất định một ngày nào trong tương những nhân tài mới này chắc chắn sẽ vượt mặt mình. xích quỷ thản nhiên nói, bây giờ nói những lời này còn quá sớm. trên mặt cũng không có biểu hiện thành tựu dự đoán trở thành sự thật, ngược là lại lộ ra ngưng trọng ánh mắt xuyên thẳng qua trong hư không, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đường Thắng nghe vậy nhướng mày, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Chiến cục bây giờ, chỉ cần không phải mù lòa chỉ sợ đều có thể nhìn ra, Dương Khai tất thắng không thể nghi ngờ, phục ba cùng từ Trường Phong có thể chạy thoát liền đã là may mắn, chẳng lẽ lại còn có thể có biến cố gì? Đường Thắng nhìn coi bảy tám cái đế tôn cảnh còn sống của hai thế lực lớn kia, chậm rãi lắc đầu, những người này mắt thấy tông chủ thánh chủ nhà mình Lâm, vào khổ chiến đều không có dũng khí đi trợ giúp một hai, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên là trước đó bị Dương Khai làm cho sợ hãi, bọn hắn không thể nào là biến cố lật kèo được. Một khi đợi đến lúc Dương Khai giải quyết Phục Ba, hoặc là Thạch Hỏa giải quyết từ Trường Phong, chỉ sợ lập tức những người này phải chạy tán loạn, ra hỏa xích quỷ này. Đến cùng muốn nói cái gì? Đường Thắng bị làm cho hồ đồ rồi. Đang nói răm ba câu này, chiến trường lại nổi lên biến hóa. Một thân Dương Khai sát khí đằng đằng, chỉ tay một cái, Sơn Hà Trung đang một mực quay tròn xoay tròn giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một vệt ánh sáng, hướng chụp xuống đầu Phục Ba. Khí tức trấn áp thiên địa ầm vang tràn ngập ra. Thần sắc Dương Khai lạnh lùng nhìn qua hắn, "Phục Ba, nếu lựa chọn làm chim đầu đàn, vậy bản tọa hôm nay liền thành toàn cho ngươi, chịu chết đi." Phục Ba quá sợ hãi, quỷ vương chi thân xê dịch lấp lóe, muốn tránh đi lực trấn áp của Sơn Hà Trung, nhưng vô luận hắn biến hóa thân hình như thế nào, thậm chí ra tay ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản Sơn Hà Trung được một giây nào. Món hồng hoang dị bảo này giống như như giòi trong xương theo sát không ngừng, khí tức chấn áp thiên địa vạn vật gắt cao đem hắn khóa chặt, phẳng phất một dạng cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không có khả năng tránh khỏi. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, phục ba chưa hẳn tìm không thấy sinh cơ, nhưng một phen đại chiến cùng Dương Khai, toàn thân nhiều chỗ bị thương, đâu còn có sức mạnh ngăn cản lực chấn áp của Sơn Hà Trung lực lượng vô hình đè ép làm hắn thậm chí có thể nghe được tiếng vang răng rắc răng rắc của xương cốt mình phát ra. Ô huynh cứu ta. Phục ba không thể kìm được, trong miệng hô to một tiếng. Lời kêu này không hiểu thấu, ngoại trừ tâm tư dương khai sớm có chuẩn bị bên ngoài, bọn người đường thắng đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng sau khi lời này nói ra, một bóng người xa lạ bỗng nhiên từ trong hư không, xa xa một quyền đánh tới hướng dương khai, chỉ một thoáng thiên địa run rẩy, pháp tắc phun trào, một cái quyền ảnh vô hình cực đại, bao trùm khí tức hủy diệt thiên địa đánh đến trước mặt dương khai biến cố bất thình lình này để bọn người đường thắng nhìn giật mình quả nhiên còn có mai phục xích quỷ cắn răng quát khẽ thời điểm lúc hắn hành động cùng người của hai thế lực lớn cũng có cảm giác những người kia cũng không phải là tất cả lực lượng hai thế lực lớn tự hồ còn có cái gì ẩn tàng bất quá chỉ do tu vi của hắn không đủ không thể nhận ra chỉ có một loại cảm ứng mơ hồ hiện tại thấy thế đã biết cảm ứng của mình không sai nhân thủ bên ngoài hai thế lực lớn xác thực không phải toàn bộ lực lượng, còn có cường giả âm thầm giấu kín. Mà từ vết tích người đây xuất thủ, thình linh ra hỏa này cũng là đế tôn tam trọng, thậm chí có thể nói, thực lực của hắn so với phục ba cùng từ trường phong có phần hơn chứ không kém, nếu không sẽ không được xem như đòn sát thủ ẩn tàng. Một quyền tới này ngoài ý muốn, chính là thời điểm Dương Khai đang toàn tâm toàn ý thôi động Sơn Hà Trung, đi đối phó phục ba, có thể nói là không có chút nào phòng bị, kết cục như thế nào, cơ hồ có thể đoán được chỉ một thoáng huyết sắc trên mặt Lam Hòa không còn chút nào, ngay cả xích quỷ đều có chút không đành lòng nhìn tiếp. Bán Long chi khu sắc thực cường đại, so với quỷ vương chi thân của Phục Ba đều muốn kiên cố hơn, nhưng một cái đế tôn tam trọng âm thầm tiềm ẩn, đằng sau quan sát lâu như vậy dồn lực xuất ra một kích, tự nhiên có nắm chắc. Xích quỷ cảm giác một mặt trơ chẽn, hắn tuy hiếu chiến, khát máu thành tính, nhưng làm người cũng là có điểm mấu chốt. Hắn khiêu chiến người, phải là tồn tại có tu vi cao hơn so với hắn, dùng cái này để ma luyện võ đạo chi tâm của mình. lúc đầu hai thế lực lớn xuất động nhiều nhân thủ như vậy đi đối phó dương khai một cái đế tôn hai tầng cảnh cũng có chút hiểm nghi lấy nhiều khi ít lấy mạnh hiếp yếu, bây giờ lại còn có một vị đế tôn tam trọng âm thầm mai phục, hai chữ hèn hạ đơn giản đã không cách nào có thể hình dung. trước mắt bao người quyền ảnh to lớn kia trực tiếp đánh vào trên thân dương khai, dương khai chuyên tâm đối phó phục ba quả nhiên chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì lúc khí lãng bạo phá, vị trí chỗ Dương Khai đứng hư không run rẩy, cả người Dương Khai tựa hồ cũng hóa thành một mảnh hư vô, thật giống như một dạng bị một quyền này oanh tan xương nát thịt. Mắt thấy cảnh này, thân thể Lam Hòa run lên, kém chút ngã trên mặt đất. Chết rồi. Làm sao lại chết? Ân cứu mạng còn chưa báo đáp, làm sao lại chết như vậy? Phục Ba lúc đầu chật vật không chịu nổi giờ phút này lại là nhịn không được cười ha ha, mặc dù ngươi gian như quỷ, cũng phải uống rửa chân của bản tọa nước, tiểu tử dám đối địch cùng bản tọa, đây là kết quả sau khi nói xong còn chưa kịp đắc ý bỗng nhiên lại nhướng mày ngẩng đầu nhìn lại hướng sơn hà trung chỉ vì dư thế của sơn hà trung không giảm lại y nguyên thẳng tắp rơi xuống chỗ đỉnh đầu của hắn sức mạnh chấn áp đất trời ẩm vang đem hắn bao phủ quỷ vương chi thân cao năm trượng của phục ba liên tục sinh ra cảm giác bước đi khó khăn hoảng sợ nói chuyện gì xảy ra dương khai đã bị giết vì sao hồng hoang dị bảo này còn chấn áp mình trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ cũng là hối hận không thôi vừa rồi thấy Dương Khai bị người ta đánh một quyền oanh thành hư vô, liền có chút coi thường, không tiếp tục thoát khỏi Sơn Hà Trung, trong chớp nhoáng trần chờ này liền để cho hắn cũng không còn cách nào thoát thân. Miễn cưỡng nhúc nhích thân thể, còn chưa kịp rời đi, Sơn Hà Trung đã ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem hắn chấn ngay tại chỗ. Cho tới giờ khắc này, người mới hiện thân hô một tiếng, cẩn thận, làm sao còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh phục ba bị Sơn Hà Trung bao trùm bên trong trung lập tức chuyển đến tiếng gào thét giống như quỷ khóc sói gào của phục ba sơn hà trung kêu cạch cạch nhưng rất nhanh không còn động tĩnh tiếng chuông của sơn hà trung vốn là có hiệu quả chấn áp cùng nhiễu loạn thần hồn phục ba bị chấn áp ở trong đó dùng sức dày vò thua thiệt chỉ là mình sau khi bị dày vò hai lần liền không còn dám có động tác lòng tràn đầy kỳ vọng người mới tới có thể đem hắn cứu ra ngoài tuế nguyệt khô vinh như toa như mộng thanh âm nỉ non vang lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người chỉ thấy Dương Khai bên kia vốn hẳn nên bị oanh thành một mảnh hư vô, thân hình hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện tại chỗ, hai cái long trảo bấm một cái pháp quyết huyền ảo đến cực điểm, trên mặt một mảnh trí ý lạnh nhạt quan sát nhân sinh, một trưởng hướng phía trước đẩy ra. Tuế Nguyệt như tọa ấn. Tại giờ khắc này y thời gian phẳng phất trong nháy mắt bị đình chỉ, chờ đến thời điểm người có cảm giác không đúng, một đạo trưởng ấn đã tập đến trước mặt. Người kia quá sợ hãi, bản năng cảm thấy một chiêu này không thể coi thường, vội vàng thi triển lực lượng toàn thân, trên thân tuôn ra một chùm huyết vụ, nghênh đón trưởng ấn kia, người hắn hóa thành một đạo huyết quang cấp tốc lui lại. Tuế Nguyệt như tòa ấn xuyên qua huyết vụ kia, lại không mảy may dừng lại, bắn tới tên kia. Người này bị chúng trưởng thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi phun, bị Tuế Nguyệt chi lực ăn mòn, trong nháy mắt cả người già nua đi mấy chục tuổi, ngay cả cái mái tóc màu đen kia đều xuất hiện mấy cọng tóc bạc. Tuế Nguyệt như tòa ấn, tuyệt kỹ thần thông của Tuế Nguyệt đại đế, xích quỷ miệng há cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà trên chán đường thắng cũng là một mảnh mồ hôi lạnh xích trưởng lão xác định đây là thần thông của tuế nguyệt đại đế xích quỷ quay đầu nhìn qua hắn kinh hãi nói đường cốc chủ lớn tuổi hơn ta chẳng lẽ chưa từng nghe qua đại danh thần thông này đường thắng ngượng ngùng nói đã nghe qua chỉ là tuế nguyệt đại đế đã sớm vẫn lạc hắn làm sao có thể tập được thần thông này xích quỷ nói ta bất quá là một tiểu tử hậu bối làm sao biết những điều này đường thắng nghe qua nghĩ thầm cũng đúng ngay cả mình cũng không biết xích quỷ làm sao có thể biết thật sự là bị chấn động không nhẹ đầu óc có chút hỗn loạn tuế nguyệt như toa đây chính là liên quan đến thời gian pháp tắc quảng đại thần thông dương khai thế mà cũng biết nếu như chỉ đơn thuần là tên tuổi dọa người thì cũng thôi đi thế nhưng là thời khắc nhìn trạng thái của người bị trúng chiêu này rõ ràng trong nháy mắt già nua không ít nguyên nhân tuyệt đối là do tuế nguyệt chi lực chân chính ăn mòn nói một cách khác tuế nguyệt như toa ấn là thật thời gian pháp tắc không gian pháp tắc, hai đại pháp tắc huyền ảo tập trung vào một thân một người, đây là muốn nghịch thiên. Nếu như nói không gian pháp tắc nhập môn cùng khó, tu luyện càng khó khăn, nhưng từ xưa đến nay, dù sao vẫn là có một ít kỳ nhân dị sĩ tinh thông đạo này, tỉ như nói lý vô y linh thú đảo tinh thông không gian pháp tắc. Nhưng thời gian pháp tắc so với không gian pháp tắc càng là tồn tại khó nhập môn, nhìn chung dòng sông lịch sử 10 vạn năm, người nổi danh trên đời bằng thời gian pháp tắc, cũng chỉ có một người là tuế nguyệt đại đế, thậm chí có người đã đoán, nếu như không phải Tuế Nguyệt Đại Đế sớm đã vẫn lạc, hắn tuyệt đối có tư cách cùng Vệ Thiên Đại Đế Ô Quảng Quyết tranh hơn thua. Bất quá giờ phút này để Đường Thắng cảm thấy kỳ quái là, bỗng cường giả nhiên xuất hiện kia là ai? Cẩn thận cảm ứng một cái, xác định đối phương có tu vi đế tôn tam trọng, dung mạo lại là lạ lẫm đến cực điểm, so với những đế tôn cảnh mình quen biết đều không có ai giống vậy. Gia hỏa này tựa như là bỗng nhiên xuất hiện, không thể tìm ra ngược lại dương khai tương kế tự kế đánh cho đối phương tay không kịp tựa hồ một dạng sớm có đoán được trước ô hằng bản tọa đợi đã lâu bên kia dương khai một chiêu đắc thủ nhưng không có thừa thắng xông lên ngược lại một giọng nghĩa mai nhìn qua chỗ người mới xuất hiện ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé người vạn dặm bên ngoài thiên lang cốc một đạo lưu quang sạch qua chân trời nhanh như lưu tinh người có thị lực cường đại có thể thấy rõ diện mục lưu quang này Rõ ràng là một lão giả tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Giờ khắc này, lão giả giống như đang tránh né lấy cái gì, không ngừng bay về phía trước, miệng còn mắng nhỏ, trên mặt một mảnh thần sắc vẫn uất. Bỗng nhiên, hắn dường như có cảm ứng, quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn lại, trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định, khí tức này chẳng lẽ là không phải chứ? Nhưng vào lúc này, đằng trước phương hướng hắn bay, cách đó không xa, không gian chấn động, hiện lên gợn sóng hư không hoàn hảo không chút tổn hại như có dấu hiệu bị đại lực xé mở một vết nứt thật nhỏ bỗng nhiên xuất hiện lão già ánh mắt lẫm liệt cắn răng mắng tiểu tử thúi tới ngược lại là nhanh đuổi ra ra gấp như thế làm gì thật là muốn mạng già trong lòng biết bản sự của đối phương mình mặc dù thủ đoạn cao minh sợ cũng không thoát được trong mắt bỗng nhiên nhất chuyển nghĩ đến một cái chú ý tuyệt diệu nghĩ là làm thân hình lập tức bay vọt tới phía khí tức vừa phát hiện mà cái hướng kia đương nhiên đó là thiên lang cốc sau ba hơi thở, vết nứt không gian thật nhỏ kia bỗng nhiên khuếch trương ra, hai bóng người từ trong khe thản nhiên đi ra, một nam một nữ, nam tử anh vĩ bất phàm, nữ tử khuôn mặt như vẽ, hai người đứng cùng một chỗ, quả nhiên là nhân vật thần tiên. Chỉ là một chút điều tra, nam tử kia liền thở dài, lại để cho hắn chạy. Nữ tử cắn răng, lão già chạy đúng là nhanh, cũng không phải lấy mạng của hắn, hoảng như thế làm gì? Nam tử bật cười nói, mặc dù không cần mệnh của hắn, nhưng lại muốn hạn chế tự do của hắn hắn tự nhiên là không muốn. Nữ tử nghiêng qua hắn một chút, suy tiếng nói, ngươi còn nói đỡ hắn, làm sao? Ngươi muốn tha hắn một lần. Nam tử lắc đầu nói, đại nhân có lệnh, chính là ta muốn cũng thả không được, hung vật như vậy, vẫn là phải để dưới mí mắt mới tốt, miễn cho một ngày hung tính tai phát, đổ thán sinh linh. Dừng một chút mỉm cười nói, hắn như đợi tại Nam vực thì cũng thôi đi, ai bảo hắn không biết sống chết chạy đến Đông vực, nếu để bị đại nhân chúng ta để ý tới, vậy liền lưu tại Linh thú đảo đi. Nói nhảm nhiều như vậy, mau đuổi theo, còn không đuổi lại phải chạy xa nữa. Nữ tử không kiên nhẫn thúc giục. Nam tử khẽ gật đầu, đưa tay ra phía trước vạch một cái, thôi động không gian pháp tắc, hư không vỡ ra khe hở, hai người cùng nhau đi vào trong đó, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, vết nứt kia chậm chậm khôi phục lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài thiên lăng cốc, dương khai một chiêu hư vô bí thuật, vào thời khắc nguy hiểm nhất đem bản thân trục xuất vào trong hư không, tránh đi được một sát chiêu cũng đồng thời thừa cơ đánh ra một đạo tuế nguyệt như tòa ấn, đánh người tới miệng phun máu tươi, lúc này mới nhìn qua bên kia, cười khẩy nói, ô hằng, bản tọa đợi ngươi đã lâu. Núp trong bóng tối đánh lén hắn đương nhiên đó là người trước đây, không lâu mới quen biết tại đại hoang tinh vực, ô hằng, người này cũng chính là tinh vực chi chủ đại hoang tinh vực. Ô hằng sắc mặt khó coi, thôi động đế nguyên áp chế tuế nguyệt chi lực trong thể nội, bên khóe miệng còn có máu gì xuống, phẫn uất nói, ngươi sao lại biết bản tọa ở đây hắn cùng Dương Khai mặc dù không phải thù giết cha đoạt vợ, nhưng cũng là loại thù không thể hóa giải, dù sao đại hoang tinh vực hắn nắm trong tay bị Dương Khai chiếm ức vạn dặm cương vực, loại chiếm đoạt này mặc dù không tổn hại căn cơ đại hoang tinh vực, nhưng đối với tương lai hắn lại có ảnh hưởng lớn. Tinh vực hoàn chỉnh hay không, đối với con đường võ đạo của hắn cũng có tác dụng mang tính chất quyết định, tinh vực khuyết tổn, liên đới lấy bản nguyên tinh vực trong cơ thể hắn sẽ có phần không quá an ổn, để hắn không có cách nào dốc lòng tĩnh tu cứ thế mãi mà nói, mặc dù không đến mức thực lực ngã xuống, nhưng muốn đi lên một bước lại là không thể nào. chuyện lần trước có thượng tầng tinh đình nhúng tay giải quyết, để hắn không thể không ngậm bồ hòn. đối với việc bị dương khai chiếm mất những nơi cương vực kia, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mà nhận. nhưng chuyện tinh vực, tinh đình có thể nhúng tay, mình tới tinh giới báo thù, nữ tử kia cũng không thể còn muốn nhúng tay a? À. chỉ cần có thể giết dương khai, hắn lại có thể một lần nữa khôi phục mảnh cương vực bị dương khai chiếm mất thậm chí lại có thể đi thôn phệ hàng la tinh vực hoàn thành đại kế trước đó hắn đã là tinh vực tri chủ đại hoang tinh vực cùng hoàng tuyền tông tất nhiên cũng là có chút liên hệ sau chuyện lần đó hắn làm sơ điều chỉnh rồi lập tức về tinh giới tìm được phục ba để hắn lưu ý hành tung dương khai hắn cũng không nghĩ tới thượng thiên chiếu cố chính mình như vậy vốn hẳn là nên ở nam vực dương khai thế mà nhanh như vậy lại đến đông vực tề thiên bảo đưa tin cho hoàng tuyền tông hoàng tuyền tông lập tức lại cáo chi ô hằng sau đó mới có lần hành động này chỉ là để Ô Hằng có chút nghĩ không thông chính là, Dương Khai lại sớm có sở liệu đối với sự xuất hiện mình. Dương Khai cười ha ha, Phục Ba có thể biết chuyện ở Đại Hoang Tinh vực, đương nhiên là ngươi nói cho hắn biết, các ngươi đã có liên hệ như này, bản tọa nếu còn không biết ngươi đang âm thầm mai phục, chẳng phải là ngớ ngẩn. Thậm chí có thể nói, chuyện lần này chính là ngươi âm thầm thúc đẩy. Nếu không phải như vậy, trước kia còn nén giận, Phục Ba sao lại làm khó dễ mình. Thì ra là thế. Ô Hằng hận hận quay đầu nhìn Sơn Hà Trung ánh mắt như có thể xuyên thấu sơn hà trung mà nhìn tới phục ba một mặt vẫn uất không nghĩ tới chỉ bởi vì một câu nói vô tâm của phục ba liền để kẻ này đoán được chân tướng tính như vậy ra mình ăn thiệt thòi lớn như thế toàn do phục ba ban tặng tên hỗn đản này ô hằng trong lòng giận mắng dương khai nghiêm sắc mặt trầm giọng nói họ phục đối đầu bản tọa không có kết quả tốt đẹp gì họ ô cũng vậy ô hằng lần trước cho ngươi nhặt về một mạng ngươi lẽ ra nên cố mà chân quý lần này ngươi còn dám tới tìm bản tọa ngươi thật coi ta không giết được ngươi một lời gầm thét sát cơ bùng lên như thực chất bao phủ lấy ô hằng ô hằng sắc mặt tái xanh hừ lạnh nói chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách dương khai lông mày nhíu lại lời nói này thật sự tự tin lực lượng mười phần xem ra chẳng những ngươi tới người kia cũng tới a à. lời vừa nói ra ô hằng sắc mặt biến hóa nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường hồ ngôn loạn ngữ cái gì dương khai cười nhạo ta hồ ngôn loạn ngữ ánh mắt quét một vòng trong hư không, dừng lại tại vị trí nào đó, thương mặt, nếu đã tới, sao không thoải mái mà hiện thân? Hay là nói, ngươi cho rằng bản tọa không nhìn thấy ngươi, còn có người núp trong bóng tối. Bọn người đường thắng tiền tú anh cùng xích quỷ như muốn rối tung lên. Lúc đầu giữa sân bỗng nhiên giết ra một ô hằng, mấy người đã đủ kinh ngạc, bởi vì trong bọn hắn không có ai từng nghe nói qua tính danh ô hằng, cũng không biết người này xuất thân nơi nào. Nhưng cái này lại có chút nói không thông, dù sao một vị đế tôn tam trọng không có khả năng vô duyên vô cớ mà bốc lên có tu vi như thế đều là hạng người uy danh hiển hách nhưng ô hằng cái tên này thật sự là quá xa lạ lạ lẫm đến nỗi mấy người ở đây từ trước tới giờ chưa từng nghe nói vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi sau khi ô hằng kia nhảy ra dương khai lại hô lên một người gọi thương mặt đến ánh mắt dừng lại trong hư không dường như chắc chắn nơi đó ẩn thân lấy một cường giả mà ra hỏa được gọi thương mặt mặc dù không biết có thật sự tồn tại hay không cũng chưa từng hiện thân, nhưng bọn người đường thắng lại cảm giác hắn mạnh hơn ô hằng. Xuất hiện cuối cùng luôn luôn lợi hại nhất. Ô hằng, phục ba, từ trường phong đều đã là đế tôn tam trọng, vậy thương mặt kia lại là tu vi gì? Một cái suy nghĩ làm cho người ta kinh dị bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu, đường thắng cùng xích quỷ liếc nhau, đều nhìn ra kinh dị trong mắt nhau. Thật còn có người. Lam Hòa bỗng nhiên đưa tay che môi đỏ, đôi mắt đẹp run rẩy nhìn qua chỗ hư không, cùng lúc đó, bên kia, không gian dập dờn một bóng người hiện thân, đầu đội xích kim quan, người mặc áo khoác màu đỏ tía, hai tay chắp sau lưng, thần sắc nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, như vị thần cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, ánh mắt ấy cho người ta cảm giác rất không thoải mái. trong mắt hắn, chính mình lại giống như một con run dế. hắn không có hiển lộ tu vi của mình, thậm chí không ai có thể phát giác được hắn có tu vi gì, nhưng bất luận ai nhìn thấy hắn, đều có thể kết luận, hắn mạnh hơn so với tất cả mọi người ở đây. Ngụy Đế Tôn sư. Đường Thắng la thất thanh, trên trán mồ hôi lạnh rơi, Xích Quỷ cũng là nuốt từng ngụm nước bọt, vô ý thức gật đầu. Lam Hòa quay đầu hướng sư phụ của mình nhìn lại, "Ngụy Đế, ấy. là có ý gì?" Nàng vẫn là lần đầu nghe được cách xưng hô như vậy, nàng mặc dù cũng là đế tôn cảnh, nhưng cũng chỉ là nhất trọng mà thôi, có rất nhiều chuyện chưa được tiếp xúc, bí mật biết đến cũng có hạn. Đường Thắng cùng Xích Quỷ tập trung tinh thần trên người thương mạt, căn bản không nghe thấy câu hỏi của nàng. Ngược lại là Tiền Tú anh thở dài một cái, truyền âm nói tiểu hòa trên đời này có một loại người mạnh hơn đế tôn tam trọng lại yếu hơn đại đế bọn hắn mánh khoái thông thiên thực lực cường đại khoảng cách đại đế cũng chỉ có nửa bước người như vậy chính là ngụy đế ngụy đại đế đối mặt bọn hắn trong nhân tộc đại đế không ra bọn hắn gần như có thể nói là vô địch lam hòa ngạc nhiên nói còn có loại người này tiền tú anh gật đầu nói có mà lại số lượng cũng không ít tỉ như ngươi có nghe nói qua lý vô y đại nhân chính là ngụy đế mà lại là người mạnh nhất trong những ngụy đế. Lam Hòa một bộ thụ giáo, nhưng rất nhanh lại hiếu kỳ nói, nếu nhân số không ít, vì sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua tên tuổi những người khác. Tiền Tú Anh nói, thực lực bọn hắn đến trình độ này, đã không có cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi đi tranh thủ vị trí đại đế. Bọn hắn đại đa số đều luôn dốc lòng khổ tu, vì có khả năng đến một ngày đó mà làm chuẩn bị, sao có thể tùy tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, Lý Vô Y đại nhân không phải chính là ngoại lệ đó lam hòa gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ bỗng nhiên phẫn uất nói nhưng là đây cũng quá khi dễ người khác đối phó dương khai chỉ là một đế tôn nhị tầng cảnh đông vực hai đại thế lực đỉnh tiêm dốc hết vốn liếng thì cũng thôi đi bị dương khai giết thất linh bát lạc thì cũng chính là gieo gió gặt bão sau đó lại xuất hiện ô hằng âm thầm đánh lén không biết xấu hổ tới cực điểm thế mà vẫn còn giấu một vị ngụy đế ở bên cạnh nếu không có dương khai một câu phá toạc ra chỉ sợ người kia vẫn còn muốn ẩn giấu có trời mới biết hắn lúc nào âm thầm hạ độc thủ ngụy đế hiện thân đại đế không ra ai dám tranh phong đây không phải rõ ràng khi dễ người ta sao lam hòa đứng trên lập trường dương khai cảm giác vô cùng biệt khuất đôi mắt đẹp đảo qua trên mặt ô hằng cùng thương mặt chỉ cảm thấy tên nào cũng đáng ghét không biết xấu hổ tới cực điểm nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha